Ie, cậu xem đi, tôi gọi Trung Đạo Hương tới là một lựa chọn đúng đắn ha, người ta không chỉ là oran, mà khi làm hướng dẫn viên du lịch cũng rất chuyên nghiệp, tốt hơn nhiều so với việc chúng ta tự đi chơi. Đừng có nói theo kiểu đường hoàng, anh chính là không có phụ nữ bên cạnh thì cảm thấy không thoải mái, nên mới gọi cô ta đi theo, gì chứ, không thể nói là do sức hút của tôi mà hấp dẫn cô ấy được sao. Tối qua, chúng tôi đã từ thơ ca văn chương trò chuyện đến triết học cuộc sống, thật là vui vẻ. Đừng có nói dóc nữa, tôi đoán là cô ta nhìn chúng anh Lâm, không có liên quan gì đến cậu đâu. Không quan trọng, theo những gì cô ấy nói, có một sòng bạc lớn ở gần đây, đặc biệt dành riêng cho các du khách như chúng ta. Buổi tối ngâm mình trong suối nước nóng, đi dạo vài vòng, không có phụ nữ ở bên thì thật nhàm chán biết bao. Có anh Lâm ở đây, cậu cảm thấy đội ngũ chúng ta thiếu phụ nữ à? Cậu nhìn phía trước đi, hai cô gái đứng bên hồ đó, chính là được lão Lâm gọi tới. Khí chất được nha, anh Lâm xin hãy nhận một lạy của người em này, nói về tán gái, tôi xin gọi anh là số 1. Lâm tiên sinh, họ đều ở khu nghỉ ngơi, anh không đi chơi với họ sao? Ồn ào quá, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, yên tĩnh vẫn hơn, vậy Lâm tiên sinh muốn ăn gì không? Tôi đi chuẩn bị giúp anh. Không cần đâu, nguyên ngày hôm nay cô cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Tôi không mệt, vậy để tôi đi lấy ly nước cho anh. Cậu có hứng thú với người phụ nữ đó à? Sao có thể chứ, à mà, sao lại hỏi vấn đề này? Cảm thấy như là con giáp thứ 13, chịu không được. Ha ha, người ta đâu có động đến cô, sao lại nói người ta như vậy? Cô ta là một oran nổi tiếng, có thể đó là yêu cầu chuyên nghiệp của công việc. Cậu chưa chơi oran phải không? Cái cách cô dùng từ chơi cũng hay thật, đánh giá tôi hơi cao rồi. Oran ở đẳng cấp này rất được săn đón, cũng rất lạnh lùng, giống như những ngôi sao nữ trong giới giải trí. Việc cô ta tiếp cận một cách chủ động như vậy thật hiếm gặp, tôi đoán là cô ta biết cậu là người có tiền, muốn kiếm một số tiền lớn từ cậu. Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với cô ta. Tôi cũng nghĩ như vậy, với đẳng cấp của cậu, sao có thể thích loại phụ nữ như vậy được. Anh về rồi nè, đến đúng lúc lắm, lại giúp em sấy tóc đi. Tần Hán và mấy người khác đi sòng bạc, em đi không? Nguyên ngày nay em cũng mệt rồi, anh đi với họ đi. Vậy anh cùng với em đi nghỉ ngơi, anh cũng không đi. Không cần đâu, anh vẫn là nên đi thì hơn, tránh cho việc bạn bè anh cho rằng em hẹp hòi. Được rồi, anh sẽ về sớm. Tại sòng bạc, những người đó đang thì thầm nói gì vậy? Có lẽ họ đã xem chương trình của tôi, vì vậy họ nhận ra tôi, vậy là tôi hiểu rồi, không hổ là oran có đẳng cấp, đối xử còn hơn cả ngôi sao. Người phụ nữ này trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông đó tên là Trung Đạo Hương, là một trong 3 oran hàng đầu, có danh tiếng rất lớn, tôi có đi xem buổi biểu diễn của cô ấy rất giỏi. Triệu tiên sinh, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện công việc, có thể giúp tôi gọi cô ấy đến chợ hứng không? Tôi rất hứng thú với cô ấy, tất nhiên có thể. Tôi sẽ kêu người thông báo với cô ấy một tiếng, mời cô ấy qua đây. Xin chào, tôi là Triệu Thác Chân, là quản lý ở nơi này, tôi có một người bạn muốn mời cô uống trà. Xin lỗi, tôi không quen mấy người, cô Trung, e là cô đã hiểu lầm. Bạn tôi đã từng xem cô biểu diễn, nên đã nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên mới nói tôi đến mời cô đến phòng của bạn tôi ôn lại chuyện cũ. Tất nhiên chúng tôi sẽ thanh toán các chi phí. Xin lỗi, lần này tôi đến với bạn của tôi để đi chơi, nếu như các người muốn xem tôi biểu diễn, thì lần sau đến quán là được. Chào anh, chúng tôi muốn mời cô Trung qua đó trợ hứng, hy vọng anh đồng ý. Cô ấy từ chối anh đó là chuyện của cô ấy, anh phải nói với cô ấy chứ, nói với tôi có ích gì. Cô Trung đi cùng với anh, nên tôi cho rằng nếu anh đồng ý thì cô Trung cũng sẽ đồng ý đi với. Tôi chuyện này không liên quan đến tôi, anh hỏi cô ấy đi. Tôi muốn ở bên cạnh Lâm tiên sinh, thế nên xin lỗi. Nếu cô Trung không muốn đi, chúng tôi sẽ không ép buộc, nhưng mà sau này chúng tôi sẽ không đến ủng hộ cô nữa. Sao lại chỉ có mình anh vậy, cô Trung đâu? Cô ta nói là muốn ở bên cạnh bạn của mình, không đồng ý qua đây. Nực cười. Mấy người bạn đó của cô ta hẳn là người Hoa, cho vài người đến dạy dỗ một trận đi. Cho bọn họ biết, đây là địa bàn của ai, biết rồi, tôi đi sắp xếp. Lần này thắng được hơn 700.000. Hai người kia cũng thắng được hơn 1 triệu. Hôm nay ai cũng may mắn, cảm giác có hơi lạ. Lâm tiên sinh, có vẻ như vận may của chúng ta rất tốt. Đúng vậy, nhưng những điều không bình thường thường có điều gì đó không tốt. Luôn thắng tiền cũng không phải là một việc tốt, chỉ cần không sao là được. Đi thôi, cũng không còn gì nữa, tìm nơi nào đó ăn khuya, uống một ly thôi. Đợi đã, làm gì đó, thắng tiền thì không cho đi sao? Thắng tiền tất nhiên là có thể đi, nhưng các người gian lận, cho nên tôi không thể để cho các người đi. Tôi biết ngay mà, cứ thắng hoài như thế là có cái gì đó không bình thường, chắc là do anh sắp đặt nhỉ. Không không, đừng nói như thế, mặc dù cô Trung từ chối lời mời của chúng tôi, nhưng đó là hai chuyện khác nhau. Tôi dẫn người tới là để xử lý chuyện các người gian lận. Tôi có thể chứng minh Lâm tiên sinh không có gian lận, các người đừng có nói bậy. Cô Trung, cô không quyết định được đâu, tôi đoán là cô đã nghe mấy lời nói dối của anh ta, nên mới đứng ra nói giúp anh ta, cô bị anh ta lừa rồi. Cô ra phía sau đứng đi, để tôi nói chuyện với họ, để tôi nói lý với họ. Nói bao nhiêu cũng vô ích thôi, còn không bằng tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi thì tốt hơn. Được rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ đi, để Lâm Dật tự mình xử lý chuyện này. Anh chắc chắn sẽ không để cho tôi đi, tất nhiên, anh sẽ phải trả giá cho hành vi của mình. Chỉ thấy Lâm Dật tung cho hắn một cước méo mặt, sau đó một chân dẫn lên. Làm gì đó, còn không mau động thủ. Đám vệ sĩ nhận được lệnh rút vũ khí, lao tới như ong vỡ tổ. Còn mang theo cả vũ khí, các người chuẩn bị khá đầy đủ nhỉ. Vừa rồi, chỉ cần mày đưa ít tiền, thì chuyện này coi như giải quyết xong, nhưng bây giờ, các người ai cũng đừng hòng đi được. Lâm Dật cũng không phải dạng vừa, rút ra con dao phòng thân. Đâm một nhát là một thằng gục, tiếp tục đi chứ, tôi vẫn còn chưa nóng người mà. Đám vệ sĩ thấy đồng bọn bị đâm gục thì sợ đái ra máu, nào còn hống hách như trước. Bây giờ còn nói tôi gian lận nữa hay không? Không, không nói nữa, lần này là lỗi của chúng tôi, anh lấy tiền rồi đi nhanh đi. Anh nói nhận lỗi thì nhận lỗi sao? Anh nói lấy tiền rồi đi thì tôi phải lấy tiền rồi đi thật sao? Thế thì mất mặt quá rồi đó. Anh muốn làm gì? Tôi chuyển tiền với quỳ xuống trước anh có được không? Thật buồn cười, anh quá yếu đuối. Đi thôi, xong việc rồi, tìm nơi nào đó ăn chút gì đi. Đánh người còn muốn đi. Nhìn điệu bộ của anh, tính ra mặt cho họ à? Cậu đánh người của tôi, tất nhiên tôi phải ra mặt chứ sao? Được thôi, gọi hai vệ sĩ phía sau cùng lên đi. Cậu nghĩ tôi là ai? Cậu cho rằng tôi sẽ lên đánh với cậu à? Sau một cái phất tay của tên chọc, tên vệ sĩ bên cạnh đã móc hàng nóng chĩa thẳng về Lâm Dật. Vừa rồi không phải rất cuồng vọng sao? Sao giờ lại không nói nữa? Như vậy sẽ khiến người ta xem thường các người đó, người Hoa. Sao? Có chuyện gì đó? Cao tiên sinh, không ngờ ngài lại tới đây, ngài hẳn là nên gọi điện cho tôi trước. Tôi tới để xử lý chuyện riêng, thời gian cũng trễ rồi, chuẩn bị ngày mai về, nên mới tới đây chơi một chút, chỗ cậu hình như có chuyện gì xảy ra thì phải. Mấy người này ở chỗ tôi chơi gian lận bị tôi bắt được, thì lại động thủ đánh người, tôi đang chuẩn bị giáo huấn họ. Lại có chuyện này sao? Nếu đúng là như vậy, thì phải dạy dỗ một chút, nơi này cũng không phải là nơi để họ lớn lối. Cao Sơn tiên sinh, cô Trung, cô cũng ở đây à? Cao tiên sinh, chẳng lẽ các người quen biết nhau sao? Tất nhiên, tôi rất thích cô Trung biểu diễn, thường xuyên đến quán ủng hộ cô ấy. Cô Trung, có chuyện gì vậy? Sao cô lại ở đây? Họ là bạn tôi, hôm nay tới đây chơi. Nhưng họ lại tố chúng tôi chơi gian lận, thật sự là không có, là họ vu oan cho chúng tôi. Cao Sơn tiên sinh, mong anh giúp tôi một chút. Có phải tình hình như là cô ấy đã nói không? Gật đầu. Người này rất lớn lối, thế nên tôi chuẩn bị giúp quản lý Triệu giáo huấn cậu ta một trận. Cô Trung là bạn của tôi, hơn nữa trong chuyện này là các người không đúng, hay là bỏ qua đi. Cao tiên sinh đã mở miệng, vậy thì tôi nể mặt anh, không so đo với cậu ta. Cô Trung, chuyện đã giải quyết xong rồi, cô cảm thấy thế được chưa? Cảm ơn Cao Sơn tiên sinh. Lâm tiên sinh, chuyện đã được giải quyết xong rồi, chúng ta đi thôi. Tại sao phải đi, về cũng không làm gì cả. Anh không cần phải nể mặt ai hết, muốn làm gì thì làm đi. Tôi là nể mặt Cao tiên sinh mới không so đo với cậu, cậu đừng có mà quá đáng. Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao, không cần phải nể mặt ai hết. Cao tiên sinh, tôi đã làm theo lời anh nói rồi, nhưng mà cậu ta quá kiêu ngạo, tôi cảm thấy phải giáo huấn cậu ta một trận. Lâm Dật không nhận ơn, chẳng lẽ là hoài nghi thân phận của mình. Làm sao đây, nếu như Lâm Dật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy kế hoạch ban đầu sẽ bị lệch hướng. Cậu đã có cơ hội để rời khỏi, nhưng cậu lại không biết quý trọng, tôi hy vọng cậu sẽ không hối hận vì quyết định này. Với thủ hạ của anh, bắn vào ngay đây này. Người này, thật là điên đến cùng mà, nhưng thật sự là người tình trong tim tôi đấy. Cậu cho là tôi không dám sao? Động thủ đi, phế một chân của cậu ta. Tên vệ sĩ đã nổ súng, nhưng Lâm Dật dễ dàng né được, lại có thể né được viên đạn sao? Khi tên vệ sĩ chuẩn bị nổ súng lần nữa, chỉ với con dao phẫu thuật, Lâm Dật đã dễ dàng đánh rơi súng của hắn. Phía sau anh không phải vẫn còn một vệ sĩ sao? Kêu cậu ta lên thử luôn đi. Không, không thử nữa, các người đi đi. Nếu anh thành thật xin lỗi, tôi có thể tha thứ cho anh. Tôi là người của tập đoàn công nghiệp gia tộc Takeshi. Nếu như cậu dám động vào tôi, bộ phận pháp lý của chúng tôi sẽ yêu cầu cậu chịu trách nhiệm. Vẫn còn cứng đầu cãi lại à? Không, không, tôi xin lỗi. Xin lỗi thì phải có biểu hiện gì đó chứ, thế này thì thiếu chân thành lắm. Sau đó chỉ thấy Lâm Dật dùng sức, tên chọc đã quỳ rạp ở dưới đất. Nói xin lỗi đi, thật sự xin lỗi, tôi sai rồi, cách làm này thật là ngầu quá đi mà. Vì sự chân thành của các người, tôi sẽ không truy cứu chuyện ngày hôm nay nữa, nhưng nếu như có lần sau, sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu. Đi thôi, đi ăn gì đó đi, đói bụng lắm rồi. Cao tiên sinh, Lâm Dật còn lợi hại hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng, cũng khó đối phó hơn so với những gì chúng ta nghĩ, tôi cũng nhận thấy điều đó. Thông báo cho cô ta tăng tốc độ, không thể kéo dài thêm được nữa, tại một hàng ăn ở ven biển. Trước hết không cần phải nói nhiều, mọi người không cần khách sáo, đồ ăn đã có sẵn rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Đều nói bia rượu tốt cho sức khỏe, nhưng tại sao tôi mới chỉ uống một chút mà lại cảm thấy choáng váng rồi nhỉ? Anh Lương, cho dù nồng độ cồn có nhỏ đi nữa, anh uống như thế kia, không say mới là lạ đó. Tử lượng của bản thân cậu ta không tốt, chả liên quan gì đến bia rượu cả. Sau này ra ngoài nhớ dẫn theo một cô gái ngồi cùng nha, ha ha ha. Tiếp, hôm nay tôi không cho cậu say quắc cần câu, thì tôi không mang họ Lương nữa. Lâm tiên sinh, anh thấy sao, hình như anh uống hơi nhiều, cơ thể vẫn cảm thấy thoải mái chứ, vẫn ổn. Nếu cảm thấy không thoải mái, có thể đi hóng gió một lát, sẽ tốt hơn đó. Cũng được, tôi đi với anh. Lâm tiên sinh, chúng ta qua đó ngồi một lát đi. Lâm tiên sinh, lần này ngài tới hải đảo là để đi chơi thôi phải không? Ừ, ngày mai tôi phải về rồi, lần này là chuyến du lịch tập thể của công ty, không thể ở đây quá lâu được. Nếu sau này có cơ hội đến Hoa Hạ, tôi có thể đến gặp Lâm tiên sinh không? Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý định phá hủy mối quan hệ giữa anh và bạn gái anh. Yên tâm, tôi không nghĩ nhiều như vậy, nếu như cô thật sự đến, chiêu đãi nhất định không thành vấn đề. Thật ra thì tôi cũng biết, anh ở đây cũng không lâu, vì thế tôi có một số lời muốn nói với anh. Lâm tiên sinh, tôi thích anh. Mới quen biết nhau có 3 ngày, mà cô đã nói yêu thích tôi, tình cảm như vậy có phải là quá rẻ tiền rồi không? Lâm tiên sinh, tôi không có gạt anh, những gì tôi nói đều là sự thật, tôi rất thích anh. Nhưng tôi biết, anh không thể nào thích tôi được, tôi không xứng với anh. Lâm tiên sinh, tôi biết mình không trong sạch, nhưng tôi lo sợ nếu anh đi rồi, tôi sẽ không còn cơ hội để nói những lời này nữa. Lâm tiên sinh, tôi có chuẩn bị cho anh một món quà, mong anh có thể nhận. Quà sao? Tôi từng có một chị gái mà tôi thừa nhận, chị ấy rất thích xem buổi biểu diễn của tôi, nên đã tặng cho tôi chiếc đồng hồ này. Hôm nay tôi muốn tặng nó cho Lâm tiên sinh như một món quà lưu niệm. Lâm tiên sinh, đồng hồ này có đẹp không? Đẹp. Vậy anh nhìn cho kỹ, có thích không? Thích, thích lắm. Vậy anh hãy nhìn cho kỹ, nói cho tôi biết anh thích nó đến mức nào, cực, cực kỳ thích. Chỉ thấy cô ta búng ngón tay, một đám mặc vest không ngờ đã chờ sẵn ở đây. Xong rồi à, tâm phòng người của anh ta quá cao, nếu không dùng cách này, tôi thật khó có thể tiếp cận anh ta. Thế này cũng rất tốt rồi, cô hỏi cậu ta xem, khoáng thạch được giấu ở đâu, tôi dẫn người đi tìm ngay bây giờ. Lâm tiên sinh, tôi muốn biết, trong tay anh có phải là có một cái dương màu đen không, bên trong dương có cái gì? Đúng thế, bên trong có một hòn đá, mau hỏi cậu ta, cái dương màu đen đang ở đâu? Lâm tiên sinh, dương đen anh lấy được đang ở đâu? Chuyện gì thế này? Cao Sơn tiên sinh đừng nóng vội, tâm trí của anh ta mạnh hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Trước những vấn đề nhạy cảm, sẽ không dễ gì đầu hàng đâu. Lâm tiên sinh, hãy nói cho tôi biết, dương đen mà anh lấy được hiện đang ở đâu? Ở phòng số 2308 của khách sạn Oman. Chuyện còn lại cô tự xử lý đi, tôi còn có chuyện khác cần phải làm. Được, ngài đi thong thả. Sau đó cô ta liền đưa Lâm Dật về khách sạn. Reng reng reng, Lương Kim Minh. Anh Lâm, anh đang ở đâu vậy? Nghe điện thoại mà lâu thế cơ à, đang đợi anh về uống tiếp đây này. À, Lương tiên sinh, Lâm tiên sinh uống có hơi nhiều. Tôi đưa anh ấy đi nghỉ trước. Cũng được, cô chăm sóc anh Lâm cho tốt. Nếu như chúng ta không gặp nhau trong tình huống này thì tốt quá. 1 giờ sau. Cao Sơn tiên sinh, còn có việc khác nữa à? Chúng tôi không tìm thấy cái dương đen ở khách sạn Oman, cô thôi miên có vấn đề rồi. Không thể nào, khi ở trong trạng thái thôi miên, những lời anh ta nói đều là thật, không thể sai được. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Vừa rồi tôi đã lục tung mọi ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn không tìm thấy dương đen, vì vậy chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi cần cô thôi miên cậu ta một lần nữa, lần này không được phép mắc sai lầm nào nữa, không thể nào. Muốn tiến hành thôi miên anh ta lần nữa thì cần phải đánh thức anh ta. Anh ta là người có ý chí kiên định nhất mà tôi từng gặp, anh ta không bị quyến rũ bởi sắc đẹp. Tôi không có cách nào thôi miên anh ta lần thứ hai được đâu, cô ra ngoài trước đi, chuyện này để tôi xử lý. Cao tiên sinh, ngài đừng làm tổn thương anh ta, có thể cho tôi một cơ hội nữa không? Thêm 1 ngày nữa, có thể tôi có thể làm được. Cô đừng quên thân phận của mình, đi ra ngoài. Biết rồi Cao tiên sinh. Đi gọi mọi người lại đây, bản lĩnh của người này rất giỏi, chỉ có 3 người chúng ta ở đây, rất có thể sẽ gặp bất lợi. Gọi cũng vậy thôi, dù có bao nhiêu người cũng không đủ. Sao có thể chứ, cậu đã bị thôi miên rồi, làm sao có thể tỉnh dậy được? Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi đã bị thôi miên rồi? Lẽ nào cậu, tất cả đều là cậu giả vờ, cậu không hề bị thôi miên. Không hổ là thân tín của Takeshi Kawara, anh cũng không hề ngốc lắm. Cậu biết thân phận của tôi, từ lúc anh bước vào sòng bạc, tôi đã đoán được rồi. Lâm tiên sinh, chúng tôi không muốn làm tổn thương cậu, chỉ muốn khoáng thạch bạt, hy vọng cậu có thể giao cho tôi. Xin lỗi, tôi không biết anh đang nói về thứ gì, đừng nói là thứ đó có ở trong tay tôi hay không, coi như là có đi, nhưng việc các người đến đòi trực tiếp như vậy cũng không tốt đâu. Tôi biết, cậu ở Hoa Hạ có thế lực rất lớn, nhưng nơi này là hải đảo, không phải là địa bàn của cậu, nếu như cậu cứ nhất quyết đối nghịch với tôi, cũng không tốt đối với cậu đâu. Anh cho rằng, chỉ với mấy người này là có thể thương tổn được tôi sao? Tôi biết cậu có mối quan hệ rất tốt với Takeshi Dana, tham gia vào việc cướp đoạt thứ đó, cũng đã vì giúp đỡ cô ta. Nếu cậu sẵn sàng hợp tác với chúng tôi, chúng ta sẽ là đồng minh kể từ bây giờ, hy vọng Lâm tiên sinh có thể xem xét cẩn thận. Đồng minh ư? Ngay cả gia tộc Takeshi tôi còn chướng mắt, thì làm sao có thể vừa mắt với một tổ chức lưu manh như các người chứ? Các người tự đề cao mình quá rồi. Nếu vậy thì, đã làm phiền rồi. Hắn vừa đi ra ngoài, thì đã bị Ninh Triệt và Vũ Lạc chặn lại. Người của chúng tôi vẫn luôn theo dõi cậu suốt thời gian qua, vậy mà cậu vẫn có thể thông báo cho người khác đến đây được. Khi Trung Đạo Hương dìu tôi về, tôi đã âm thầm gửi tin nhắn thông báo rồi, sau việc dùng âm mưu quỷ kế, thì trình độ của các người chẳng ra sao cả. Các người rốt cuộc tính làm gì, tôi hy vọng các người không tham gia vào chuyện này, không liên quan gì đến các người. Không liên quan thì không được động thủ à, ông anh ngây thơ quá rồi đó. Chỉ với một quyền, Ninh Triệt đã hạ gục tên Cao Sơn. Còn hai tên vệ sĩ đi cùng dễ dàng bị Khâu Vũ Lạc đánh hạ, nhóm lão Tần đâu. Chắc là vẫn đang còn ngồi uống, chúng tôi nói là mệt muốn về nghỉ ngơi, nên mới đi trước. Những người này xử lý thế nào đây, họ không giống với người của công ty Black Gold, chưa đến mức bất đắc dĩ thì không thể giết được. Tôi không muốn có xung đột lớn với họ, ngày mai tôi về Hoa Hạ rồi, chuyện này xem như giải quyết xong, không liên quan đến tôi nữa. Vì vậy trong 2 ngày tới, phiền hai người giúp tôi trông chừng những người này, đừng để họ gây rối. Không thành vấn đề, nhưng Takeshi Kawara là một con cáo già, rất dễ nhận ra, hơn nữa còn có Trung Đạo Hương, cũng là bom hẹn giờ, có cần xử lý không? Chuyện của cô ta hai người không cần lo, tôi xử lý được, hai người giúp tôi trông chừng đám người này là được rồi, tôi đi về trước đây, nơi này giao cho hai người. Reng reng reng, tôi ở phòng số 2808 của khách sạn Oman, trước khi đi hãy gặp nhau một lần, tại phòng 2808. Lần đầu tiên gặp người có lá gan lớn như cô đó, phòng của chúng tôi ở dưới, cô lại thuê phòng ở trên. Lâm tiên sinh không cảm thấy sẽ thú vị hơn ư? Thực sự thú vị, nếu bị bắt thì càng thú vị hơn. Tôi nghe nói ngày mai các người sẽ kết thúc chuyến du lịch, về lại Trung Hải, cho nên mới muốn gặp mặt, bởi vì sau này có thể sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Xem những gì cô đang nói kìa, cứ như thể tôi sắp biến mất khỏi trái đất này vậy. Tôi biết chúng ta vẫn sẽ gặp lại, nhưng khi đó thân phận sẽ khác với lúc trước. Khi đó tôi sẽ là đại tiểu thư của gia tộc Takeshi, còn anh là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, lập trường không giống nhau, thế nên có rất nhiều chuyện cũng sẽ thay đổi theo. Tôi thích nhất cái ngày, là ngày mà chúng ta đi tham quan tập đoàn cùng nhau, nếu như không phải vì thủ hạ của Takeshi Kawara xuất hiện, thì chúng ta có thể trông giống như một đôi tình nhân, tôi sẽ nhớ chuyện đó suốt đời, cho nên tối nay tôi mới đến đây. Vậy thì hãy coi những chuyện đó như những kỷ niệm đẹp đi. Anh không cần phải làm gì cả, anh chỉ cần ngồi đó thôi. Qua một màn hôn hít đá lưỡi dạo đầu, thì tiết mục xúc 9 tấn than bị ông tác giả cắt bỏ mất. Tại hộp đêm, sao lại chỉ có 3 người các cậu, Lâm Dật đâu rồi? À, đúng ha, lão Lâm đâu rồi, vừa nãy còn thấy ở đây mà, sao lại không thấy bóng dáng rồi? Đợi đã, anh cầm điện thoại làm gì, có phải là muốn mật báo không? Làm gì có, tôi chỉ muốn xem là mấy giờ mà thôi, làm sao có thể mật báo được chứ, phải không? Tôi đoán là anh Lâm đi vệ sinh rồi, lát nữa sẽ quay lại thôi, các người ngồi đây đợi một lát, đừng có gấp. Tôi có cảm giác là các người đang làm chuyện gì đó rất mờ ám, anh ấy sẽ không lén lút cưa gái ở sau lưng đàn chị tôi đấy chứ. Viện, cô đừng nói linh tinh, anh Lâm vừa mới ở đây mà, làm sao có thể đi ra ngoài cưa gái được. Bây giờ anh gọi cho anh ấy đi, đừng nói cho anh ấy biết em với đàn chị đang ở đây, mà hãy hỏi anh ấy đang ở đâu, sao lại là anh chứ, bớt nói lại. Gọi thì gọi vậy, cũng không có vấn đề gì. Tút tút tút, số điện thoại bạn vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Chắc là đang trong nhà vệ sinh, không tiện nghe máy, viện, hai người ngồi xuống đợi một lát đi, lát nữa anh Lâm quay lại ấy mà. Phù, an toàn, Lâm Dật, đậu phộng, anh Lâm sao lại gọi bằng video chứ, nếu bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Là Lâm Dật, nghe đi, sao lại chần chừ hả, Gọi có gì không? Anh Lâm, anh đang ở đâu vậy? Ở trong phòng chứ ở đâu? Ở dưới chơi mệt rồi, nên lên đây ngủ, nhân tiện làm ấm giường cho vợ tôi luôn, để lát nữa ngủ khỏi lạnh. Đây là loại thao tác gì vậy? Anh ta làm như thế nào vậy? Cậu gọi điện cho tôi có chuyện gì không? Đừng nói là viện và các cô ấy tới, rồi nói tôi lén lút chạy đi đâu ăn chơi rồi nha. Không phải, không nói với anh nữa, anh tiếp tục làm ấm giường đi, chúng tôi tiếp tục đây, được. Biểu hiện cũng được, không có làm gì mờ ám. Đó là chắc chắn, mặc dù chơi chung với lão Lương lâu như vậy, anh ấy cũng không bị lây thói hư tật xấu. Lâm Tổng chắc không chỉ đi làm ấm giường thôi nhỉ, với tính cách cởi mở của Lâm Tổng, làm gì có chuyện đi làm ấm giường chứ, thực ra chúng tôi cũng tự hỏi về điều đó. Anh ta rõ ràng là có ra ngoài chơi rồi, trong nháy mắt lại quay về phòng, thật con mẹ nó thần, Lâm Tổng quả thực rất vi diệu. Lúc Lâm Dật đang còn chơi điện thoại, thì cửa phòng bật mở, ồ, về sớm vậy, chơi cũng lâu rồi. Biểu hiện của anh hôm nay không tệ, còn biết cả việc làm ấm giường nữa, mấy người dưới đó đều xem anh là tấm gương của một người đàn ông tốt. Hôm qua lúc ngủ, em nó giường có hơi lạnh, cho nên anh mới về sớm một chút, Lâm tiên sinh đã tiến bộ rồi. Đây là phần thưởng, lần sau không ngừng cố gắng. Mềm thật. Ngày hôm sau, tình hình bên phía cô thế nào rồi? Takeshi Kawara có gọi điện tới không? Không có một cuộc gọi nào. Vậy được, tôi biết rồi. 11 giờ chưa tập hợp, sau đó ngồi xe ra sân bay, hai người sắp xếp thời gian, cùng về luôn. Được, biết rồi. Dậy rồi sao không gọi em chứ? Nếu mà dậy trễ, là bắt người khác đợi mình đó. Xích ra. Đã đi du lịch rồi thì cần gì phải vội chứ? Không cần phải vội, đều là người trong công ty cả mà. Chào Lâm Tổng, chào Kỳ Tổng. Lần sau, những ai đi mà có đôi có cặp, làm ơn có chút khái niệm về thời gian đi nha. Tôi với Điền Tổng đợi ở đây hơn 20 phút rồi đó. Lần này đi du lịch, cũng giống như là đi hưởng tuần trăng mật vậy. Hãy nhân cơ hội này mà quẩy hết mình chứ, nếu không chẳng phải là vô ích rồi sao, dậy muộn là chuyện bình thường. Đây là lỗi của cậu, lão Lương còn chưa xuống kìa, không thể trách chúng ta được. Tôi gọi cho cậu ta mấy cuộc rồi, nhưng không có ai bắt máy. Nghe vậy Lâm Dật không khỏi giật mình. Tôi đi xem lão Lương thế nào, ơ kìa, anh đi xem cậu ta làm gì, lát nữa là xuống ấy mà. Lương Kim Minh, cảm thấy không ổn, Lâm Dật liền phá cửa đi vào. Chăn ga không có nếp nhăn, Lương Kim Minh, cậu đang ở đâu đó? Lâm tiên sinh, Lương tiên sinh đang ở chỗ tôi, hy vọng anh đem theo đồ đến, để đổi lấy tính mạng của anh ta, Trung Đạo Hương. Lương Kim Minh là anh em với tôi, cô mà đụng vào cậu ấy, tôi giết cả nhà cô có mạng đi cầm khoáng thạch, để tôi xem cô có mạng để dùng hay không. Út, mình chủ quan rồi, tất cả đều hủy trong tay Trung Đạo Hương. Lão Lâm, có chuyện gì với anh thế, sắc mặt sao lại kém vậy? Có phải anh cảm thấy không thoải mái không, anh không sao? Bên phía Lương Kim Minh xảy ra một vài vấn đề, đừng hỏi là xảy ra chuyện gì, mau thu dọn đồ đạc rồi trở về nước ngay lập tức, đi ngay bây giờ sao? Đúng, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa, các người về làm việc của mình là được, đừng lo lắng về lão Lương. Tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy về, chúng tôi tin anh, đi, đừng lãng phí thời gian. Anh chưa bao giờ khẩn trương như thế này, rốt cuộc là có chuyện gì, nói em nghe được không? Lão Lương bị người ta bắt đi rồi, bắt cóc sao? Ừ, đối phương nói phải làm gì, chuyện này em đừng hỏi. Cứ chuẩn bị đồ về nước, giao cho anh xử lý, anh sẽ tách ra không đi chung đâu, anh cần phải đến Yến Kinh để làm một chuyện. Được, anh chú ý an toàn, tại trụ sở tổ chức. Lâm Dật, sao cậu lại về rồi? Nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu nghiêm mặt làm gì, cãi nhau với bạn gái à? Tôi cần 2 kg khoáng thạch, có thể cho tôi mượn dùng không? Cậu cần để làm gì? Bên phía Takeshi Kawara sắp xếp một oiran bắt đi bạn của tôi, muốn tôi cầm khoáng thạch đến trao đổi, lại xảy ra chuyện này sao? Tên Takeshi Kawara này thật là quá đáng, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ đi liên hệ với các bên liên quan ngay bây giờ, xử lý chuyện này càng sớm càng tốt. Tôi không muốn họ xử lý, ông chỉ cần đưa cho tôi 2 kg khoáng thạch là được. Hồ đồ, chuyện như vậy, sao cậu có thể xử lý một mình được chứ? Tôi không có nhiều thời gian để đợi, tôi muốn tự mình xử lý. Tôi biết chuyện này sẽ ảnh hưởng tới quy định, nhưng tôi mong ông có thể đưa khoáng thạch cho tôi. Chuyện này rất quan trọng đối với tôi, không thể nào. Khi tôi cầm khoáng thạch về, tôi đã nộp nó lên trên rồi, dù tôi có muốn giúp cậu, cũng không thể làm được gì. Nhưng khi chuyện như thế này xảy ra, tổ chức có trách nhiệm, nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng về chuyện này. Không cần, nói xong Lâm Dật liền rời đi, sau đó cậu nhắn tin cho Lương Nhược Hư. Em có số điện thoại của Lục Bắc Thần không? Anh cần số điện thoại của Lục Lão để làm gì? Một vài chuyện riêng, em có thể đưa cho anh không? Em có thể nhờ ông nội lấy số điện thoại của Lục Lão, nhưng nếu như không phải là chuyện khẩn cấp, thì đừng gọi cho Lục Lão, anh hẳn là hiểu ý em, 189/2799. Xin chào, tôi là Lâm Dật, tìm Lục lão tiên sinh. Tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn dùng 2 kg khoáng thạch đó. Khoáng thạch sao? Khoáng thạch có ý nghĩa rất đặc biệt đối với nghiên cứu khoa học. Tôi không đồng ý, tôi đang ở trụ sở huấn luyện thử của tổ chức. Lưu Hồng, Khâu Vũ Lạc và Ninh Triệt nằm trong tay tôi, mạng của 3 người họ so với 2 kg khoáng thạch, cái nào quan trọng hơn? Nếu tôi đã một mình cướp được khoáng thạch từ tay công ty Black Gold, thì tôi cũng có cách để lấy lại nó. Đợi ở tổ chức đi, tôi cho người đem qua liền. Uống ít trà, rồi nhanh chóng uống thuốc đi. Vẫn còn nửa ấm trà, anh uống hết rồi sẽ uống thuốc. Đây là đại hồng bào trên cây mẹ, một năm thu hoạch chỉ được mấy cân, không thể lãng phí. Người vừa mới gọi điện cho anh, là Lâm Dật sao? Thoáng cái đã hơn 20 năm, nó bây giờ lớn lên trông như thế nào, em chưa từng nhìn thấy qua. Có cơ hội sẽ gặp được thôi, thật không ngờ hai người đó còn để lại một đứa con, hơn nữa còn ưu tú như thế, đánh bậy đánh bạ lại vào tổ chức. Nghe đâu nó rất quyết đoán, cộng thêm cái tính cục xúc, giống hệt với Lâm Cảnh Chiến, như thể được tạo ra từ một khuôn vậy. Kỹ năng theo Tô Tú của em là học được từ mẹ nó, đã nhiều năm không gặp, thật sự rất nhớ cô ấy. Nghe nói cũng rất ổn, em đừng lo lắng, mọi thứ đều tốt đẹp, thật tốt khi còn trẻ. Trượng phu giơ tay nắm lấy Ngô Câu, khí phách cao hơn cả tòa tháp trăm thước. Lâm gia có 2 anh tài vượt trội, tương lai đầy hứa hẹn. Không thể giúp được cậu ta, không biết cậu nhóc này có ghi hận mình không? Hả? Chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra với cậu nhóc này vậy? Lại có thể để người của Lục lão đem đầu tới. Hai người các người chuẩn bị một chút, đi hải đảo một lần nữa, nhưng đừng để Lâm Dật biết. Tôi đã đem khoáng thạch tới, các người ở đâu? Chúng tôi ở khách sạn Island House, sau khi anh đến, chúng tôi sẽ phái người dẫn anh vào. Được. Sau khi nhận điện thoại, Lâm Dật liền tức tốc tới khách sạn Island House. Lâm tiên sinh, tôi cần thực hiện kiểm tra người của anh. Lâm tiên sinh, mời đi theo tôi. Lâm tiên sinh, vì để gặp tôi mà ông chuẩn bị trận hình lớn như thế này sao? Không còn cách nào khác, tôi biết quá rõ sự lợi hại của cậu, cho nên chỉ có thể làm như vậy, mong Lâm tiên sinh thứ lỗi. Nhưng cậu rất gan dạ, khiến tôi rất kính nể, một mình tới nơi này, tôi rất khâm phục, có hay không có, cũng chẳng có gì khác nhau. Những thủ hạ này của ông, cho dù cộng lại, toàn bộ cũng không phải là đối thủ của tôi, nếu như có gan, thì hẳn đã sớm động thủ, chứ không có nhiều lời như vậy đâu. Đồ ở đây, người anh em của tôi đâu, nếu cậu ấy mất một miếng thịt, tôi giết cả nhà ông, nói được làm được. Lâm tiên sinh, đừng thù địch như thế chứ, chúng ta lần này giao dịch công bằng, tôi sẽ không làm mấy chuyện đó. Anh Lâm, họ có làm gì cậu không? Không có. Sau khi nhận người, Lâm Dật liền rời đi. Ngài Takeshi, các người đã lấy được đồ. Có phải là nên đem thuốc gen giao cho tôi rồi không? Đó là tất nhiên, đó là thỏa thuận giữa chúng ta. Nếu lô hàng này không có vấn đề gì, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác lần sau, đó là điều tốt nhất. Tôi cũng mong đợi có thể đạt được một thỏa thuận chiến lược lâu dài với công ty Black Gold. Chúng ta bỏ qua cho Lâm Dật như thế sao? Mối quan hệ giữa Lâm Dật với gia tộc Takeshi rất mật thiết, không cần thiết phải giữ lại cậu ta. Cậu dẫn người đi theo Alisa, nếu có điều kiện thì giúp đỡ cô ta, giúp cô ta sao? Ý ngài là Alisa muốn đi giết cậu ta? Vâng, tôi lập tức dẫn người đuổi theo họ. Anh Lâm, xin lỗi anh, tôi lại để cho một người phụ nữ như Trung Đạo Hương lừa. Nếu có cơ hội, tôi nhất định giết chết cô ta. Thật ra thì không liên quan đến cậu, họ là nhắm vào tôi, cậu bị tôi liên lụy, là tôi phải xin lỗi cậu. Được rồi, chúng ta không nói những lời khó nghe như vậy nữa. Đám người đó thật đáng sợ, tôi lớn chừng này rồi, lần đầu tiên thấy trận hình như vậy, suýt nữa dọa tôi đái ra quần đấy, từ tối qua đến giờ luôn bị trói. Tôi cảm thấy xương cốt như muốn mục nát rồi, ha ha, đi thôi, chúng ta đi về, đợi đến Trung Hải rồi, tôi tìm một chỗ để cậu đón gió tẩy trần. Phía sau có người theo dõi, hả, thật hay giả thế, sao lại giống như là đang đóng phim vậy? Cuộc sống thực tế cũng đâu thiếu điều vô lý như trong phim đâu. Anh Lâm, đừng đùa nữa, họ đuổi theo gần tới rồi, sao tôi cảm thấy giống như là muốn diệt khẩu vậy? Bây giờ phải làm sao, chúng ta thật sự sẽ chết ở nơi này sao? Đừng lo, có tôi ở đây, không chết được, là Alisa đến trả thù. Đợi lát nữa tôi xuống xe, cậu đừng xuống, bò từ chỗ cậu qua chỗ ghế tôi, rồi lái xe đi. Anh nói gì vậy, tôi không đi. Đừng chậm trễ, làm theo những gì tôi nói, sau khi tôi xuống xe, cậu lập tức lái xe tới sân bay, ở trên máy bay đợi tôi, nhanh lái xe đi đi. Chấp niệm của cô không nhỏ nha, giao dịch cũng đã hoàn thành rồi, vẫn còn đuổi theo đến tận đây. Trong suốt những năm qua, anh là người đầu tiên khiến tôi chịu thiệt. Trước đó, hành động của Jimmy thất bại, đồ cũng là do anh cướp đi nhỉ. 2 kg khoáng thạch đó của cô, vốn dĩ thuộc về người Hoa Hạ, là người của các người giết chết 2 đội viên của tổ chức. Chúng tôi nợ máu trả bằng máu, tới đây để lấy lại 2 kg khoáng thạch đó. Anh là người của tổ chức sao? Đúng thế, xin được tự giới thiệu về mình. Tổ trưởng tổ 1, Lâm Dật. Thân phận của anh thật sự làm người khác ngạc nhiên đấy, nhưng anh không sợ tôi tiết lộ thân phận của anh sao? Không sợ, bởi vì hôm nay cô sẽ nằm xuống ở nơi này. Tôi biết mình không phải là đối thủ của anh, nhưng nếu như tôi không có chuẩn bị gì, thì làm sao dám đuổi theo anh chứ? Đi mau, tôi không đi, tôi không thể bỏ lại anh. Đậu Phộng, cậu không sợ chết à? Sợ chết, nhưng anh là anh em của tôi. Lúc này bỗng một tiếng súng vang lên, Alisa đã bị ăn ngay một viên headshot. Là họ. Anh Lâm, họ không phải là những người đi cùng chúng ta tắm suối nước nóng đó sao? Đúng vậy, hẳn là không nên quên các cô ấy. Hai cô gái xinh đẹp mảnh mai, lại dùng súng để giết người. Sao nào, xem như là đến kịp thời nhỉ. Tôi rất tò mò, các người làm sao tới đây được. Sau khi cậu đi, lão đã yêu cầu chúng tôi toàn lực giúp cậu, sau đó hai chúng tôi được cử tới đây. Chúng tôi đã truy cập hình ảnh giám sát của cậu tại sân bay, tìm thấy công ty cậu thuê xe, và sau đó theo dõi theo vị trí định vị trên xe để tìm đến đây. Đừng coi thường tổ chức, còn rất nhiều công nghệ tối tân mà cậu không thể ngờ đến, tạm thời không nói chuyện này, tiếp theo sắp xếp như thế nào đây? Tuyệt, đưa người anh em này của tôi lên máy bay về trước, rồi mới xử lý chuyện khác. Được, đi thôi, từ bây giờ, mọi hành động của chúng ta đều nguy hiểm, vì vậy phải chuẩn bị một chút, đề phòng trường hợp xấu nhất, chuẩn bị sao? Mặc cái này vào, nếu có ai đó chia súng, cũng có thể đỡ được một chút. Tôi muốn biết, hai người từ đâu mà có được đồ này? Cậu cho rằng Lục lão tiên sinh chỉ là trưng bày thôi à? Mệnh lệnh của ngài ấy, ai dám không phối hợp? Ba người này rốt cuộc đang làm gì thế? Đi thôi, lên xe của họ, họ có thể đưa chúng ta đến sân bay an toàn. Sao thế? Cậu hình như rất lo lắng, dù sao cũng là đại thiếu gia Lương gia, bộ dạng này mất mặt quá. Mấy người các người vừa cầm kiếm vừa cầm súng, ai đã từng thấy trận hình như thế này đâu. Còn nữa, các người headshot cô ta, tôi là phú nhị đại chỉ biết ăn rồi đợi chết, có thấy qua cảnh tượng này bao giờ đâu. Chúng tôi là người chuyên làm những việc như vậy, đừng ngạc nhiên. Các người không phải xuất thân đều là đại tiểu thư bạc tỷ hay sao, còn là phụ nữ nữa, sao lại làm mấy chuyện đánh giết này. Hỏi anh Lâm là biết thôi, cậu ấy còn giỏi hơn chúng tôi nữa đấy. Vì sau khi có danh tiếng, có thể giả vờ tốt hơn, đó là suy nghĩ thật của tôi. Đừng khoác lác nữa, thắt dây an toàn, chuẩn bị xuất phát. Lúc này bỗng ở đâu xuất hiện 4 chiếc xe bao vây bọn họ. Bước xuống là một đoàn người, cầm đầu là tên Cao Sơn. Không ngờ mình đã tới muộn một bước, Alisa đã bị giết. Cậu trốn trong xe, ba người chúng tôi xuống xem thử. Yên tâm đi anh Lâm, chuyện này không cần anh dặn, tôi đã trốn kỹ rồi nè. Đối phương có rất nhiều người, cải trắng có nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ là cải trắng mà thôi. Ba người là một nhóm, nếu tao đoán không sai, mày là con chó được Takeshi Kawara phái tới giết tao đúng không? Đúng thế, nhưng không ngờ tốc độ động thủ của mày lại quá nhanh, không ngờ cô ta lại bị mày giết nhanh đến như vậy, nhưng tiếp theo đây, các người không có may mắn như thế đâu. Động thủ, bản lĩnh của mười mấy người này hẳn là đạt đến cấp E, lẽ nào là thuốc ghen, thật là kích thích. Nói rồi ba người bắt đầu xông vào đại khai sát giới, cứ một dao vung ra là một mạng nằm xuống, đánh cho bọn chúng không kịp trở tay. Lâm Dật cẩn thận, Cao Sơn móc súng bắn thẳng về phía Lâm Dật. May nhờ mặc áo chống đạn a, hôm nay lão tử không chém hết bọn mày, không mang họ Lâm nữa. Thật là đáng sợ, ngay cả đạn cũng không thể giết chết tên này. Thấy đánh không lại, Cao Sơn liền vắt chân lên cổ mà chạy. Hai người đối phó với đám người này, tôi qua đó bắt tên khốn đó. Ngăn tên đó lại cho tôi, đám các người còn không xứng cản đường. Hư á, Lâm Dật nhanh như cắt bám lên được nóc xe. Bất ngờ bẻ lái, Cao Sơn đã hất văng được Lâm Dật ra khỏi xe. Lão tử rất thích đám thiểu năng như các người chủ động tự dâng tới cửa, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Kỹ thuật lái xe của cô không tệ, cô lái xe đưa người anh em của tôi đi trước đi. Tôi chỉ có một yêu cầu, là đảm bảo an toàn cho cậu ấy, có làm được không? Được. Cô đi với tôi, được. Chúng ta làm gì? Đi bắt Takeshi Kawara sao? Cho tôi mượn điện thoại di động của cô. Đừng xem album, nó chứa đầy những bức ảnh riêng tư của tôi. Khi tôi đuổi theo tài xế của Takeshi Kawara, tôi đã ném điện thoại vào xe của tên đó rồi. Có thể xác định vị trí của họ thông qua tính năng tìm kiếm trên điện thoại. Trước đó tôi chính là dùng cách này mới tìm được Alisa rồi lấy khoáng thạch đi. Lâm Dật, cậu đúng là tiểu thiên tài. Tại viện nghiên cứu của lão Takeshi Kawara. Lão đại, chuyện xử lý thế nào rồi? Không để lại dấu vết chứ? Xin lỗi, nhiệm vụ thất bại. Thất bại sao? Lúc chúng tôi đuổi tới nơi, Alisa đã bị tên đó giết rồi. Hơn nữa bên cạnh tên đó còn có thêm hai người thực lực rất mạnh. Chúng tôi không phải là đối thủ. Cuối cùng chỉ mình tôi chạy về. Cậu trốn về bằng cách nào? Với tính cách của Lâm Dật, không thể dễ dàng để cho cậu đi. Thấy tình hình không ổn, tôi lên xe chạy trước, tên đó đuổi theo nằm trên xe, nhưng đã bị hất xuống. Có gì đó không đúng lắm, ý của cậu là, cậu ta đã đuổi kịp, nhưng sau đó bị cậu bỏ lại, đúng thế, tiêu rồi. Những năm qua cậu đã làm rất nhiều việc cho tôi, vì thế tôi vẫn đối đãi với cậu như là một người bạn tâm giao. Nhưng chuyện này cậu đã bất cẩn, làm hỏng chuyện tốt của tôi, cho nên tôi không thể giữ cậu lại được. Bằng một tiếng, Cao Sơn đã bị ăn hết sót. Mọi người tập hợp. Lúc Takeshi Kawara vừa bước ra ngoài, thì Lâm Dật đã đứng chờ sẵn. Cậu đúng là không để tôi thất vọng, cậu đã đến. Xem ra là ông đã sớm đoán được tôi sẽ đến đây. Với năng lực của cậu, sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào, cậu ta không thể nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay cậu được. Khó trách ông lại có thể trở thành trưởng nhà khoa học của gia tộc Takeshi, quả thật ông có những điểm đặc biệt riêng, giao thứ trên tay ông cho tôi sẽ cho ông cái chết thanh thản. Ha ha, tôi đã ở ẩn tại gia tộc Takeshi hơn 10 năm, sau đó dành 14 năm để phát triển viện nghiên cứu này cho đến hôm nay, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng từ bỏ như thế sao? Tất nhiên là không, giây phút con dẹp chết, nó cũng sẽ giãy giụa một chút, huống chi là ông. Lúc này một đám vệ sĩ trang bị súng tự động xông tới. Nếu cậu tới chậm thêm một phút nữa, có lẽ tôi đã rời khỏi nơi này rồi, nhưng cậu lại tới không đúng lúc, cho dù cậu có là cấp D, cũng không thể là đối thủ của những khẩu súng. Nếu bây giờ cậu đồng ý hợp tác với tôi đảm bảo cậu sẽ không chết. Cút, động thủ đi. Đám vệ sĩ còn chưa kịp nổ súng, bỗng một trái bom xăng từ đâu bay tới. A, cả đám chỉ có thể kêu gào trong tuyệt vọng. Thoáng chốc đã bị biến thành món nướng bóng đêm. Ninh Triệt trên tay vẫn cầm theo trái bom xăng cười khinh thường. Không ngờ Lâm Dật vẫn còn giấu thủ đoạn như vậy. Còn chưa kịp cảm khái thì Lâm Dật đã tặng cho ông ta một nhát chí mạng. Tôi cuối cùng vẫn thua ở trong tay cậu. Cậu thanh niên, cẩn thận người của gia tộc Takeshi, cẩn thận gia tộc Takeshi. Nếu như không muốn chết, thì đi lấy hết tất cả ổ cứng tới đây. Nếu không, kết cục của các người sẽ giống như hai người này đấy. Vâng, chúng tôi đi làm ngay. Mọi người đã làm rất tốt. Tiếp theo, hãy tự cứu mạng mình đi. Làm xong rồi. Chuyện gì thế? Cô bị thương sao? Đạn quá nhiều, trúng vào những chỗ không có bảo vệ, cũng không có gì đáng lo, chỉ là trượt qua thôi, bôi thuốc là khỏi. Thật đáng tiếc, đôi chân đẹp như vậy. Có đẹp đi chăng nữa cậu cũng có sờ đâu, đôi chân đẹp cũng vô dụng thôi. Được, bây giờ không phải là đã sờ rồi ư? Đúng là không nói làm gì, cảm giác cũng không tệ. Vừa rồi vì sao Takeshi Kawara lại nhắc mình phải cẩn thận gia tộc Takeshi? Vết thương trên đùi thế nào rồi, có đau không? Không sao, còn chịu được. Để lát nữa đi ngang qua tiệm thuốc, tôi sẽ mua cho cô ít thuốc khử trùng, ráng chịu một chút. Có anh chàng đẹp trai phục vụ, đúng là vinh dự của tôi mà. Một ngày nào đó nếu tôi sinh con, nhất định sẽ nhờ cậu đỡ đẻ. Chuyện này không cần phải cố chấp đến thế đâu. Vì người lớn trong nhà có nói, đứa trẻ vừa sinh ra nhìn thấy ai trước, thì khi lớn lên sẽ giống người đó, chuyện này không thể qua loa được. Tại tiệm thuốc, bây giờ tôi giúp cô xử lý vết thương, nhưng cô phải cởi tất chân ra trước. Mẫu này thế nào? Nó là phiên bản mới nhất, có kích thích không? Cô thật sự không mắc cỡ à? Nhẹ chút, đau, chủ yếu là nó quá lớn, tôi có hơi chịu không được. Đậu phộng, tôi đang cầm bông gòn sát trùng, có liên quan đến thứ gì to chứ? Tất nhiên, bông gòn sát trùng quá lớn, đắp lên vết thương rất đau, nhưng mà tôi chịu được, cậu dùng sức cũng không sao. Nghe xong Lâm Dật chỉ có thể câm nín. Chúng ta đến sân bay trước, về rồi để họ xử lý tốt hơn. Tại sân bay, hai người quay lại rồi. Đây, nhiệm vụ lần này coi như là bất ngờ, nhưng không nguy hiểm, rốt cuộc cũng hoàn thành. Lưu lão đại nếu như biết chúng ta mang khoáng thạch quay về, chắc là vui mừng lắm đây. Vui mừng là chắc chắn rồi, suy cho cùng, chúng ta chả bị tổn thất gì. Nhưng cậu cũng đừng ghi hận Lưu lão đại, ông ấy chỉ là chủ nhiệm, không có quyền lực bao nhiêu, không thể giúp được cậu trong chuyện này. Biết rồi, tôi cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Hai người mang đồ về Yến Kinh đi, tôi không đi đâu, tôi với Lương Kim Minh về Trung Hải luôn. Đừng mà, chuyện này do cậu lãnh đạo, công lao cũng là của cậu, cậu không đi sẽ như thế nào? Trái cây trong nhà kính sắp chín rồi, tôi phải quay lại bán trái cây, nếu không để trong nhà kính sẽ bị thối. Bán trái cây mà cũng quan trọng đến thế sao? Tất nhiên, với một người yêu đời như tôi, không gì quan trọng bằng việc bán trái cây. Ngoài ra, các ổ đĩa cứng đó cô cũng mang về đi, thông tin bên trong rất hữu ích cho nghiên cứu về dung dịch gen, còn về việc xử lý thế nào, các người để Lưu lão đại quyết định. Anh Lâm, có phải là anh tham gia vào một đơn vị bí mật nào đó không? Hình như là rất mạnh thì phải. Đúng thế, nhưng chuyện này tôi không thể nói nhiều với cậu được, chuyện xảy ra tối qua, cậu phải giữ bí mật. Nếu để lộ ra ngoài, Lương gia sẽ không có ích lợi gì, nhớ kỹ. Anh đã có thân phận đặc biệt như vậy, vậy sau này ở Trung Hải, có thể tung hoành được không? Cái cậu này, Cậu suýt nữa là chết rồi đó, vẫn không biết điệu thấp hay sao. Ngày hôm sau, nhột quá. À, em còn tưởng là lưu manh lẻn vào, làm em sợ muốn chết. Sao có thể chứ, khóa cửa là vân tay, ngoài hai chúng ta, ai có thể vào được chứ. Về cũng không nói trước với em, còn hù người ta nữa chứ. Đi thôi, mua điểm tâm cho em rồi. Chuyện bên đó xử lý xong chưa, lão Lương thế nào rồi, không có việc gì chứ. Đương nhiên không sao, anh đã đưa cậu ta về Lương gia rồi. Hôm nay có dự định gì chưa? Anh phải quay lại thôn Hoan Hỷ, trái cây ở đó chín rồi, anh phải bán nhanh, nếu không nó sẽ bị thối trong nhà kính, thế nên mấy ngày tới anh có thể không về đây. Công ty em có việc, không giúp anh được, nhưng anh phải nhớ để lại cho em một ít, em muốn ăn. Được rồi, không vấn đề gì, tại thôn Hoan Hỷ, ghi hình chương trình cũng khá thú vị. Bán hết lô hàng này là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Reng reng reng, Lưu Hồng. Tôi thật sự phục cậu luôn đó, lập công lớn như vậy lại không đến nhận thưởng, mà chạy đi bán trái cây. Với lại huấn luyện thử của tổ chức sắp bắt đầu rồi, cậu là tổ trưởng, không đến thì coi sao được chứ. Tôi gọi đó là tinh thần tự do, chỉ khi tư tưởng đạt đến một tầm cao mới, thì mới có thể thấu hiểu vạn vật trên thế giới, nếu cứ mưu cầu lợi ích trước mắt, thì sẽ không đi xa được. Tôi cảm thấy những gì cậu nói cũng rất có lý, xem ra có khi tôi nên để mọi người trong tổ chức đi làm ruộng hết cho rồi. Chi bằng cậu đem nó tới Yến Kinh bán đi, ở đây có rất nhiều người giàu có, bán ở đâu cũng như nhau cả, mau tới đây đi, có nghe thấy không, tút, cúp máy, ai nhỉ? Cũng được, chỉ có thể mang đến Yến Kinh bán. Anh về rồi à, vừa về sáng nay, nên ghé qua đây xem thử, trái cây chín hết rồi, phải đem ra bán. Em sống ở nhà anh, gần đây cũng ăn không ít trái cây của anh, không biết có tính tiền em không đây. Tiền bạc gì ở đây, hiện trường hình như đang rất bận, em tự xử lý được không? Bây giờ là giờ nghỉ trưa, sẽ tiếp tục ghi hình sau 2 tiếng nữa, mặc dù đó là một chương trình giải trí, nhưng cũng không thể ghi hình liên tục được, có thể thông qua hậu kỳ để biên tập lại là được. Cảm thấy thế nào, việc ghi hình có diễn ra suôn sẻ không? Giới trẻ bây giờ không quá quan tâm đến cuộc sống như vậy. Hai khách mời gạo cội biểu hiện không tệ, dẫn dắt mấy người trẻ đó thích ứng nhanh chóng, nhưng cũng đã tạo ra nhiều tiếng cười. Đạo diễn Nhan, Triệu Thi Kỳ, sao nữ nổi tiếng, Ngô Văn Tuấn, sao nam nổi tiếng. Đạo diễn Nhan, người này là... Để tôi giới thiệu với hai người, cậu ấy là Lâm Dật, nhà kính và ao cá mà chúng ta dùng để ghi hình là của cậu ấy. Những quả đào tôi đưa cho cô trước đó là được trồng trong nhà kính này. Cô ấy tên là Triệu Thi Kỳ, cậu ấy tên là Ngô Văn Tuấn, là khách mời của chương trình này. Chào hai người. Đạo diễn Nhan, chúng tôi không cần phải giới thiệu đâu đúng không? Dù nói thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng được coi là những nghệ sĩ hàng đầu trong làng giải trí, chắc không ai không biết chúng tôi. Chủ yếu là cậu ấy rất bận rộn, không lướt điện thoại nhiều, nên cũng ít biết về giới giải trí. Nói cũng đúng, mỗi ngày đều bận trồng trọt chăn nuôi heo, chắc cũng ít khi lên internet, không nhận ra chúng tôi cũng là bình thường. Thằng oát con này từ đâu tới vậy, lại dám giả ngầu với mình. Thi Kỳ, tìm tôi có phải là có việc đúng không? Tôi thấy cô đến, nên tôi cũng đến theo. Vừa nãy tôi đoán, anh ta có thể là chủ của khu nhà kính này, cho nên muốn mua ít trái cây. Mua trái cây sao? Hôm qua đạo diễn Nhan cho tôi một quả đào trong nhà kính này, còn nói là có tác dụng làm đẹp dưỡng da. Ban đầu tôi không tin lắm, nhưng sau khi ăn xong, tôi thấy hiệu quả rất tốt nên muốn mua một ít, có thể giảm giá cho tôi được không? Không vấn đề gì, nếu bán ở khu vực thành phố, giá trung bình là 3.000 một cân, bây giờ giảm cho cô còn 2.500 một cân, hẳn là được rồi nhỉ? Hả, 2.500 một cân sao? Trái cây nhập khẩu cao cấp giá chỉ khoảng 1-200 tệ một cân, anh lại bán với giá 2.500 tệ, anh cho rằng chúng tôi là minh tinh, nên muốn chặt chém như thế nào cũng được hả? Không tin thì cậu hỏi cô ấy đi, tôi vẫn luôn bán với giá này, chê đắt có thể không mua. Thi Kỳ, người này quá gian manh, chúng ta không mua thì hơn, để lát nữa, anh nhờ trợ lý mua cho em một ít, tốt hơn nhiều so với mua từ người này. Trái cây của cậu ấy vẫn luôn bán với giá đó, không có lừa hai người đâu. Hương vị và hiệu quả thì cô cũng biết rồi đó, còn việc mua hay không là do cô quyết định, chẳng qua là cậu ấy nói đây là lô trái cây cuối cùng rồi, sau này không bán trái cây nữa. Anh cho rằng đây là mặt hàng xa xỉ có giới hạn sao, bán hết rồi thì không bán nữa, anh bạn. Thôi dùng mấy cái chiêu trò kinh doanh đó đi, một người nông dân như anh cũng đừng có đâm đầu vào đó như những con thiêu thân làm gì. Bốp, vừa nãy không phải đã nói rồi sao, mua không nổi thì đừng mua, than thở nhiều như vậy có ích gì hả, không thấy phiền hả, Lâm Dật sắp tức giận rồi. Được rồi, mọi người đừng nói nữa, cậu không phải là chuẩn bị chở hàng đi à, mau đi đi, được rồi, tôi chở hàng đi đây. Lâm tiên sinh, anh đợi đã, tôi muốn mua 2 cân trái cây, tôi có thể hái đào trong nhà kính được không? Tất nhiên, khách hàng là thượng đế, tự mình vào hái đi. Ừ, bớt giận đi, đừng chấp nhặt với cậu ta làm gì, giới giải trí là như thế. Bề ngoài là một chuyện, bên trong lại là chuyện khác, nhân phẩm của họ tốt hay xấu không liên quan gì đến em. Điều em quan tâm tới chính là lượng fan mà họ có, cậu ta chưa đạt đến đẳng cấp đó, anh cũng chẳng muốn để ý đến cậu ta. Lâm tiên sinh, tôi hái xong rồi, nhưng hình như hơi nhiều, chắc cũng phải hơn 2 cân, anh tính toán cụ thể là bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho anh. Cứ tính là 2 cân đi, chuyển cho tôi 5.000 là được rồi. Nhìn anh ta thoải mái như vậy, lại cho em hái nhiều như thế, rất có thể là số lượng trái cây này chỉ là nhiều thôi, chứ trọng lượng không hề đủ. Thi Kỳ, em đợi một lát, đây là cách nói thiểu năng gì vậy? Con gái người ta mua đồ, cậu không trả tiền thì thôi đi, nhưng lại cứ như đàn bà, không ngừng lẩm bẩm, cậu không biết ngượng à, anh nói ai đó hả? Có tin tôi tẩn anh một trận không hả? Thứ nông dân thối, hôm nay tôi mà. Chưa kịp nói hết câu thì Lâm Dật đã cho hắn ăn ngay cú đá, gục ngay xuống đất. Con mẹ nó, anh lại dám đánh tôi. Được rồi, chú ý thân phận của cậu, mặc dù đây là nông thôn, nhưng cũng cần phải cẩn thận, nếu như mà bị chụp lén, thì tiền đồ của cậu sẽ bị hủy hoại đấy. Đạo diễn nói đúng, mình cực khổ lắm mới leo lên được vị trí minh tinh, nếu như vì việc này mà hủy đi tiền đồ của mình, thì không đáng giá chút nào. Tôi lười so đo với anh tốt nhất nên cẩn thận đó. Được rồi, đừng nói nữa, hai người đi trước đi. Về chuẩn bị đi, lát nữa còn phải ghi hình. Ngại quá, đây là 5.000 của anh. Người nam đó có bệnh à, em mà không có ở đây, anh đá một phát cho nó đến ICU luôn. Cậu ta muốn lấy lòng Triệu Thi Kỳ, cho nên vừa rồi thấy anh không vừa mắt, anh bớt giận đi, chuyện này là lỗi của em, tối nay đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng. Vậy thì được, đây mới giống là thái độ nhận lỗi chứ, vậy em đi trước, gặp lại sau. Sao lại trưng cái mặt cứng nhắc thế, có phải là bị Triệu Thi Kỳ nói gì đó rồi không? Đừng nói nữa, vừa rồi gặp phải tên nông dân thối, Triệu Thi Kỳ đi mua trái cây, lại đòi 2.500 một cân, còn nói đó là giá đã giảm, chúng tôi tranh cãi, cuối cùng bị tên đó đá một cái. Còn có chuyện đó sao, lá gan của người này cũng lớn quá rồi đó, vừa rồi cậu không dẫn theo vệ sĩ qua đó à, vậy cậu đã động thủ với người đó chưa? Không có, đạo diễn nhan cản lại rồi, cách làm của cậu là chính xác. Bây giờ cậu đang bước vào giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, đang ở giai đoạn thăng tiến, nếu cậu thực sự đánh nhau, bị người khác chụp hình được, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cậu. Tôi biết điều đó nên mới không động thủ, tha cho tên đó một mạng, nhưng tôi không có ý định bỏ qua cho tên đó. Hôm nay là ngày cuối rồi, đợi lát nữa ghi hình xong, tôi sẽ tìm người tẩn tên đó một trận. Chuyện này tôi sắp xếp giúp cậu, đánh một tên nông dân cũng chỉ làm cho người đó đau da thịt một chút thôi, tôi giúp cậu xử lý để người này trở thành nghèo cả đời. Cảm ơn chị Lý. Trương Tổng, có việc muốn nhờ anh giúp tôi liên hệ với ký giả và nhóm thủy quân, tôi có tin muốn phát tán. Ngày hôm sau, alo, ai đó, thứ nông dân thối, não toàn là heo. Ai mà gọi điện sớm dữ vậy, bị bệnh thần kinh ấy mà, reng. Thứ sâu mọt bán trái cây, mà cũng dám trêu chọc nữ minh tinh, chuyện gì vậy, mình bị cộng đồng mạng tấn công ư, chuyện này không hợp lý chút nào. Tại tập đoàn Lăng Vân, đây là toàn bộ tin tức về anh mà bộ phận PR đã tổng hợp lại từ các ký giả trên Internet, họ rất chuyên nghiệp. Đã công bố thông tin về việc anh lừa gạt nữ minh tinh trên trang web Weibo và cả trang web chia sẻ video ngắn, còn tìm một nhóm thủy quân lớn để tăng cường phát tán thông tin. Có lẽ không phải là nữ minh tinh, mấy người đi điều tra lai lịch của Ngô Văn Tuấn và người đại diện của người này. Đã điều tra từ sớm rồi, anh nghĩ bộ phận PR của tập đoàn Lăng Vân chỉ là để trang trí thôi sao, đây là lịch sử trò chuyện giữa người đại diện của người này và ký giả. Chính là muốn chơi anh. Chị Viện, lợi hại nha. Chuyện gì thế này, tin tức về Lâm Dật bị xóa hết rồi. Có chuyện gì vậy, các người phải tìm thêm thủy quân, để đẩy tin tức này nên mục tìm kiếm hot chứ. Cô là thứ ngu dốt, hại tôi đắc tội với chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân. Người này có tài sản hàng trăm tỷ, cô cảm thấy người này thiếu tiền ư, còn lừa gạt nữ minh tinh nữa chứ. Không có nữ minh tinh nào gặp người này mà không muốn bám lấy. Tài sản mấy trăm tỷ, người này là ông chủ có tài sản mấy trăm tỷ. Chuyện gì xảy ra thế? Toàn bộ thông báo của tôi đều bị dừng lại, còn nói là tôi bị chặn rồi. Nông dân thối mà cậu đắc tội ở thôn Hoan Hỷ không phải là người bình thường, mà là tổng tài của tập đoàn Lăng Vân. Cái gì? Sao có thể chứ? Chị Lý, tôi biết mình sai rồi, xin chị cho tôi thêm một cơ hội. Trong mắt người giàu, minh tinh giống như các người chỉ là món đồ chơi thôi, thực tế thì chẳng là gì. E là sau này tôi sẽ không thể tiếp tục hoạt động trong ngành này nữa. Đi, chúng ta đi thôi Hoan Hỷ để xin lỗi Lâm Tổng. Tại thôn Hoan Hỷ, sao lại là các người? Lâm Tổng, thực sự xin lỗi, chúng tôi có mắt như mù, hy vọng anh có thể tha thứ cho chúng tôi. Đúng vậy, Lâm Tổng, chúng ta không đánh thì không quen biết, sau này xin Lâm Tổng chiếu cố nhiều hơn. cũng có thành ý đấy, nhưng mọi người đều là người trưởng thành, phải học cách chịu trách nhiệm với hành động của mình, vì vậy tôi không thể giúp cậu trong việc này, tự mình tìm cách giải quyết đi. Dầm, ai đến tìm anh vậy? Em ở đây có tiện không? Em là chuẩn bị đi tắm hay là đã tắm xong rồi? Nếu anh nói là bất tiện, chẳng phải sẽ kích thích hơn sao? Em vừa mới cởi xong chuẩn bị đi tắm, thì nghe có người đến tìm anh, đâu chỉ là kích thích, mà còn kích thích lắm đó, em ra ngoài bằng cửa sau đây. Đừng đi, anh nói dẫn đó, cũng không phải là người quan trọng. Lần sau nếu anh còn dám như vậy, là em cắn anh đó, không phải là em cũng thường xuyên cắn anh đó sao? Hơn nữa kỹ năng cắn của em ngày càng điêu luyện. Sao giờ em mới đi tắm, là vừa mới xong công việc à? Hôm nay là ngày cuối cùng của số đầu tiên, công việc quay phim đã hoàn tất, vừa xử lý rất nhiều chuyện vặt, nên đến giờ này mới xong. Tự mình tắm không có gì thú vị, hay là tắm chung nha, đi ra đi, còn lâu em mới tắm cùng anh. Chuyện này còn cần em cho phép sao? Và rồi chỉ còn hai thân hình mờ ảo đang nhấp nhô ở trong làn hơi nước. Sáng hôm sau, tới đó cũng cần phải mang một ít cho dì Thẩm. Chào tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai? Tìm Thẩm tổng của các người, xin hỏi ngài có hẹn trước chưa? Tôi là con rể của Thẩm tổng các người, chắc là không cần đâu ha. À, là con rể của Thẩm tổng sao? Chào Lâm tiên sinh, phòng làm việc của Thẩm tổng nằm ở tầng trên cùng, ngài ra khỏi thang máy thì đi về hướng bên phải, tôi sẽ cho người dẫn ngài đến đó. Không cần phiền phức như thế, tự tôi đi là được rồi. Ý, thằng nhóc này thật sự rất điển trai. Cậu đến tầng mấy? Tầng cao nhất, cảm ơn. Giỏ quà trong tay rất tinh tế, có lẽ là đến giao đồ. Chàng trai, cậu tên gì? Hả, buổi tối có rảnh không? Chị muốn hẹn cậu đi ăn tối. Nhìn điệu bộ của cô, hình như là muốn bao nuôi tôi nhỉ? Ý tôi không phải thế, tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu tìm một công việc khác, ít nhất là có thể nâng cao địa vị xã hội của cậu một vài bậc. Vừa nhìn chính là người có văn hóa, nói về việc bao nuôi một cách tươi mới và tinh tế, không thô tục chút nào, tôi suy nghĩ đã. Vậy được, chị đợi điện thoại của cậu. Vô vị, tớ còn một số giấy tờ cần xem xét, lát nữa thư ký đem qua, tớ xem một xíu rồi hai ta đi ăn cơm nhà. Nghĩ kỹ lại, cũng gần 30 năm rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau, tớ nhớ là khi đó, cậu với lão Lương cũng sắp kết hôn rồi, ngày nào cũng kéo tớ đi mua sắm. Những bộ quần áo và chăn mền mà cậu chọn, tớ không dám nói là không đẹp. Thôi đi, tớ mà có mắt nhìn tốt, thì khi đó đã chọn lão Lâm của nhà các người rồi, có khi bây giờ Lâm Dật là con trai tớ không chừng. Mấy tháng qua cậu đã làm gì? Du lịch, đi qua tất cả những thành phố nhỏ trên toàn quốc, bây giờ nhìn lại thấy khá cảm động. Cậu thật tự do và thoải mái, còn tới ngoại trừ những chuyến đi công tác, thì lâu rồi cũng chưa đi du lịch ở những nơi khác. Hơn nữa, danh tiếng Lương gia hiện giờ rất nổi, ngoại trừ Lục gia có thể cạnh tranh với các người, thì khắp cả nước này không ai dám chỉ trỏ với các người. Nói đi nói lại, chuyện này còn phải cảm ơn Lâm Dật, nếu không phải là nhờ nó tạo ra cơ hội, Lương gia ngay cả tư cách đánh cược cũng không có. Gia nghiệp lớn như thế đang đợi cậu, không thể so với một người nhàn rỗi như tớ được. Vương gia bây giờ thế nào, có hành động nào không? Tạm thời không có, rất yên ả, chẳng qua là bên phía Tần gia, hình như không yên bình cho lắm. Mấy ngày trước Lâm Dật đánh Tần Nghiêm Lĩnh, nhưng vết thương không nghiêm trọng, gãy xương cổ tay, hai đứa nó sao lại đánh nhau? Họ làm sao mà quen biết nhau? Lâm Dật không phải là đã vào tổ chức sao, trở thành đồng đội với bạn gái của Tần Nghiêm Lĩnh, cháu của cậu nghi ngờ hai người đó có gì mờ ám, thế là đánh nhau thôi. Chuyện này cũng thật khó hiểu, năm đó Lâm Cảnh Chiến đánh hai người anh của cậu, giờ đến lượt con trai của cậu lại đánh con trai của anh hai cậu, hai người này cũng khi dễ người quá rồi đó. Thật sự là bó tay với hai người này, không để người ta yên tâm được mà. Cốc cốc cốc, chắc là thư ký tới, tớ đi xem hợp đồng rồi hai ta đi ăn cơm. Sao cháu lại tới đây, người ở dưới không thông báo cho dì biết? Bên trên sắp xếp công việc, tiện thể ghé qua đây nên mang theo ít trái cây cho dì. Cháu không cho họ thông báo để tạo bất ngờ cho dì Thẩm, nhưng hình như là dì đang có khách, nên cháu để ở đây, xin phép đi trước. Đừng đi vội, cũng đã trưa rồi, đi ăn cơm nha. Cũng sắp sửa đổi xưng hô thành mẹ vợ rồi, còn khách sáo với cháu làm gì, dì đang có khách ở đây, cháu ở lại đợi ăn cơm sao mà được chứ. Cô ấy là bạn thân của dì, không phải là người ngoài, dì cũng không dẫn hai người ra ngoài ăn, chỉ là đến căng tin của công ty ăn đơn giản một chút thôi. Nếu như mình không sắp xếp cơ hội để cô ấy gặp Lâm Dật, thì có lẽ cả đời này cô ấy đều sẽ nói là chưa sẵn sàng, cơ hội lần này chính là lão Ngô ban cho. Như vậy không tốt lắm đâu, chúng ta lại không quen biết nhau, bản thân cháu thì không sao cả, cháu sợ gì ấy lúng túng thôi. Cả hai chúng ta cũng hơn 50 tuổi, có thể làm mẹ của cháu đấy, có gì mà lúng túng chứ. Cách ví von này có hơi kỳ lạ, thế cũng được, dì Thẩm, dì nói chuyện vẫn được nhất. Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi, ăn cơm trước đã, đi thôi, đói bụng rồi. Thẩm Tổng, tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng mỏ sắt ở Úc, để ở trên bàn làm việc của tôi, ngày mai xử lý, được ạ. Có thể khiến một người phụ nữ lạnh lùng như Thẩm Thục Nghi đối đãi như thế, ngay cả hợp đồng của công ty cũng để sang một bên, mối quan hệ phải tốt đến mức nào nhỉ? Nhưng mà vừa rồi người phụ nữ này nhìn mình, sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Tại căng tin, cậu ăn thử quả cherry này đi, do đứa nhóc này trồng đấy, trước đây tớ ăn một lần rồi, ngon lắm. Tớ không ăn đâu, cậu ăn đi. Sao lại không ăn? Loại trái cây như thế này chỉ có ở đây thôi, mau ăn đi, có vị rất đặc biệt. Tớ chưa bao giờ ăn trái cây ngon đến như vậy. Mấy ngày trước, có phải cháu đã đánh Tần Nghiêm Lĩnh của Tần gia nhỉ? Chuyện đó mà dì cũng biết nữa á. Yến Kinh là một nơi lớn như vậy, tin tức lan truyền rất nhanh. Dì nghe nói là họ đã đi tìm Lục Lão để tranh luận, nhưng Lục Lão không hề quan tâm đến chuyện này. Trung Hải là địa bàn của cháu, nhưng đây là Yến Kinh, không phải là nơi để cháu muốn làm gì thì làm, tự mình cẩn thận một chút. Vâng ạ, cảm ơn dì Thẩm. Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cậu ấy và con trai mình ngồi chung một bàn ăn, chắc chắn là có hàng ngàn lời muốn nói, vậy thì những vấn đề đó, để mình hỏi giúp vậy. Tương lai có tính toán gì không? Kế hoạch của cháu là gì? Thực ra cũng không có tính toán gì, đi bước nào hay bước đó, học thêm kỹ năng, kiếm thêm tiền, đó là việc quan trọng, hoặc chăn nuôi trồng trọt cũng rất tốt. Chỉ khi bản thân mạnh lên thì mới có thể chăm sóc tốt cho chính mình và người thân, cháu bây giờ còn chưa đủ đâu. Cái này thì cháu lại càng không sợ, có gì Thẩm bảo vệ ở phía sau, ai dám động đến Lâm Dật cháu chứ, thằng nhóc này. Mã Tổng, báo cáo vừa rồi của tôi, cô thấy thế nào? Mã Hiểu Bình, giám đốc đầu tư của tập đoàn Hoa Nhuận, Triệu Lôi, tổng giám đốc tập đoàn Hát. Tôi thấy cũng được, công ty của các người thuộc về đóng gói chip, hiện ở trong nước cũng đang trong giai đoạn phát triển. Chỉ cần làm tốt, chắc chắn là công ty của cô sẽ có một vị trí trong ngành công nghiệp bán dẫn ở trong nước trong tương lai. Nhưng con số 3,8 tỷ có hơi cao, tôi không dám đảm bảo nhất định là được, nhưng con số hơn 2,5 tỷ thì chắc là được. Chúng tôi cũng nhìn thấy tiềm năng của thị trường này, nhưng con số 3,8 tỷ đã rất thận trọng đối với chúng tôi, vậy thì cảm ơn Mã Tổng đã cực khổ giúp đỡ. Cô là người được Tôn Tổng giới thiệu tới, vì thế tôi sẽ không coi cô là người ngoài. Thực ra thì kế hoạch của cô viết rất tốt, sao lại không đi thử ở công ty đầu tư Lăng Vân? Họ là công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn và Internet trong nước, khoản đầu tư 3,8 tỷ đối với họ chỉ là mưa phùn. Tổng tài của họ hình như là một người rất thần bí, người bình thường không thể gặp được. Công việc của công ty hầu hết đều do phó tổng tài cao cấp là Kỳ Tổng phụ trách. Chúng tôi đã gửi đề xuất kế hoạch trước đó, nhưng họ vẫn chưa trả lời. Cô đừng nản lòng, dự án này, dù sao có người chịu đầu tư vào là tốt rồi. Chúng ta vào căng tin ăn chút gì đó đi, là đầu bếp 5 sao đấy, tay nghề cũng khá tốt, vậy tôi cũng không khách sáo với Mã Tổng nữa. Ôi trời, Thẩm Tổng lại ăn cơm ở đây ư? Đó là Thẩm Tổng à? Không gặp thì thôi, nhưng nếu đã gặp rồi, chúng ta qua đó chào hỏi đi. Ý, chắc chỉ là trùng quần áo thôi, một người giao giỏ quà, sao có thể ngồi ăn cùng với Thẩm Tổng chứ? Thẩm Tổng, cô cũng ở đây ăn cơm à? Vừa nói chuyện xong à? Đây là Triệu Lôi, tổng giám đốc của tập đoàn Hát, vừa mới bàn xong chuyện đầu tư, ghé qua đây ăn cơm, xin chào. Lại là cô à? Đúng là có hơi bất ngờ, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Hai người quen biết à? Vị này là, để tôi giới thiệu một chút, đây là Lâm Dật, tổng tài tập đoàn Lăng Vân. Lâm Tổng, chào ngài, chào cô. Thẩm Tổng, chúng tôi không quấy rầy cô ăn cơm nữa, xin phép đi trước. Được, đi. Cá ngừ hôm nay cũng khá ngon, các người đi ăn thử đi. Được, cảm ơn Thẩm Tổng. Là sao vậy, cô quen với Lâm Tổng à? Ôi, đừng nói nữa, tôi muốn tìm chỗ nào đó chết cho rồi, chuyện này mất mặt quá đi. Cũng không phải là người ngoài, cô che giấu với tôi làm gì, nói cho tôi biết là có chuyện gì thế. Vừa rồi lúc ở thang máy, cô cũng được lắm đó nha, lại dám yêu cầu như thế với Lâm Tổng. Tôi có nghe đồn, Lâm Tổng là con rể của Thẩm Tổng. Hóa ra là như vậy, thế mới môn đăng hộ đối, đều là người rất ưu tú. Cô xuống bãi đậu xe ở ngay dưới tầng dưới, thấy Lâm Tổng đi ra thì tới nói chuyện đầu tư, có khi sẽ thành công đấy. Đến lúc đó, tập đoàn Lăng Vân dẫn đầu đầu tư, chúng tôi đầu tư theo sau, thế sẽ đáng tin hơn. Được, làm giống như lời cô nói, tập đoàn Hát đó là sản nghiệp mà các người muốn đầu tư vào à? Không phải. Vừa nãy gặp ở thang máy, hình như là có hứng thú với cháu, còn đưa cả danh thiếp cho cháu nữa. Ha, là do cháu quá ưu tú đấy. Hai người này liếc mắt với nhau làm gì? Đồ cũng giao xong, cơm cũng ăn xong rồi, cháu đi làm việc của mình đi. Vâng, cháu đi trước đây. Người cũng đã đi rồi, mau lau nước mắt đi, cũng không phải là sinh ly tử biệt, cậu không phải cũng hay nhìn thấy nó sao? Nói như vậy cũng đúng, nhưng sau này có còn cơ hội như vậy hay không thì không chắc chắn. Được rồi, đừng đa sầu đa cảm nữa, chúng ta cũng đi thôi. Tại bãi đậu xe, chào Lâm Tổng. Giờ còn muốn bao nuôi tôi nữa không? Gần đây tôi cũng đang thiếu tiền, cô định cho tôi bao nhiêu một tháng đây? Lâm Tổng, ngài đừng chê cười tôi nữa mà, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Nếu tôi biết ngài là tổng tài của tập đoàn Lăng Vân, thì có cho tôi mấy lá gan cũng không dám nói như vậy. Vậy cô tìm tôi có chuyện gì? Lâm Tổng, tôi xin tự giới thiệu, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn H, công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực đóng gói chip, thuộc phần cuối của dây chuyền công nghiệp bán dẫn. Đây là bản kế hoạch đầu tư của chúng tôi, hy vọng ngài xem qua một chút. Cần bao nhiêu tiền? Kế hoạch đầu tư của chúng tôi cần 3,8 tỷ, nhưng cụ thể là đầu tư bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào việc Lâm Tổng đánh giá phía chúng tôi như thế nào nữa. 3,8 tỷ đổi lấy 14% cổ phần, tỷ lệ cũng được, cô đến tập đoàn gặp Kỳ Hiển Chiêu, nói là tôi đồng ý, cậu ấy sẽ đầu tư đúng số tiền này. Hu hu, thật sự đầu tư vào chúng tôi ư? Không cần phải tổ chức một cuộc họp để trình bày gì đó sao? Cũng không có bao nhiêu tiền, cô gặp Kỳ Hiển Chiêu để đầu tư là được. Được, cảm ơn Lâm Tổng. Công ty lớn có khác, 3,8 tỷ với họ chỉ là cơn mưa phùn. Lâm Tổng, ngài tính bắt taxi à? Xe của tôi ở bên cạnh, nếu Lâm Tổng không chê, tôi chở ngài tới đó. Vậy cũng được, đã làm phiền cô rồi. Tại tòa nhà tổ chức, cảm ơn Lâm Tổng cho cơ hội, có việc cứ gọi, được, hẹn gặp lại. Tới rồi à, ngồi đi. Huấn luyện thử khi nào bắt đầu, có kéo dài lâu không? Ngày mai bắt đầu, giờ cậu đã là tổ trưởng của một tổ rồi, sau khi kết thúc đợt huấn luyện, cho cậu chọn trước. Thể hiện cho tốt, chậm thì 3 năm lâu thì 5 năm, là cậu có thể ngồi vào vị trí chủ nhiệm rồi, tương lai tiền đồ vô lượng. Ngắn nhất cũng là 3 năm, có thể rút ngắn lại thời gian được không? Có, cách duy nhất là tôi đột ngột gặp tai nạn, tổ chức không có ai khác sẵn sàng, sẽ đưa cậu lên để thay thế. Cách này cũng rất tốt đó. Được rồi, không tán dóc với cậu nữa, cậu ở Trung Hải bận chuyện gì thế, nếu không mời cậu, thì cậu không đến đúng không? Tôi vẫn còn ít trái cây, còn đang để ở sân bay kìa, nếu không bán nhanh thì vài ngày nữa là thối hết. Nói vấn đề chính, các người đã xem trong ổ cứng có gì chưa, có gì hữu ích không? Tất nhiên là hữu ích, nhưng về việc nghiên cứu dung dịch gen này, trong nước vẫn chưa thể thực hiện được, bên trên cũng không có ý định nghiên cứu sâu lĩnh vực này, mà là chuẩn bị dùng ở lĩnh vực khác. Nói cũng đúng, những thứ mang tính chất vô nhân đạo như vậy thật sự không phù hợp với chúng ta. Sáng nay Lục Lão gọi điện tới, nói là muốn gặp cậu, nếu cậu không bận gì thì qua đó liền đi. Lãnh đạo lớn như vậy, gặp tôi làm gì, tôi cũng không biết. Được rồi, cậu liên tục lập 2 chiến công lớn, cho dù có gặp cậu, cũng là chuyện tốt. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua điện thoại, mau đi đi. Được, tôi đi ngay bây giờ. Tại nhà của Lục Bắc Thần. Nào, lại đây, đợi cậu lâu rồi. Lục Lão, tìm tôi có việc à? Nếm thử đi, là trà đại hồng bào trên cây mẹ ở núi Ngũ Dịch đấy. Lục Lão, ngài cố ý kêu tôi đến đây, không phải là để uống trà thôi đâu nhỉ? Tình hình bên hải đảo thế nào? Takeshi Kawara chết rồi, nếu như không có ai lên thay, đoán là sẽ tan rã ngay lập tức. Hiện tại chỉ có gia tộc Takeshi là có khả năng nghiên cứu phát triển dung dịch gen, cậu nghĩ sao về trình độ của hai bên đó? Takeshi Kawara kém xa, kém gia tộc Takeshi vài bậc. Về gia tộc Takeshi thì khó nói lắm, thực lực và nội tình, tôi chỉ thấy phần nổi của tảng băng chìm, không thể đoán được tình hình cụ thể. Bây giờ cậu đã là tổ trưởng tổ 1, tính sắp xếp thế nào đây? Bên trên sắp xếp thế nào thì tôi sắp xếp như thế đó thôi, con người tôi không có nhiều ưu điểm, chính là nghe lời, chỉ đâu đánh đó, nơi nào cần thì sẽ đi đến đó. Thằng nhóc này cũng biết tán dóc với tôi quá nhỉ? Thế thì cậu đi với tôi giới thiệu người này cho cậu. Ai thế? Mạnh không? Mạnh hay không? Cậu đi xem là biết thôi. Phía trước tụ tập nhiều người như vậy là đang làm gì vậy? Mức này cũng được nhỉ? Người này tên là Tùy Cường, là cháu nội của chiến hữu tôi. Trước đó tôi có nghe nói về cậu ta, cảm thấy trình độ cũng không tệ lắm, cũng đạt đến cấp D rồi, thiên phú và trình độ cũng rất cao. Sức lực rất lớn, nhưng sân tập và thiết bị của ngài so với tổ chức thật sự thiếu chuyên nghiệp, quá không chuyên nghiệp, thiếu sự toàn diện. Điều kiện huấn luyện thử ở đây tất nhiên không bằng tổ chức rồi, tôi chính là để cậu đánh giá một chút, nếu như được thì đến tổ của các người. Ngày mai là ngày chính thức huấn luyện thử, để cậu ta tham gia tổ chức, như thế sẽ ổn thỏa hơn. Thằng nhóc này, có phải là tôi quá kém trong việc xử lý không? Ngay cả mặt mũi của tôi mà cũng không cho, ngần ấy năm, cậu là người thứ hai. Cha của cậu là người đầu tiên. Lục Lão, cháu nội của tôi có được không? Tôi thấy cũng được, nhưng tổ trưởng của họ thì chưa hài lòng lắm, định để cậu nhóc đó đi tham gia buổi huấn luyện vào ngày mai, xem thành tích tổng hợp như thế nào. Tổ trưởng sao? Người này có phải là quá trẻ rồi không? Tổ trưởng Lâm, tôi muốn hỏi cậu là vẫn chưa hài lòng ở phương diện nào, có thể nói cho tôi biết được không? Ông đừng hiểu lầm, tôi không nói là cậu ta không tốt, mà là điều kiện huấn luyện ở đây có hơi đơn giản. Đợi ngày mai buổi huấn luyện thử chính thức bắt đầu, chúng ta sẽ tiến hành đánh giá toàn diện thì sẽ tốt hơn. Được, vậy lúc đó chúng tôi sẽ tham gia tập huấn chính thức, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc sẽ không vào tổ một của cậu. Tùy Cường, chúng ta đi thôi. Ông nội sao thế? Vị tổ trưởng này chê trình độ của cháu còn kém, nên không có ý định thu nhận cháu. Ngày mai cháu vẫn phải đi tham gia tập huấn chính thức đó mới được. Không đến mức đó chứ, trình độ của cháu thế mà còn chê. Mặc dù anh là tổ trưởng, nhưng tôi cảm thấy nếu mà so sánh, anh chưa chắc bằng được tôi. Cậu có thể lựa chọn không thu nhận cậu ta, cũng có thể lựa chọn so tài với cậu ta, chứ ở đây cứ nói qua nói lại cũng chả có ích gì. Đúng, trình độ cụ thể ra sao, cứ so tài là biết thôi. Ông nội, nếu cháu thắng anh ta, có phải chứng tỏ trình độ của cháu cũng có thể làm được tổ trưởng đúng không? Nói như vậy cũng đúng, nhưng mỗi nơi đều có quy tắc riêng của nó, vất vả lắm mới leo lên được vị trí đó, người ta không dễ gì nhường lại. Ngừng, các người đừng có ở đây dùng mấy cái chiêu trò khích tướng này nọ, nếu như cậu có thể thắng được tôi, vị trí tổ trưởng đó liền cho cậu, đó là một nơi nghiêm túc, tất nhiên người có năng lực mới được ở lại. Thằng nhóc này mặc dù vẫn còn trẻ, nhưng cốt khí cũng quá kiên cường. Anh nói đi, chúng ta so gì, tôi nghe theo anh. Tập huấn chính thức có 4 bài kiểm tra, bởi vì điều kiện không cho phép, chúng ta tiến hành 2 bài là được. Cậu chỉ cần thắng được tôi trong một bài, thì vị trí tổ trưởng thuộc về cậu. Bài kiểm tra đầu tiên là về sự nhanh nhẹn. Mấy người có súng không? Súng ống đều cất ở kho trang bị. Hôm nay không có nhiệm vụ bắn đạn thật, nên không mang ra ngoài. Có thể cho tôi mượn 2 khẩu súng không? Gật đầu. Anh đợi xíu, tôi đi lấy liền. Không cần đưa cho tôi, tìm 2 người bắn súng giỏi, nhắm vào chỗ này mà bắn. Hả? Thằng nhóc này, cậu muốn làm gì? Né đạn thôi mà, khảo thí này sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Hồ đồ, làm gì có ai khảo thí như vậy, đó chẳng phải là đùa với mạng sống sao. Các người đem về đổi thành 2 khẩu súng sơn dùng cho diễn tập đi, đã rõ. Được rồi, bây giờ có thể bắt đầu. 2 người đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. 2 viên đạn được bắn ra, về phần Lâm Dật dễ dàng nghiêng đầu né tránh. À, nguy rồi, đó là viên đạn, làm thế nào mà cậu ta né được? Anh làm như thế nào? Tốc độ của anh không thể nào nhanh hơn viên đạn. Đó là điều chắc chắn, tôi không phải là siêu nhân, làm sao có thể nhanh hơn viên đạn, cái này không quá khó, chỉ cần phản ứng trước khi bóp cò là được. Là sao? Một người có thực sự sẽ nổ súng hay không, có thể được nhận biết từ những biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của họ. Sau đó lại quan sát ngón tay bóp cò của người đó, phản ứng sớm hơn nửa giây là có thể né được viên đạn đó. Bài này tôi thua tâm phục khẩu phục. Mặc dù bài này tôi thua, nhưng bài kiểm tra tiếp theo về sức mạnh, ai thua ai thắng cũng chưa chắc đâu, tự tin đến thế sao? Tôi tự cho mình khá nhanh nhẹn, nhưng so với sức mạnh của tôi, cũng chỉ có thể coi là điểm yếu. Trình độ của chúng ta khá tương đương, lần này tôi sẽ không để thua anh nữa, anh nói cách thi đấu đi. Vậy thì chọn nó đi. Trời ạ, thằng nhóc này ăn gì để lớn lên vậy, sao lại có sức mạnh lớn đến vậy chứ? Ông nội có cần phải so nữa không? Không so nữa, nhận thua. Cậu nhóc này là ông kiếm ở đâu ra vậy, biến thái quá rồi đó, chỗ của các người đúng là không phải để người ngốc ở mà. Nếu không có bản lĩnh, làm sao có thể được tôi bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ một chứ? Nhưng cháu trai của ông cũng không tồi, là nhân tài đáng giá, sau này cứ làm theo như vậy, nhất định không sai đâu. Nếu cậu nhận thua sẽ dễ dàng hơn nhiều, buổi tập huấn chính thức bắt đầu lúc 8 giờ sáng mai. Muốn tham gia thì nhớ đúng giờ, không muốn tham gia thì có thể rút lui, quyết định nằm ở cậu. Được, tôi sẽ đến đúng giờ. Vậy chuyện hôm nay chấm dứt tại đây, hẹn gặp lại vào ngày mai. Được, cậu cảm thấy người này thế nào? Cậu ta có thể chấp nhận thất bại, phẩm hạnh cũng không tệ lắm, đủ vào tổ chức rồi, nhưng dù sao thì tôi vẫn cảm thấy người giống như cậu ta không thông minh cho lắm. Cậu chính là quá thông minh, nên nhìn ai cũng không thông minh, đợi đến khi tập huấn chính thức bắt đầu, cậu có thể sẽ nhận ra, có nhiều người thậm chí còn không bằng cậu ta đấy. Ngài nói cũng rất có lý, lúc đầu tôi nghe Lưu Hồng nói, cậu không muốn đến đây, tôi còn tưởng là cậu không muốn nhận công việc từ tổ chức. Thế thì không phải, là do trái cây trong nhà kính của tôi chín rồi, tôi cần phải bán cho nhanh, nhưng mà tôi đã đem tới Yến Kinh rồi, nếu mà bán không được, ngài phải mua hết đấy. Cậu cũng thật là, lần đầu tiên tôi thấy tỷ phú mà đi bán trái cây đấy, được rồi, hôm nay tới đây thôi, tôi về ngủ một giấc. Tôi dìu ngài về, cốc, người này là Tống Ngọc Trân vợ Lục Bắc Thần. Đây là Lâm Dật, chúng ta mới vừa trò chuyện xong, cậu này là Lâm Dật đó sao? Mau vào nhà ngồi đi, tôi đi mua ít đồ về nấu ăn, ăn xong bữa tối rồi mới đi. Mới lần đầu tiên gặp mặt, bà ấy cũng nhiệt tình quá rồi đó. Ăn cơm thì không được rồi, buổi chiều tôi còn bận chuyện khác nữa, xin phép đi trước. Cậu có việc bận thì tôi cũng không giữ cậu nữa, nhớ quay lại đây khi có thời gian nha. Được rồi. Bà ấy không quen không biết, sao lại khách sáo với mình thế nhỉ? Reng reng reng, số lạ. Xin chào, xin hỏi là tổ trưởng Lâm đúng không? Tôi là Trương Bảo Điền, Lục lão tiên sinh nói ngài có trái cây muốn bán, nên kêu tôi tới hỗ trợ, bên ngài có việc gì cần tôi làm không? Tôi muốn đến phố Vương Phủ Tỉnh, nhưng hình như là vẫn chưa bày quầy bán hàng, có thể chuẩn bị giúp tôi một quầy bán hàng được không? Chuyện đó không thành vấn đề. Chúng ta thêm VX đi, tôi giúp anh chuẩn bị, anh lái xe đến Vương Phủ Tỉnh trước, đợi chuẩn bị xong xuôi, tôi gửi địa chỉ cho anh, được, làm phiền rồi. Tại phố Vương Phủ Tỉnh, cậu là Trương Bảo Điền, là tôi. Đây là nơi tốt nhất trên phố Vương Phủ Tỉnh, có nhiều người qua lại nhất, bán ở nơi này không ế được. Cảm ơn, đều không có thuốc trừ sâu, mang về ăn đi. Tổ trưởng Lâm, thế này không được đâu, tôi không lấy đồ của anh được. Không sao, yên tâm mà ăn, không có ai trách cậu đâu, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Vậy tôi đi trước, có việc gì thì gọi cho tôi, được. Cái anh bán trái cây ở bên đó đẹp trai quá nha. Đẹp trai thì có ích gì, cũng chỉ là bán trái cây thôi, tiền anh ta kiếm được trong một tháng, còn không đủ cho em mua một đôi giày. Anh nói đúng, nhưng em thấy trái cây của anh ta trông khá tươi, em muốn mua một ít đem về ăn. Đi, qua đó mua một ít, cũng lâu rồi em chưa ăn trái vải. Ngọt thật, anh bạn, vải này bán thế nào, cho tôi 5 cân. 3.000 một cân, tổng cộng 15.000, quét QR là được. Anh nói gì, 3.000 một cân. Cậu không có nghe lầm, chính là 3.000 một cân, cậu cũng đã nếm thử hương vị rồi, những người đã nếm thử đều nói là đáng đồng tiền bát gạo. Có phải là anh thấy tôi ăn thử một trái trước rồi, nên mới tăng giá lên không? Đến đây để lừa gạt mọi người đúng không? Cậu mua không nổi thì có thể nói thẳng, tôi cũng đâu có ép mua đâu. Nhưng cậu đã ăn thử một trái vải, tính theo giá thì cũng khoảng 100, mua không nổi 5 cân, vậy thì trả tiền cho một trái đó đi. Nếu tôi không muốn trả tiền thì sao? Chúng ta đưa tiền cho anh ta đi, coi như là cho ăn mày. Yên tâm, anh sẽ đưa tiền cho anh ta, nhưng anh không có tiền mặt ở đây, để anh gọi điện cho bạn, kêu họ đem tới một ít. Trùng hợp là họ vừa mới mở cửa hàng ở gần đây, anh gọi điện thoại, khoảng mấy phút là họ tới đây liền. Đứng ở đó đừng đi đâu, tôi sẽ kêu họ đem tiền qua đây liền. Tôi đang bày quầy bán hàng, tôi đi đâu chứ? Anh Trần, em bị người ta gạt tiền ở phố Vương Phủ Tỉnh, anh có thể gửi cho em một ít tiền, tiện thể gọi một vài người tới được không? Hay là thôi đi, chỉ là 100 thôi mà, anh Trần mở võ quán Taekwondo, nếu mà gọi người tới phá hỏng hết, chúng ta phải đền nhiều hơn đó. Đây không phải là chuyện có tiền hay không, anh thà đền cho anh ta 100.000, còn hơn là cho không 100 này. Vài phút sau, anh Trần, anh đến rồi, người này là người đã gạt tiền cậu đó hả? Đúng, em chỉ ăn thử một trái vải thôi, sau đó anh ta bảo phải trả 100 tệ, anh nói xem có phải là gạt tiền không? Nhóc con, mày cũng thú vị đấy, chuyện như thế mà cũng làm được, mày có biết đây là nơi nào không hả? Chẳng phải là cậu ta gọi người tới trả tiền sao, tiền mặt hoặc quét mã. Trái vải này mà bán với giá 3.000 một cân sao? Chỉ thấy tên cầm đầu tóc đỏ dùng chân sút văng. Tao đã xử lý xong, mày có thấy hài lòng không, còn muốn đòi tiền từ tụi tao không? Anh làm như thế có hơi quá đáng rồi đó. Tao quá đáng đấy, mày làm gì được tao, nhìn nét mặt của mày hình như không phục chứ gì, không phục thì tới đánh tao đi này. Một tên vô dụng, đừng để ý đến tên này, chúng ta trở về tiếp tục huấn luyện đi, được, ha, đề nghị của anh được đấy. Chỉ thấy Lâm Dật tung người lao tới, một quyền tung ra đánh thẳng vào Face ID của tên tóc đỏ, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Lên hết đi, quất nó, nếu các người cảm thấy vẫn chưa đủ si nhê, thế thì dùng thêm dao. Đừng biến tôi thành kẻ bắt nạt người khác. Tên tóc đỏ nhìn thấy con dao sáng loáng trước mắt không khỏi rén ngang. Chuyện này chúng tôi nhận sai, tôi thanh toán xong, tôi dẫn người đi liền. Có thể đi, nhưng phải bồi thường, số trái cây anh đá đổ là 60 cân, tổng cộng là 180.000, quẹt thẻ hay quét mã. Thanh toán thành công, ha, cũng được, một đơn hàng lớn. Lúc Lâm Dật còn đang bán hàng, thì có một chiếc xe dừng lại trước mặt. Cháu đến đây chỉ để bán trái cây à, Di chỉ biết cháu bán ở Trung Hải thôi, không biết là đến đây bán tiếp. Chấp niệm của cháu lớn thiệt đó. Cháu không phải là cũng đang tự lực cánh sinh đấy thôi. Tập đoàn Lăng Vân có gia nghiệp lớn như vậy, còn cần cháu tự lực cánh sinh sao, còn bày đặt nói như thế với gì. Gần 7 giờ rồi, đóng quầy hàng đi, đi ăn cơm, vâng. Gần đây có nhà hàng Quảng Đông rất ngon, chúng ta đi ăn thử. Dì nghe nói là cháu nấu ăn rất giỏi, dì quen với ông chủ nhà hàng đó, cháu vào bếp thể hiện một chút đi. Được, nghe dì Thẩm, cậu kêu nó đi ăn cơm làm gì, nó còn có việc cần phải làm mà. Tớ là muốn để cậu thưởng thức tay nghề nấu ăn của nó, nghe nói rất giỏi. Dì Thẩm, đi ăn ở đâu? Trung tâm Vương Phủ Tỉnh, Cách đây không xa, cháu đi theo sau gì là được, được. Người đó chính là Lâm Dật à, Tần Nghiêm Phú, anh họ Tần Nghiêm Lĩnh. Tổ chức đang tuyển dụng trên toàn quốc, lẽ ra anh ta đến là vì mục đích này, nhưng không ngờ anh ta lại bán trái cây ở đây. Không cần phải để ý đến tên đó, mục đích của chúng ta hôm nay là đi đón dì nhỏ về, chuyện của Lâm Dật tạm gác lại. Biết rồi, nhưng ba người họ đi chung với nhau, động thủ không tiện cho lắm, Lâm Dật thì cứ mặc kệ. Nếu như tìm được cơ hội, thì chỉnh tên đó liền, chủ yếu là Thẩm Thục Nghi không dễ đối phó. Theo sát đi, hành tung của dì nhỏ xuất quỷ nhập thần, lần này mất dấu, lần sau khó mà tìm được, biết rồi. Tại nhà hàng Quảng Đông, hình như chúng ta tới chậm rồi, nhiều người xếp hàng đứng đợi như vậy, biết chờ đến ngày tháng năm nào chứ. Là dì dẫn hai người tới, sao có thể đến uổng công được, khí chất đã khác hẳn. Tôi là hội viên của các người, hẳn là có phòng riêng được đặt trước. Xin chào quý cô, xin vui lòng đi theo tôi. Không phải là cô đã nói là bên trong không còn chỗ ngồi sao? Tất cả chúng tôi đều đứng đợi ở đây, tại sao họ lại có thể đi vào đó? Chào tiên sinh, quý cô này là hội viên của chúng tôi, có thể vào phòng riêng đã đặt trước của nhà hàng. Hội viên sao, cô lừa gạt đó hả? Tôi đã ăn ở nhà hàng của các người nhiều lần, trong nhà hàng này không có thứ gọi là hội viên, tại sao qua miệng cô thì lại có hả? Là như thế này, thẻ hội viên của chúng tôi không bán ra ngoài, phải đạt đến một mức độ nhất định mới đủ điều kiện để nhận thẻ hội viên của nhà hàng chúng tôi. Các người đây là mắt chó xem thường người khác thì có, lương một năm của tôi cũng hơn 1 triệu, nói thân phận với tôi, mắt cô có vấn đề rồi hả? Để tôi nói chuyện với cậu ta một lát, tôi là Thẩm Thục Nghi, chủ tịch tập đoàn Hoa Nhuận, chắc là cậu biết nhỉ? Chủ tịch tập đoàn Hoa Nhuận, chào Thẩm Tổng, tôi là. Bây giờ tôi có thể vào được chưa? Tất nhiên là được, Thẩm Tổng đi thong thả. Khí chất này, tuyệt, chúng ta vào thôi, được. Mời đi theo tôi. Chào Thẩm Tổng, tôi là quản lý ở đây, chào mừng đến với nhà hàng của chúng tôi. Tôi có một đầu bếp ở đây, tôi muốn cậu ấy nấu vài món ăn, tôi có thể mượn bếp của nhà hàng các người được không? Tất nhiên là được, chuyện này không thành vấn đề. Để nhân viên phục vụ dẫn ngài đến nhà bếp, được, cháu vào nhà bếp xem thử thế nào. Vương sư phó, nhà hàng chúng ta có một hội viên dẫn theo một người, muốn mượn nhà bếp của chúng ta nấu một vài món ăn, tôi tới để nói với ông. Nấu ăn sao? Đây không phải là nơi để luyện tay nghề đâu nha, Vương Kim Tài, bếp trưởng nhà hàng. Không phải là để luyện tay nghề đâu, khách hàng có nói, tay nghề của anh này cũng rất khá, cho nên muốn anh này thể hiện khả năng của mình, tôi mới dẫn tới. Trình độ có tốt đến mấy thì cũng chỉ là nấu ăn trong gia đình, còn không thì cứ để tôi nấu, tôi phải cố gắng đảm bảo họ ăn gì cũng hài lòng. Chuyện này tôi cũng không có cách nào, quản lý cũng đã đồng ý rồi, sao tôi dám từ chối chứ? Được rồi, cứ để cậu ta ở nơi này nấu ăn đi. Vậy thì tôi giao anh này lại cho ông. Vậy giờ cậu muốn làm món gì, tôi sẽ kêu người đi chuẩn bị nguyên liệu cho cậu. Gà cung bảo, gà luộc, súp thịt hầm tôm hùm, đi chuẩn bị nguyên liệu đi. Vâng. Một lát sau, tất cả nguyên liệu đã được chuẩn bị, Lâm Dật liền bắt tay vào chế biến. Đợi đã, cậu đang làm món gì vậy? Món gà cung bảo cần phải được chiên sơ qua dầu, cậu không biết hả? Tôi làm món gà cung bảo, cho đến nay chưa có ai phàn nàn cả. Nghe vậy Lâm Dật chỉ khẽ nhếch miệng. Sau đó vẫn chú tâm vào nấu nướng. Đây không giống như một người mới, kỹ thuật khá điêu luyện. Qua một lúc xào nấu thì món ăn cũng đã chín tới. Đừng nhìn nữa, có thể dùng đũa để thử mà. Thế thì tôi cũng không khách sáo nữa. Chua cay mặn ngọt, hương vị rõ rệt, thì gà mềm mịn mà không quá khô, nhiệt độ nấu vừa đủ, thật sự là một hương vị tuyệt vời. So với lúc ông nấu món này thì thế nào? Thật sự là ngon hơn so với tôi nấu, đúng là hương vị truyền thống của Yến Kinh. Chàng trai, tay nghề này là cậu học từ đâu? Tôi làm nghề này hơn 20 năm rồi, trình độ còn không bằng cậu. Đều là tự học, trình độ cao bao nhiêu thì không dám nói, chỉ là có một tí thiên phú mà thôi. Nào, còn 2 món nữa, cậu biểu diễn lần nữa đi, để tôi học hỏi một chút. Cậu cũng thiệt là, nói nó là một món thôi là được rồi, sao lại kêu làm 3 món làm gì chứ? Chẳng phải đều là món mà cậu thích ăn nhất đó sao, vừa hay để nó thể hiện tài năng luôn. Chủ yếu là bán trái cây cả buổi chiều rồi, chắc là nó cũng mệt lắm. Cũng may là những năm qua cậu không ở bên cạnh nó đấy, nếu không chắc là bị chiều đến sinh hư rồi. Làm có 3 món mệt gì chứ, huống chi nó lại là con của cậu, nấu cho mẹ một bữa cơm chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sao. Đúng vậy, tớ rất muốn ăn cơm do nó nấu, nhưng tớ không có nuôi nó, bữa cơm này tớ ăn không nổi. Có gì mà phải khóc, gì mà ăn không nổi, sinh mệnh của nó là cậu cho, đó chính là công ơn lớn nhất rồi, không ai có quyền ăn những gì do nó nấu hơn cậu. Có một số chuyện cậu không hiểu, được rồi. Mau lau nước mắt đi, lát nữa Lâm Dật sẽ vô, nếu để nói nhìn thấy cậu khóc ở chỗ này sẽ như thế nào. Đứa con đó của cậu, nó là một đứa tinh danh, cậu cho rằng có thể gạt được nó sao? Lúc này phục vụ cũng bưng món ăn vào, nhìn rất bắt mắt. Nếm thử hương vị đi, đồ ăn do đầu bếp Lâm làm, người thường khó mà ăn được. Đúng là rất ngon. Lúc này Lâm Dật cũng đem theo hai đĩa đồ ăn bước vào. Sau một lúc ăn uống vui vẻ, ba người cũng ra về. Anh, người ra rồi kìa. Lão Lương nhà tớ đi công tác rồi, tối nay cậu qua chỗ tớ ở đi, tớ đã đặt khách sạn rồi. Đặt rồi thì hủy thôi, tớ ở một mình cũng không vui lắm, quyết định vậy đi. Thôi được, vì nhà cậu cũng không có ai, qua nhà cậu vậy. Mối quan hệ giữa hai người này là gì vậy, lại có thể để Thẩm Thục Nghi mời đến nhà ở. Anh, chuyện không hay rồi, tối nay dì nhỏ qua ở nhà của Thẩm Thục Nghi. Chúng ta còn phải đợi nữa à, bám theo đi, không cần đợi nữa, chúng ta cũng không thể xem thường, dì nhỏ có khi âm thầm trốn đi đó. Tần Nghiêm Lĩnh, lại là anh ta, đừng nói là con hàng này đến tìm mình báo thù nha. Anh đúng là lành sẹo rồi thì quên đau, đã bao lâu rồi, còn muốn tìm tôi báo thù. Mày tốt nhất cút sang một bên, hôm nay tao đến đây không phải là để tìm mày. Không phải là đến tìm mình sao, chẳng lẽ là tìm hai người này. Dì nhỏ, lâu rồi không gặp, dì nhỏ của Tần Nghiêm Lĩnh là tam tiểu thư Tần gia. Đó chẳng phải là mẹ ruột của mình sao, dì là Tần Ánh Nguyệt, cô ấy chính là Tần Ánh Nguyệt. Người đứng bên cạnh Tần Nghiêm Lĩnh tên là Tần Nghiêm Phú, là con trai trưởng đời thứ ba Tần gia, hôm nay đến đây để tìm cô ấy, nhưng cô ấy không muốn gặp, cháu xử lý chuyện này đi. Biết rồi dì Thẩm, hai người lên xe về trước đi. Lâm Dật, ân oán giữa chúng ta, hôm nay tao không muốn tính, nhưng đây là chuyện của Tần gia, tao hy vọng mày làm rõ lập trường, đừng có nhúng tay vào. Nhìn động thái của các người, đoán chừng là sẽ không đi chứ gì, vậy thì quất đi, nhất định phải có người nằm lại chỗ này. Thảo nào lại dám động thủ với em trai tôi, cậu đúng là tự cao tự đại đấy, có khí phách. Tần Nghiêm Phú lao tới tấn công thì bị Lâm Dật một cước đá ra. Trình độ này không thể nào là cấp D được. Chỉ dựa vào bản lĩnh đó của anh thì tốt nhất đừng có mà ra mặt, tự làm xấu mặt mình, cút xa một chút. Á, sau này đừng đến tìm dì ấy nữa, dì ấy đã không còn bất cứ quan hệ gì với Tần gia. Nếu như không nhớ kỹ, vậy thì tôi sẽ thiêu rụi Tần gia của các người đấy. Vì một người không quen biết mà đối đầu với Tần gia của chúng tôi đến mức này, cậu cảm thấy có đáng không? Là một kẻ thất bại, đây không phải là chuyện mà anh nên quan tâm. Hai người tốt nhất cút nhanh lên, đừng để tôi mất hứng, cút. Thật ra thì cũng không cần nói nữa, thân phận của cô ấy, chắc cháu đã đoán được rồi. Cha ruột của con, khi còn trẻ gây thù chuốc oán rất nhiều, hơn nữa lúc đó Tần gia lại đoạn tuyệt với mẹ. Vì để bảo vệ an toàn cho con, buộc lòng phải đưa con vào cô nhi viện, tất cả đều là do hoàn cảnh bắt buộc. Mong con có thể hiểu được. Con không hề hận hai người, cảm ơn hai người đã cho con sinh mệnh. Hu, chúng ta đi thôi, đây không phải là nơi để nói chuyện. Được, hai người lên xe trước đi, con đưa hai người về rồi nói chuyện. Tại Lương gia. Người của Tần gia đã biết cậu quay về rồi, sau này cậu tính thế nào, ngày mai sẽ đi. Anh ấy đang ở Dubai, tớ đi tìm anh ấy, tóm lại không thể ở Yến Kinh được nữa. Không đến mức vậy chứ, vì sao phải trốn họ, nếu Tần gia đến gây rắc rối nữa, thì đập thêm một trận nữa là được. Tính cách không sợ trời không sợ đất này, đúng là được đúc ra từ một khuôn giống với cha nó mà. Phân bố thế lực tại Yến Kinh không đơn giản như cháu nghĩ đâu, cho dù hiện tại địa vị của Lương gia đã tăng lên, nhưng chúng ta cũng không có quyền động đến Tần gia, nếu không Lục lão đã không đá trái bóng qua lại với họ rồi. Năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà họ vẫn còn canh cánh trong lòng sao? Cũng giống như chuyện con đã làm hôm nay, cha con vì mẹ mà đánh hai người cậu của con, khiến họ mang bệnh đến hôm nay vẫn chưa khỏi. Hơn 20 năm sau, cháu lại đi đánh con của hai người đó, cháu nói về chuyện này đi. Đúng là cũng hơi có lỗi với người ta nha. Chuyện này cháu không cần lo đâu, nếu như mẹ cháu có ý đó, thì có thể giải quyết vấn đề này rất nhẹ nhàng, chỉ là cậu ấy không muốn thôi. Thôi được, đúng lúc máy bay của con đang ở sân bay, lên máy bay rồi đi thôi, không cần đâu, mẹ mua vé máy bay rồi đi là được, không cần phiền phức như thế đâu. Chỉ có một mình mẹ mà tốn nhiều xăng dầu như thế. Không cần thiết gì ở đây, con của cậu bây giờ xuất sắc lắm, tiền nhiều xài không hết, cậu là mẹ, tiêu một chút xíu tiền đó là chuyện bình thường. Con đi gọi điện, cứ quyết định vậy đi, cũng trễ rồi, cháu cũng đừng về khách sạn nữa, đây là phòng của Nhược Hư, con bé đi công tác rồi, cháu ở phòng này đi. Reng, vẫn còn bận rộn à, có một số dự án em cần phải phê duyệt lại. Còn anh, trễ như vậy rồi sao vẫn gọi video nữa, anh đang ở đâu đấy, hình như không phải là nhà của anh. Em đoán đi, anh đang ở đâu? Anh, sao lại ở nhà em, hơn nữa còn là phòng của em nữa? Lẽ ra là hôm nay, anh bán trái cây ở trên phố, sau đó. Vậy tâm trạng của anh hiện giờ thế nào? Sau này anh tính xử lý mối quan hệ đó như thế nào? Tâm trạng không có gì đặc biệt, mẹ có cuộc sống của mẹ, Anh có cuộc sống của anh, quỹ tích cuộc đời không trùng lặp nên không có nhiều ảnh hưởng. Cũng đúng, chuyện đã qua nhiều năm rồi, cũng coi như là kết thúc rồi. Đúng rồi, sao anh lại đến Yến Kinh, tổ chức có nhiệm vụ, cử anh tới. Em có thể giới thiệu cho anh một nơi, nơi có nhiều người giàu ấy, anh muốn bán trái cây. Anh có thể đến Kinh Hoàn Thành, đó là một khu phố khá đắt đỏ trong vài năm gần đây. Ngày mai em gọi điện, lấy một chỗ cho anh, muộn rồi, ngủ sớm đi, em còn phải xem giấy tờ nữa, vậy em cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá. Ngày hôm sau, đi rửa mặt đi, rồi ăn sáng. Thử đi, đều là món mà cháu thích ăn đấy. Làm sao mẹ biết mình thích ăn những món này vào buổi sáng? Sắp đến giờ rồi, tớ phải đi đây, ở thêm một xíu đi, chuyến bay cũng không gấp mà. Sớm muộn gì cũng phải đi, ở bao lâu cũng vậy thôi, vậy khi nào cậu quay lại? Cũng chưa biết nữa, cậu biết hoàn cảnh của tớ rồi đó, những năm qua tớ đi khắp nơi, có thể về bất cứ lúc nào. Hơn nữa giữa chúng ta còn có thông tin liên lạc, cậu sợ gì? 3 đến 5 năm nữa là tớ về hưu rồi, cậu cũng đừng đi lang thang nữa, nhớ quay về sớm đó. Được, tớ đồng ý với cậu, đợi sau khi cậu về hưu, tớ nhất định sẽ về định cư ở Yến Kinh. Vậy thì tốt, đi thôi, đưa mẹ cháu ra sân bay. Tại sân bay, đi thôi, đừng đứng ở đây nữa. Bà ấy, đã đến lúc này rồi không cần ấp a ấp úng, muốn nói gì thì cứ nói đi. Bà ấy dường như biết rất rõ về cháu. Bởi vì những năm qua, mẹ cháu chưa từng rời xa cháu, có rất nhiều chuyện về cháu mẹ cháu đều biết. Cháu thích ăn gì đều nhớ rất kỹ, giống như những món ăn sáng nay, đều là những món cháu thích, vẫn ở bên cạnh cháu sao. Trong những năm hỗn loạn đó, cha cháu không có khả năng bảo vệ cháu, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới đem cháu đến cô nhi viện. Sau này khi cha cháu có chỗ đứng vững chắc ở bên ngoài rồi, nhưng nơi họ lại không thể cho cháu một nơi ăn học tốt. Thế nên họ chưa đến nhận lại cháu, hình như là bà ấy chưa bao giờ đến cô nhi viện gặp cháu lần nào. Mẹ cháu không dám, cho nên phần lớn thời gian đều sống ở gần cô nhi viện, cháu chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của mẹ cháu, cháu thích gì, thói quen sinh hoạt như thế nào, mẹ cháu đều ghi nhớ. Bà ấy cũng thiệt là, gặp nhau khó đến vậy sao, cháu cũng không phải là người không hiểu tình người, những điều đó cháu đều hiểu, cháu là cháu cậu ấy là cậu ấy, suy nghĩ sao có thể giống nhau được. Cậu ấy là người dịu dàng nhất mà dì từng gặp trong thế giới này, cho dù có là mẹ ruột của cháu, cậu ấy cũng không dám hy vọng là cháu sẽ thừa nhận cậu ấy. Vậy thì thuận theo tự nhiên thôi, như vậy cũng rất tốt. Cháu có thể hiểu được như vậy, dì cũng không còn gì để nói, cuộc sống là phải nhìn về phía trước. Sau một thời gian dài dì phải cân bằng giữa cháu và mẹ cháu, cũng đến lúc phải lui về sau khi hoàn thành rồi. Cảm ơn dì Thẩm, đứa ngốc này, khách sáo với dì làm gì. Reng. Anh Lâm, tập huấn bắt đầu rồi, anh đang ở đâu đấy, người tham gia lần này đều rất tốt, anh mau tới lựa chọn, xem có ai phù hợp không, đừng gấp, tôi qua đó liền. Tổ chức gọi điện cho cháu à, hôm nay là ngày đầu tiên của buổi tập huấn, họ muốn cháu qua đó xem thử. Xe này là của Tần Nghiêm Lĩnh mà, Tần Anh Long, con trai trưởng đời thứ hai Tần gia. Cậu ruột của Lâm Dật, Tần Ánh Nguyệt đi rồi đúng không? Đúng, đã đi rồi. Thẩm Thục Nghi, cô có ý gì đây hả? Chuyện giữa chúng tôi cô cũng biết, Lương gia làm như vậy thật là quá đáng. Anh Tần, anh nói như vậy là vu oan cho tôi rồi, chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp nhiều năm. Cô ấy đến Yến Kinh tôi tiếp đón cô ấy, đâu có gì mà quá đáng, cái đó thì không quá đáng, nhưng vì sao cô lại đứng ra ngăn cản? Tôi là một người phụ nữ, làm gì có khả năng ngăn cản chứ? Ngăn cản hai người họ là Lâm Dật. Cậu nhiều lần đối chọi với Tần gia chúng tôi, có phải cho rằng có Lục lão bao che cậu, thì chúng tôi không làm gì được cậu sao? Cậu là cái thá gì, cũng xứng nhúng tay vào chuyện Tần gia chúng tôi. Nếu Tần gia các người bố đời như thế, thì cần gì phải để ý tôi với dì Thẩm làm gì, trực tiếp động thủ không phải tốt hơn à? Cho dù là thời điểm nào, đều phải dựa vào thực lực mà nói chuyện, võ mồm cho lắm vào cũng chả được gì. Mày, dừng lại. Cậu nhóc, gan lớn đấy, Tần Anh Long tôi đã tới đây, mà cậu còn dám nói những lời như vậy, có phải là cậu cho rằng Thẩm Thục Nghi cũng có mặt ở đây, nên tôi không dám động thủ. Tôi cũng không muốn dựa vào người khác. Anh Tần, anh lớn như vậy rồi, mà lại đi động thủ với một tiểu bối thì mất thân phận quá rồi đó. Hơn nữa, nếu là chuyện của Tần gia, anh tìm Lâm Dật là sai, tìm Tần Ánh Nguyệt lại càng thêm sai, phải tìm Lâm Cảnh Chiến mới đúng. Lâm Cảnh Chiến, đây là chuyện của Tần gia chúng tôi, xử lý thế nào cũng là chuyện của chúng tôi, mong cô đừng có nhúng tay vào. Cái này đâu thể coi là nhúng tay vào, Lâm Dật và con gái tôi có mối quan hệ rất tốt, đương nhiên tôi sẽ không trơ mắt nhìn nó bị bắt nạt, anh nói có đúng không? Được, cô đã mở miệng, tôi nhất định sẽ cho cô mặt mũi. Chúng ta coi như không đánh thì không quen, bắt tay cái nào. Chỉ thấy ông ta cười khinh thường, lực đạo trên cánh tay tăng lên. Lâm Dật đen mặt tức giận, sức mạnh ở cánh tay cũng tăng lên áp chế lại ông ta. ra đâu rồi còn dùng loại thủ đoạn còn con này, cũng quá nhàm chán rồi đó. Anh Tần à, chúng tôi phải đi rồi, hai người bắt tay cũng hơi lâu rồi đó. Hừ, chúng tôi đi trước, rảnh thì ngồi nói chuyện. A, lực tay của thằng cha này cũng mạnh thật. Ông ta cũng xem như là tiền bối trong tổ chức đấy, trình độ thì khỏi phải nói rồi, cùng chung một nhóm với lãnh đạo của cháu đấy, cháu có thể kiên trì tới như vậy cũng khá tốt rồi. Cha, vừa rồi xảy ra chuyện gì, thằng đó nó nhịn à, không phải là nhịn, mà sức lực của nó cũng không nhỏ. Trên cả trình độ cấp D, hai người thua nó cũng đúng, cha biết hai người không phục, nhưng không thể manh động, Vương gia và Hàn gia trước đó chính là minh chứng tốt nhất, biết rồi. Em quay lại, em chuẩn bị đến chỗ của anh, lần này em về Yến Kinh gặp con trai, chúng ta cùng nhau ăn hai bữa cơm, hơn nữa. Hai người đã ăn cơm cùng nhau, em nghe Thục Nghi nói, nó bây giờ giống hệt anh năm xưa, là hạc giữa bầy gà, không ai lọt vào mắt nó. Hạc giữa bầy gà thì tính là gì, nó là con trai anh, cần làm chính là phải tránh xa bầy gà đó. Hòn đảo là điểm đến cuối cùng của nó, Lâm Cảnh Chiến. Được rồi, máy bay phải cất cánh, em về rồi từ từ nói chuyện với anh. Tại trụ sở tổ chức tập huấn, thế này cũng hơi khoa trương rồi, giống như là triển lãm xe hơi vậy. Chị nghe nói gì chưa? Đợt tuyển dụng lần này chủ yếu là dành cho tổ 1, 2 và 3. Nếu chúng ta thông qua tập huấn, tất cả sẽ được sắp xếp vào trong 3 tổ này, thường siêu. Chuyện này thì chưa nghe, nhưng mà chị có nghe nói, hình như bên trên chú trọng vào tổ 1. Sẽ chọn người thông qua tập huấn, có thành tích vượt trội đưa vào tổ 1, còn lại sẽ vào tổ 2 và 3, Dư Tư Dĩnh. Cũng không biết tổ trưởng tổ 1 trông như thế nào, nhưng em nghe nói là một nhân vật rất truyền kỳ, mới vừa vào mấy tháng, đã lập 2 chiến công lớn, sau đó được đề bạt lên làm tổ trưởng, khá lợi hại. Chị Dĩnh, chúng ta là tân binh, xem như thông qua tập huấn, cùng lắm chỉ được sắp xếp tổ 2 hoặc tổ 3. Còn chị đã là cấp D rồi, cũng xem như là nhân vật cấp đại thần ở đây, muốn vào tổ 1 chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng mà em nghe nói, có một người tên là Tùy Cường, người đó cũng cấp D rồi, thực lực khá mạnh, trong bài kiểm tra nhanh nhẹn sáng nay. Chị là người thứ nhất, anh ta thứ hai, nhưng mà đợi đến bài kiểm tra sức mạnh, chị sẽ không chiếm được ưu thế đâu. Chị đoán, cuối cùng anh ta vào tổ 1 không thành vấn đề, đừng suy nghĩ nhiều, có cơ hội gia nhập tổ chức là tốt rồi, tổ 1 không phải là nơi chúng ta nên đến. Anh chàng này đẹp trai quá đi, chuyện gì vậy, sao lại la hét lên thế, là minh tinh đến đây sao? Còn không phải là tiểu bạch kiểm sao, vừa nhìn chính là bình hoa di động, giả ngầu làm gì chứ? Này, tiểu bạch kiểm, đến đây để thi hoa hậu à, có bản lĩnh thì qua đây solo với chúng tôi một chút. Cậu có tư cách gì mà hô to gọi nhỏ với tôi? Lẽ nào cậu có mối quan hệ đặc biệt, lại dám làm màu ở trước cổng lớn của tổ chức? Anh, tổ trưởng Lâm, cậu cũng ở đây à? Thành tích thế nào? Tạm thời là thứ hai, chiều nay còn có kiểm tra, còn chưa biết thứ hạng cụ thể là bao nhiêu, nhưng có lẽ là sẽ giữ vững được. Thứ hai coi như cũng được, thể hiện cho tốt. Tôi biết rồi, những bài kiểm tra tập huấn tiếp theo, tôi chắc chắn sẽ thể hiện thật tốt. Anh Cường, người này là ai vậy? Anh ấy chính là tổ trưởng tổ 1. Cái gì? Anh ta là tổ trưởng tổ 1? Tôi vừa mới làm gì vậy? Vậy mà lại dám ăn nói như thế với tổ trưởng tổ 1. Các người nói xem, vì sao vừa rồi anh ta không động thủ, mà lại âm thầm đi không nói lời nào? Có thể là cậu không lọt được vào mắt. Anh có biết anh ta đang ở trình độ nào không? Hai người gặp nhau trước đó rồi à? Gặp ngày hôm qua, hơn nữa còn so tài một chút, kết quả là hoàn toàn thất bại. Bại hoàn toàn sao? Không đến mức đó chứ, anh chính là thí sinh xếp hạng 2 trong số chúng tôi đấy. Còn về mặt sức mạnh, anh chắc chắn là số 1. Sao có thể bại hoàn toàn chứ? Mà hai người so tài cái gì? Chúng tôi so né đạn, anh ấy né được. Vốn dĩ anh ấy muốn dùng súng thật, nhưng mà lãnh đạo trụ sở không đồng ý, thế là đổi thành đạn sơn diễn tập. Sau khi anh ấy né được, tôi chỉ biết là thôi toang rồi. Hả? Anh ta là quái vật à? Được rồi, đừng tụ tập ở đây nữa, đi ăn cơm thôi. Chiều còn có tập huấn tiếp theo nữa đó. Sao giờ mới tới? Tập huấn buổi sáng kết thúc rồi, ăn cơm đi. Vừa rồi có bảo căng tin chuẩn bị thêm một phần ăn, chính là sợ cậu tới vào giờ này. Cũng được, cũng đang đói bụng. Tình hình sao rồi? Có hạt giống nào tốt không? Có 2 hạt giống khá tốt, một là Tùy Cường, một là Dư Tư Dĩnh, đều là cấp D, cậu có ý kiến gì không? Người tên là Tùy Cường là do Lục lão sắp xếp đến, tôi không tiện từ chối, còn người tên là Dư Tư Dĩnh, để cho hai cô này tự chia đi. Cậu không cần nghĩ cho hai người chúng tôi đâu, cần thì cứ việc lấy, chúng tôi không nói gì đâu. Tôi nghĩ là không cần thiết lắm, tôi cho là tập huấn sau này cần kiểm tra IQ nhiều hơn, tìm người có đầu óc sáng suốt, nếu không cho dù có bao nhiêu thì cũng chỉ làm bia đỡ đạn mà thôi. Thế có cần lấy số đo 3 vòng luôn không? Không có cúp D thì không được vào tổ 1. Vẫn là cô hiểu tôi hơn, nhân tiện tính luôn cả nhan sắc vào luôn. Nhìn cái điệu bộ của cậu kìa, Chẳng lẽ sau này tổ một chỉ tuyển phụ nữ không? Lúc thực hiện nhiệm vụ cần phải có sự phối hợp mới tốt. Không cần, nhiệm vụ cứ để tôi làm, họ chỉ cần ở phía sau cổ vũ cho tôi là được. Dừng, đừng nói nhảm nữa, kế hoạch tuyển dụng sẽ tiếp tục như bình thường. Trong mấy ngày tập huấn này, ba người phải đi cùng nhau, chọn người thế nào là tùy các người, tôi không nhúng tay vào. Tôi đến chỉ để xem một chút thôi, chiều còn đi bán trái cây nữa, để bán hết lại đến. Bán trái cây quan trọng đến thế sao? Rất là quan trọng, tôi muốn tự lực cánh sinh, thật sự là bó tay với cậu luôn. Buổi chiều cậu bán trái cây ở đâu? Khải Thành, nghe nói ở đó có rất nhiều người giàu có. Nếu không bán nhanh, rất có thể sẽ bị hư thối. Cô có việc sao? Kết thúc tập huấn hôm nay, đến lúc đó tôi đến tìm cậu. Tôi tìm thấy một quán nướng Đông Bắc rất ngon, buổi tối chúng ta đi uống một chút ha. Món cật ở chỗ họ rất ngon, tôi dẫn cậu đi ăn thử nha. Đừng nói tôi không nhắc nhở hai người, ăn uống no say xong là được, đừng có làm chuyện gì khác đấy, yên tâm. Tổ trưởng Khâu, Tổ trưởng Ninh, Tổ trưởng Lâm không có ở đây à? Cô quen biết Lâm Dật sao? Buổi trưa lúc ăn cơm chúng tôi tình cờ gặp nhau, có xảy ra chút hiểu lầm nên muốn nói lời xin lỗi. Mới gặp qua có một lần mà đã muốn đi tìm Lâm Dật, có phải là quá nhanh rồi không? Phụ nữ dưới cúp D là cậu ta không thích đâu, cô có đi tìm cậu ta cũng vô dụng thôi, đó là sở thích của Tổ trưởng Lâm, đừng lãng phí thời gian đi tìm cậu ta nữa, làm chuyện nghiêm túc đi. Tôi là cúp D, tôi cũng là cúp D, còn tôi là cúp E. Trình độ lần này cao đến thế sao, sử dụng kích thích tố hay sao vậy? Chúng ta không có cơ hội nào sao? Tổ trưởng Ninh, cô hiểu lầm rồi, tôi là có chuyện khác muốn tìm Tổ trưởng Lâm, có thể để chúng tôi gặp nhau được không? Lâm Dật không có ở đây, cậu ta đi Khải Thành bán trái cây rồi, đợi kiểm tra xong cô đến đó tìm cậu ta. Cảm ơn Tổ trưởng Ninh, tôi sẽ làm bài kiểm tra thật tốt. Tại Khải Thành, xin hỏi ngài là Lâm Dật Lâm tiên sinh phải không? Là tôi. Thẩm Tổng đã gọi điện cho tôi, nói là ngài muốn có một quầy hàng ở nơi này bán ít đồ, bất cứ nơi nào ở xung quanh Khải Thành này. Chỉ cần ngài muốn bán ở chỗ đó, chắc chắn không ai đến quản ngài. Lý Trực, Phó Tổng Tài Tập đoàn Khải Toàn. Tôi thấy ở cổng lớn này khá tốt, nhiều người qua lại, bán ở đó có được không? Tất nhiên, tôi đã bảo người dọn dẹp rồi, ngài muốn sắp xếp thế nào cũng được, tôi sắp xếp mấy người bốc xếp hàng xuống giúp ngài, giá bán 3.000 một cân. Cậu thanh niên này, cậu chắc chắn không viết nhầm giá bán chứ? 3.000 một cân á? Đúng, 3.000 một cân, trái cây của tôi có tác dụng làm đẹp và dưỡng da, nói chung những người hiểu biết sẽ đến mua. Thói đời gì thế này, chẳng phải là lừa gạt không khai sao? Tổ trưởng Lâm, chiều nay chúng tôi không có nhiệm vụ tập huấn, nên tới đây tìm anh. Tôi xin lỗi về những lời nói gây hiểu lầm sáng nay, không cần. Mặc dù tôi là tổ trưởng, nhưng sẽ không âm thầm gây khó dễ cho các người đâu, chỉ cần thành tích tổng hợp cao là có thể vào, không cần phải nói lời xin lỗi. Tôi cũng vậy, Tổ trưởng Lâm, chuyện xảy ra lúc chưa là tôi sai, xin đừng so đo với tôi. Được rồi, tôi không rảnh để ý đến những chuyện đó của các người, không còn gì nữa thì đi nhanh đi, tôi còn phải bán trái cây. Anh đừng bán nữa, tôi mua hết, 200.000 có đủ không? Tôi cần chút tiền đó của cô sao? Tôi bán trái cây là để trải nghiệm cuộc sống, đừng gây rối nữa, qua bên kia hóng mát đi. Chàng trai, người ta muốn mua trái cây của cậu, cậu sao lại không bán? Hơn nữa người ta còn dùng 200.000 tệ để mua hết, cậu phát tài rồi đó, tôi cũng đâu có thiếu 200.000 đó. Được rồi, không có chuyện gì thì đi đi, tôi không có để bụng, cô thấy tôi giống người có bụng dạ hẹp hòi lắm à, vậy tôi đi trước, không làm phiền anh nữa. Chàng trai, cậu xem đi, đây là ảnh con gái tôi, Thạc Sĩ, tôi kết hôn rồi, cô đừng nghĩ đến việc giới thiệu đối tượng làm gì. Thì ra là kết hôn rồi, lãng phí thời gian của tôi. Lâm tiên sinh, anh không phải ở Trung Hải sao, sao lại tới Yến Kinh bán trái cây vậy? Tới Yến Kinh làm một số chuyện, nhân tiện mang trái cây đến bán luôn, thật trùng hợp, nhà tôi ở đây. Tôi muốn 10 cân, trái cây của anh thật sự không tầm thường, sau khi ăn xong thì làn da của tôi tốt hơn nhiều, nhiều người hỏi tôi địa chỉ của anh đó, anh tới Yến Kinh thì tốt quá rồi. Cô là Triệu Thi Kỳ hả? Là tôi, trời ạ, thật sự là cô rồi, tôi rất thích bộ phim của cô, có thể xin chữ ký và chụp ảnh chung với cô không? Anh nhìn kìa, là Triệu Thi Kỳ, không phải chứ? Thật sự là Triệu Thi Kỳ ư? Có thể cho tôi xin chữ ký được không? Tôi muốn chụp ảnh chung với cô được không? Có người nói cô đang hẹn hò với Ngô Văn Tuấn, có thật không? Này, các người đứng ra xa một chút, đừng phá chuyện làm ăn của tôi. Cậu hét cái gì chứ? Ai thèm quan tâm đứng bên nào, chỉ là thứ nông dân thối bán trái cây, cút xa một chút. Đừng ảnh hưởng đến việc chúng tôi chụp ảnh chung với Triệu Thi Kỳ, đúng, cút nhanh lên, nếu không tôi đập quầy hàng của cậu đấy. Lâm tiên sinh, giúp tôi một chút, bây giờ là thời gian riêng tư, các người đang ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của cô ấy. Có ảnh hưởng hay không thì mắc mớ gì đến cậu, có tin tôi đập quầy hàng của cậu không hả? có gan thì anh thử xem. Vậy thì hôm nay, lão tử đập quầy hàng của nhà ngươi. Bốp, ui trời, mọi người lên đánh nó đi. Triệu Thi Kỳ, cô tránh sang một bên, hôm nay chúng tôi phải giáo huấn tên nông dân thối bán trái cây này. Dừng tay cho tôi, biến đi hết đi, tiểu khu của chúng tôi không phải là nơi để các người dương oai. Trái cây của cô đi trước đi, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho đạo diễn Nhan, nhờ cô ấy chuyển qua cho anh. Vừa rồi minh tinh Triệu Thi Kỳ, hình như là mua trái cây ở chỗ người này. Chất lượng chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ, có muốn mua một ít để ăn thử không? Tớ không ngại tiêu tiền, nhưng cũng không muốn là người coi tiền như rác. Tiết Sam Sam, nghiên cứu sinh Viện Y học Thanh Bắc, Nhạc Văn Tĩnh, nghiên cứu sinh Viện Y học Thanh Bắc. Trái cây của anh bán 3.000 một cân, nó có gì khác biệt so với những loại trái cây khác? Trái cây của tôi có hàm lượng dinh dưỡng cao, có tác dụng làm đẹp da, không tin thì cô cứ mua một ít về dùng thử là biết. Anh đang lừa gạt phải không? Trái cây bình thường cũng có tác dụng làm đẹp da, hơn nữa tôi ngày nào cũng ăn, có thấy da tốt lên chút nào đâu. Vì thế họ bán rẻ còn tôi bán mắc, hàm lượng chất dinh dưỡng cao gấp 20 đến 50 lần so với trái cây bình thường, hiệu quả đương nhiên tốt hơn. 20 đến 50 lần sao? Quá vô lý, ngay cả thuốc bảo vệ sức khỏe cũng không dám nói như thế. Soái ca, anh nói chuyện tốt nhất nên vừa phải một chút, chúng tôi đều đi học ở Thanh Bắc, làm thí nghiệm là ra liền. Cứ việc kiểm tra nếu muốn, nếu như sai thì cứ việc đến đây đập quầy hàng của tôi, dù sao thì tôi vẫn bán ở đây mà. Sao tôi lại cảm thấy là anh đang thách thức tôi nhỉ? Chúng tôi thật sự là nghiên cứu sinh Thanh Bắc, cũng không hề nói giỡn với anh. Nhìn tôi có giống như đang giỡn không? Nếu như muốn mua thì tôi lập tức cân liền, còn không mua, đừng làm gián đoạn việc kinh doanh của tôi. Được, đây là anh nói, nếu có yếu tố phóng đại, không những phải hoàn tiền lại cho chúng tôi, mà còn mặc kệ chúng tôi đập phá quầy hàng của anh, dám cam đoan không? Tôi đảm bảo, hàm lượng dinh dưỡng trong trái cây của tôi là cao gấp 20 đến 50 lần so với trái cây bình thường, nói như vậy là được rồi chứ gì. Vậy được, tôi muốn một cân quả đào, bây giờ cân cho tôi đi. Sam Sam, không cần phải như vậy, chỉ là mấy ngàn thôi mà, làm ầm lên làm gì, chúng ta cũng không phải là không ăn nổi. Dù sao chúng ta cũng đi gặp giáo sư Lưu ở trường để làm luận văn, đồng thời kiểm tra thí nghiệm tại phòng thí nghiệm, không phí thời gian. Tại phòng làm việc viện y học, mua trái cây làm gì, đem tới hối lộ tôi sao? Giáo sư, trái cây này khác với những trái cây mà cô ăn trước đây. Có gì khác, nhìn cũng được đó, là hàng nhập khẩu à? Lưu Chí Đình, thạc sĩ, người hướng dẫn ở viện y học. 3.000 một cân, không tốt mới là lạ đó, gì cơ, 3.000 một cân sao? Hai đứa em mất trí rồi à, trái cây mắc như vậy cũng mua, có tiền cũng không thể tiêu xài hoang phí như thế chứ. Người bán trái cây nói, hàm lượng dinh dưỡng trong loại quả này cao gấp 20 đến 50 lần so với trái cây bình thường. Vì để vạch trần mánh khóe của người đó, chúng em đã mua một cân, chuẩn bị đem đến phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, thật là vô nghĩa. Đừng lãng phí thời gian nữa, có thời gian đó thì hãy chỉnh sửa luận văn nhiều vào, tự mình nói đi. Đã về và chỉnh sửa lại bao nhiêu lần rồi. Giáo sư bớt giận, em đi rửa trái cây cho cô nha. Đào này cũng ngọt quá đi. Nó thực sự ngon hơn so với những quả đào mà chúng ta đã ăn trước đây. Quả đào này không đúng lắm. Vị ngọt hơi bất thường, có thể được tạo ngọt bằng cyclamet, nếu không sẽ không ngọt như vậy. Hơn nữa đào lại to như vậy, có khi đã dùng thuốc kích to lên, có lẽ không tốt cho sức khỏe. Người này quá mất đạo đức, lại thêm nhiều hóa chất như vậy, quá đáng mà, nhưng mà ngon thiệt, thôi vậy. Suy nghĩ nhiều chi cho mệt. Lúc trồng cây nông nghiệp, thêm vào một ít cũng không có vấn đề gì. Nhưng những quả đào do người nay bán, các thành phần hóa học rõ ràng là quá mức, nếu không thì sao có thể ngon đến như vậy. Giáo sư, ý cô là người này bán trái cây, các thành phần phụ gia đã vượt quá tiêu chuẩn, chắc chắn là vậy, nếu không thì không thể ngọt và to như vậy được. Gian thương, anh ta cũng quá lừa dối, lúc tụi em mua còn nói là hoàn toàn tự nhiên. Không ngờ lại là được tạo ra bằng các chất xúc tác hóa học, em phải tố cáo anh ta. Dùng 3.000 tệ lại mua phải thứ rác rưởi. Em có tố cáo cũng vô ích, em phải đưa ra bằng chứng. Hai em gửi mẫu này đến phòng thí nghiệm sinh học, nhờ giáo viên trực ban làm xét nghiệm để xem thành phần bên trong. Bây giờ là hơn 4 giờ, nắm chắc thời gian, trước 6 giờ có thể sẽ có kết quả, khi đó cầm kết quả này đi tố cáo sẽ có sức thuyết phục hơn. Em đem qua đó liền. 3 giờ sau, giáo sư Lưu, có kết quả rồi, vượt quá bao nhiêu. Các chỉ số hóa học của nó đều đạt tiêu chuẩn. Này. Đây không phải là điểm quan trọng, không chỉ không có chất thử vượt quá mức cho phép, mà còn có hàm lượng các chất dinh dưỡng, tất cả đều cao hơn tiêu chuẩn mấy chục lần, người đó không có lừa chúng ta. Quả này quá sức kỳ diệu, chẳng lẽ là nó được trồng hoàn toàn tự nhiên sao? Giáo sư Lưu, quầng thâm dưới mắt của cô không còn nữa. Không thể nào, tôi mới chỉ đắp có một cái mặt nạ, sao có thể hết nhanh như vậy chứ? Chà, có vẻ là thật rồi, nó mờ đến mức nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy được. Chuyện gì vậy? Mặt nạ còn có thể giảm quầng thâm dưới mắt à? Lúc nãy chúng ta mua trái cây. Soái ca bán trái cây chẳng phải đã nói rồi sao? Trái cây của anh ta có tác dụng làm đẹp dưỡng da. Có khi nào đây chính là tác dụng không? Giáo sư Lưu, cho em mượn gương một xíu. Đây. Ôi trời, mụn trên mặt mình cũng mờ đi rồi. Văn Tĩnh, cậu xem thử có thay đổi gì không? Mặt tớ không có thay đổi gì, nhưng chỗ khác thì có sự thay đổi. Ồ wow, thật là tuyệt vời, không phải là ảo giác đâu, để tớ cởi ra xem thử. Đừng giỡn nữa, cái này có lớn hay không, tự mình phải biết chứ. Nhưng nói đi thì nói lại, lẽ nào là do ăn trái cây của anh ta, coi như là trùng hợp, chúng ta lại đi mua thêm một ít. Thành phần dinh dưỡng cao như vậy, lại còn là tự nhiên nữa, không mua là chịu thiệt đấy, chúng ta mau lên, chậm là quầy hàng đó đóng cửa đấy. Cô giáo, chúng em xin phép nghỉ, tiện thể mang về cho cô một ít, đi cùng đi, tôi cũng muốn mua một ít. Mau mau mau, đi cùng, tôi chở hai em đến đó luôn. Cô giáo Lưu, cái anh bán trái cây đó đẹp trai lắm, em có thể thề với trời, còn đẹp hơn so với mấy tiểu thịt tươi gì đó luôn. Tôi thấy là hai người mê trai thì có, hai em nếu mà dồn hết tâm sức vào luận văn, giờ chắc cũng xong rồi. Hai em đúng là chưa trải sự đời, có lẽ là chỉ cần một người có ngoại hình ưa nhìn, thì tầm mắt các người là quá đẹp trai rồi. Cô giáo, sau khi nghe lời này của cô, cảm thấy có gì đó lạ lắm, cô đã gặp qua người đẹp trai nhất rồi à, chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch của Bệnh viện Hoa Sơn. Chẳng qua là cậu ấy đã từ chức rồi, cách đây không lâu, chúng tôi có tổ chức một hội nghị y khoa tại Yến Đại, có gặp qua một lần, cậu ấy được khen là người đẹp trai nhất. Gu thẩm mỹ của chúng ta khác nhau, cái cô thích là người trung niên, không thể so sánh được, trung niên gì ở đây. Người ta mới có hai mấy tuổi thôi, là đồng trang lứa với hai em đấy. Chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch của Bệnh viện Hoa Sơn, cùng tuổi với chúng ta sao? Chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch của Bệnh viện Hoa Sơn mà chỉ mới hơn hai mấy tuổi thôi sao? Trên thế giới này có rất nhiều thiên tài, các người hiểu biết quá ít, nghe nói bây giờ hiện tại rời khỏi bệnh viện đi kinh doanh rồi, tài sản lên đến hàng trăm tỷ rồi. Tiểu Nhạc, quẹo ở phía trước là tới tiểu khu của cậu nhỉ, đúng, dễ phải là được. Cậu bán trái cây là 3.000 một cân, có kèm quà gì đặc biệt không? Không có quà kèm theo, một giá một. Thành phần dinh dưỡng của loại trái cây này là từ 20 đến 50 lần so với trái cây thông thường và nó có tác dụng làm đẹp dưỡng da nên sẽ đắt hơn một chút. Có giấy tờ kiểm tra gì không? Cậu cho rằng tôi giống như mấy bà bác tầm thường kia à? Tôi không dễ dụ thế đâu. Anh đẹp trai, cô giáo, cô xem có phải đẹp trai lắm không? Hẳn là đẹp hơn so với cái người mà cô nói nhỉ? Lâm tiên sinh, cô biết tôi sao? Chào chủ nhiệm Lâm, tôi là giáo sư thạc sĩ của học viện nơi này. Lúc trước có tổ chức hội nghị, chúng ta đã từng gặp qua một lần. Xin chào. Cô giáo, hai người biết nhau sao? Trên đường tới đây, chẳng phải tôi đã nói cho hai em nghe về một bác sĩ thiên tài rồi à? Chính là chủ nhiệm Lâm đây. Nhưng chẳng phải là anh ta chuyển sang kinh doanh hàng hải rồi ư? Sao lại đến đây bán trái cây chứ? Rảnh rỗi quá, nên muốn đi trải nghiệm cuộc sống thôi. Anh trai, tôi muốn 10 cân, anh gói lại thế nào cũng được. Được. Tôi cũng vậy, tôi thì 5 cân là được, chủ nhiệm Lâm lấy loại nào cũng được. Nếu tới để ủng hộ, vậy thì tôi tính rẻ một chút 2.500 một cân, cảm ơn chủ nhiệm Lâm. Tôi nói với các người này, mặc dù các người quen biết nhau, nhưng đừng để cậu ta lừa, trái cây gì mà bán mắc như vậy, những gì cậu ta nói đều là lừa gạt đấy. Này cô dì ơi, nếu cô không biết thì đừng nói lung tung, chúng tôi có báo cáo kiểm tra, cô nghĩ có thể sai không? Lại còn có kết quả kiểm tra à? Tôi thấy 3.000 một cân cũng rẻ lắm rồi, nếu cô mua không nổi thì tránh sang một bên, đừng làm chậm trễ việc chúng tôi mua hàng. Trái cây của các người, cảm ơn chủ nhiệm Lâm, chúng tôi sẽ tới ủng hộ nữa. Chỉ còn lại nhiêu đây thôi, không cần bán nữa, mình gói lại đem đến tổ chức, đưa cho Khâu Vũ Lạc và Ninh Triệt chia ra mà ăn. Trái cây bán hết rồi, các người tới đón tôi cùng nhau đi ăn cơm. Anh Lâm à, sao lại còn dư lại 4 quả dưa hấu, là để cho chúng tôi à? Mở cốp xe ra, mỗi người một quả, còn lại đem về tổ chức. Hương vị thực sự rất tuyệt, không tìm thấy ở bên ngoài đâu, hi hi. Thế thì tôi cũng không khách sáo với cậu nữa. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa cậu đến một nhà hàng siêu ngon, cực kỳ ngon. Được, đi thôi. Đi thêm 100 mét nữa là tới. Bây giờ có thể tìm chỗ đậu xe rồi. Nơi này không thu phí đậu xe, ô tô cá nhân chật kín. Xem ra tìm được một chỗ đậu xe cũng khó. Chuyện này cứ giao cho anh Lâm nghĩ cách đi. Anh Lâm cũng đâu phải là thần tiên, cũng không phải cứ nghĩ ra cách là giải quyết được đâu. Cô có thể không tin tôi, nhưng nhất định phải tin anh Lâm của cô, đúng không Lâm Dật? Mặc dù hơi khó, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Vợ của mấy người về rồi. Cậu đang làm gì vậy? Đừng vội, các người sẽ biết ngay thôi. Chỉ thấy một đám đàn ông quần áo xộc xệch phóng thẳng lên xe giọt lẹ. Ha ha, tôi đã nói gì nào, cách làm của anh Lâm đúng là hay thật, vị trí đậu xe nhiều hơn rồi. Còn chỗ nào ngồi không, bên cạnh có hai bàn, tự mình đi chọn chỗ đi, muốn ăn gì tự lấy, đã được chuẩn bị sẵn hết cho cô rồi. Ăn thử đi, đồ ở đây ngon lắm, có vẻ ngon đấy, quán này vẫn có hương vị riêng của nó, cảm giác thú vị hơn rất nhiều so với nhà hàng lớn. Nơi đây thu hút khách nhờ vào hương vị, nếu không ngon thì không ai đến nữa. Đúng rồi chị Ninh, tập huấn hôm nay, có rất nhiều người hỏi em về chuyện của tổ 4, làm em cũng không biết phải trả lời thế nào luôn. Tình hình của tổ 4 chị cũng không rõ lắm, cũng không tiếp xúc nhiều với họ, chỉ biết là nếu không đạt tới cấp D, thì không thể vào được tổ 4, trình độ của Lâm Dật tốt hơn một chút, nhưng chị và chị Khâu chỉ là tới mức đạt tiêu chuẩn. Còn có tổ lợi hại đến thế sao? Đúng vậy, từ khi chúng tôi vào tổ chức, trong danh sách xếp hạng 4 tổ trong tổ chức, thì tổ 4 có vị trí rất cao. Nhưng mà hiện giờ, Lưu Lão Đại và cấp trên đều có ý định tái thiết một nhóm mới, có lẽ không muốn đặt quá nhiều hy vọng vào tổ 4, bởi vì công cao lấn chủ sao. Cậu không đoán được ư? Tổ trưởng tổ 4 là Trần Quan Kiệt, là con rể của Vương Gia, nếu như Vương Miện không rời khỏi. Cả hai tổ trong tổ chức sẽ nằm trong tay Vương Gia, đây là điều mà Lục Lão không muốn thấy. Nếu như tổ 1 được tái thiết theo đúng như ý định của Lục Lão, vậy thì tôi đã trở thành cái gai trong mắt tổ 4, một cái gai đâm vào trong thịt. Tạch tạch, chị có cảm giác hình như là có người đang chụp hình chúng ta. Chụp hình sao? Không cần lo, các người ăn đi, tôi đi xem thử, tôi đi với cô, chắc chắn không nhìn lầm chứ. Năng lực trinh sát của tôi rất mạnh, không sai được, chính là chiếc xe màu trắng phía trước, nhưng tôi tự hỏi, ai dám chụp hình chúng ta chứ? Cốc cốc, cậu làm cái gì? Chụp hình nhiều như vậy, chắc là đủ vốn rồi nhỉ? Cậu nói bậy gì đó, tôi chụp hình cậu lúc nào? Cút cút cút, chúng tôi đang đợi người, đừng cản trở chuyện của chúng tôi. Chúng tôi cũng tới rồi, ông cảm thấy giả vờ vui lắm à? Hai người nghe không hiểu tiếng người à, còn không đi, tôi động thủ đấy. Bốp, ui ra. Anh bạn, đã bị chúng tôi bắt được, có phải là nên giao những thứ đó ra rồi không? Tôi không có chụp hình các người. Anh đã không chịu nói, vậy tôi cũng không lằng nhằng nữa. Trong này đều là ảnh chụp chúng ta, chụp tôi cũng khá đẹp đấy, đặc biệt là góc nghiêng này. Nói đi, chuyện này là thế nào? Đừng để tôi phải ra tay, bởi vì đồng nghiệp của tôi chụp được ảnh cậu và Triệu Thi Kỳ. Cảm thấy đây là một tin lớn, nên bảo tôi cứ theo dõi cậu, hy vọng có thể chụp thêm những thứ hữu ích khác. Triệu Thi Kỳ, chính là nữ minh tinh đó à? Đúng đúng đúng, chính là cô ta. Lợi hại nha, tôi không làm gì cả. Rắc rắc. Đây là 10.000, cầm đi mua điện thoại mới đi. Nhưng nếu còn lần sau nữa, anh sẽ phải đối mặt với tù tội đấy. Cảm ơn, anh Lâm, có chuyện gì thế? Anh ấy hẹn hò với nữ minh tinh nên đã thu hút sự chú ý của các tay săn ảnh. Anh Lâm, anh cũng ghê thật đó, còn hốt luôn cả nữ minh tinh, đừng nghe chị Ninh của cô nói bậy. Cô gái tên Triệu Thi Kỳ đó mua trái cây của tôi, rồi bị fan vây quanh, tôi giúp cô ta, thì bị mấy tay săn ảnh chụp được thôi. Nhưng mấy người này thật sự là không bỏ sót chỗ nào, thậm chí còn có thể theo dõi tôi tới tận đây, tôi sơ ý rồi. Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, tiếp tục uống. Ngày hôm sau, tại trụ sở huấn luyện, bảng điểm đánh giá thành tích. Lần này Tùy Cường đứng đầu, người thứ hai là Dư Tư Dĩnh, hơn nữa còn bỏ xa những người còn lại rất nhiều. Sau này hai người họ không cần phải đặc biệt chú ý nữa, trình độ đã rõ ràng rồi, chắc chắn là đủ tiêu chuẩn vào tổ chức, nên chú ý nhiều hơn tới những người khác. Anh có chắc không cần người tên là Dư Tư Dĩnh đó không? Cho tôi một Tùy Cường là được rồi, còn cô ấy thì không cần nữa. Vậy tôi cũng không khách sáo nữa, tôi muốn người này. Nhưng tốt nhất là cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi, tôi thấy tình trạng tập huấn 2 ngày nay của cô bé, rõ ràng là muốn vào tổ của Lâm Dật. Thật không? Còn có cả chuyện này nữa sao? Ngài gửi cho tôi xem thử là chuyện gì. Lâm Dật, có chuyện gì với cậu vậy? Sao lại vướng vào scandal tình cảm với nữ minh tinh vậy? Làm sao có thể? Tôi đâu phải không có bạn gái, vướng vào nữ minh tinh làm gì? Tôi hôm qua, thẻ nhớ của tay săn ảnh đã bị lấy hết ra rồi, thậm chí còn cảnh cáo họ. Mà họ vẫn còn liều lĩnh đến thế à? Liên quan đến cả hai người, nếu không lãnh đạo cấp trên gọi cho tôi làm gì? Một nữ diễn viên họ Triệu, có cuộc hẹn riêng tư với một người bán trái cây, bạn trai của Triệu Thi Kỳ gặp gỡ 3 cô gái vào ban đêm. Diễn viên nổi tiếng tiết lộ bạn trai cha nam, trời ạ, đây là chuyện gì vậy? Chỉ là đi ăn cơm thôi mà, sao lại gây ra nhiều rắc rối thế nhỉ? Nhìn từ góc độ của những bức ảnh, người chụp lén chúng ta dường như không phải là người tối qua. Đây là một công ty truyền thông tên là Hải Ngu, đây là địa chỉ của họ. Chụp lén bà, hôm nay bà không nhổ hết răng của thằng đó ra, bà không mang họ Ninh nữa, tôi cũng đi, trên đó có ảnh của tôi, để gia đình biết sẽ không tốt. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Hải Ngu, Miêu Thành, tổng giám đốc truyền thông Thiên Đô, Mã Lợi Bân, người quản lý của Triệu Thi Kỳ. Hai vị, xin hỏi có hẹn trước chưa ạ? Tôi là Miêu Thành, tổng giám đốc truyền thông Thiên Đô, tôi tìm giám đốc của các người. Thì ra là Miêu tổng, Tạ tổng của chúng tôi ở văn phòng tầng 4, ngài có thể lên đó tìm ngài ấy hạ. Miêu tổng, chờ ngài lâu rồi. Tạ Đông Lai, giám đốc công ty truyền thông Hải Ngu. Nói con số đi, bao nhiêu tiền có thể xóa bài viết đó? Cảm ơn Miêu tổng đã nể mặt. Con số này, 10 triệu đúng không? Đưa cho tôi số tài khoản công ty các người, bây giờ tôi chuyển tiền liền. Miêu tổng, ngài đang đùa với tôi à? Triệu Thi Kỳ là cây hái ra tiền của công ty các người, còn là nữ diễn viên hot nhất showbiz, cô ấy làm ra chuyện này, 10 triệu làm sao mà đủ chứ? Ngài không phải là coi thường tôi, mà là coi thường Triệu Thi Kỳ đấy, vậy ý cậu là sao? 100 triệu, chỉ cần các người chuyển tiền, tôi sẽ lập tức bảo người xóa các bài viết đó, tuyệt đối không mập mờ, tôi vẫn có danh tiếng này. Cậu đang đùa tôi đó hả? Cậu tưởng tiền của công ty chúng tôi đều là gió thổi đến à? Ngài nghĩ thử xem, nếu như tiếp theo chúng tôi lại viết một bài báo, nói là Triệu Thi Kỳ cùng 3 người phụ nữ khác cùng tranh giành một người đàn ông, chuyện này không nhỏ đâu. Cậu không có bằng chứng, cậu đang vu khống. Đừng vội, ngài cứ suy nghĩ cho kỹ, dù sao tôi cũng có thời gian mà. Hừ, số tiền lớn như vậy, tôi phải báo cáo với ông chủ. Tôn tổng, đối phương đòi chúng ta 100 triệu, không có chỗ mặc cả. Hiện tại trên trang web đều là các từ khóa hot về Thi Kỳ, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách xử lý, nếu không sẽ không tốt cho Thi Kỳ. Miêu tổng, ngài nhìn kìa, người đàn ông đó hình như chính là Lâm Dật. Thật không? Chắc chắn không nhìn lầm chứ? Chính là anh ta. 2 người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng giống như những người trong ảnh. Miêu tổng, bây giờ làm sao đây? Chắc họ đến để xử lý chuyện này, trước tiên hãy theo họ lên xem thử, dù sao đi nữa chúng ta cũng cùng một phe. Dầm, Miêu tổng, ý gì đây? Mua bán không thành thì vẫn còn sự hòa nhã chứ, ngài tìm người tới để đập phá sao? Cậu hiểu nhầm rồi, chúng tôi không đi chung, cậu có thể nhìn ra được, họ chính là 3 người còn lại trong bức ảnh, thật sự là 3 người các người. Tôi không có nhiều thời gian để nói nhảm với anh đâu, nếu anh không muốn gặp rắc rối thì hãy xóa những bài viết đó đi, nếu không thì tự chịu hậu quả. Ha ha, sóng gió gì mà tôi chưa từng thấy chứ, anh bạn à, giờ đã là thế kỷ 21 rồi, không còn là thời điểm có thể dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nữa, mà là tiền, money, hiểu không? Trước hết tự giới thiệu một chút, tôi là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạ Trung, Khâu Vũ Lạc. Hai vị này lần lượt là Tổng Giám đốc Hoa Long Ninh Triệt và Chủ tịch Tập đoàn Lăng Vân Trung Hải Lâm Dật. Nếu như anh còn có chút thông minh, chắc hẳn là biết sức nặng của 3 công ty này, dựa trên việc anh đã gây thiệt hại về danh dự của chúng tôi. Bộ phận pháp lý của 3 công ty chúng tôi sẽ liên hệ với anh trong thời gian tới, hãy chuẩn bị tiền bồi thường đi. Cô ấy giới thiệu chưa đầy đủ lắm, mặc dù chúng tôi đều là tổng giám đốc, nhưng không phải là người đi làm thuê đâu, 2 công ty kia là của gia đình chúng tôi. Tập đoàn Hạ Trung, Tập đoàn Hoa Long, Tập đoàn Lăng Vân. Nghe thấy vậy Tạ Đông Lai sợ đái ra máu, cả người vô lực ngã xuống. Các người bình tĩnh một chút. Tôi biết các người lợi hại, nhưng nếu đã ra ngoài làm ăn, cũng không thể ức hiếp người khác, chúng tôi sống nhờ vào điều này, đây cũng không phải là chuyện xấu gì, các người không thể quá đáng như vậy. Đã đến lúc này rồi, mà anh vẫn ngoan cố à, tôi hy vọng anh sẽ sớm xử lý việc này, nếu ngày mai trên mạng vẫn còn thấy những thông tin đó, anh biết hậu quả sẽ như thế nào đấy. Vâng vâng vâng, tôi biết phải làm sao rồi. Úi chà, đại tổ trưởng Khâu của chúng ta khí phách nha, đã trấn áp tên đó ngay lập tức, loại người như vậy chính là muốn ăn đòn. Chuyên làm những việc lén lút, trộm cắp như vậy, nhìn đã thấy khó chịu rồi, thôi, bình tĩnh lại đi, việc đã xử lý xong rồi, quay về trụ sở thôi. Lâm tiên sinh, tìm tôi có việc gì không? Lâm tiên sinh, chúng tôi là tổng giám đốc và người đại diện của công ty Triệu Thi Kỳ. Chuyện này là do chúng tôi chưa xử lý kịp thời, tối nay tôi mời khách, xin mời 3 vị ăn bữa cơm và hy vọng 3 vị bỏ qua chuyện này. Chúng tôi còn có việc, ăn cơm thì khỏi đi, các người tự xử lý việc giới giải trí đi. Lão đại đúng là khác bọt mà, tại trụ sở huấn luyện, tin tức tiêu cực đã xử lý xong chưa? Đại tổ trưởng Khâu ra tay, trực tiếp dọa cho tên đó sợ đái ra quần, nhanh gọn và vui vẻ. Xử lý xong thì tốt, đây là thành tích hôm nay, các người xem qua đi, tôi sẽ kêu người tranh thủ gửi email qua cho các người. Tôi cảm thấy, việc đánh giá tư duy logic khá thú vị, có thể đào sâu hơn ở khía cạnh này. Sau đó sẽ có thêm một bài kiểm tra mô phỏng để thử thách khả năng ứng biến của họ. Tôi đã ghi lại ý kiến này, sẽ cố gắng sắp xếp thực hiện trong thời gian sớm nhất. Đây là việc của các người, tôi không tham gia nữa, nếu không còn việc gì nữa, tôi sẽ về Trung Hải đây. Về Trung Hải gì chứ, sau buổi tập huấn còn rất nhiều việc đang chờ đấy, mà cậu cũng là tổ trưởng tổ 1. Sau khi kết thúc buổi tập huấn, vẫn còn khá nhiều việc chờ cậu làm đó, ở lại thêm vài ngày đi, reng reng reng. Alo, chào Lâm tiên sinh, tôi là Triệu Thi Kỳ, tôi mới có được số điện thoại của anh từ đạo diễn Nhan. Chuyện bị mấy tay săn ảnh theo dõi chụp lén đã gây không ít phiền phức cho anh, tôi muốn mời anh ăn bữa cơm để xin lỗi. Ăn bữa cơm thì cũng không sao, nhưng đừng để xảy ra chuyện như hôm qua nữa là được rồi, cô gửi địa chỉ cho tôi đi. Tại nhà hàng, Lâm tiên sinh, tôi ở đây này. Tôi không đến trễ chứ nhỉ? Không không, là tôi đến sớm thôi. Tôi đã gọi món rồi, không biết có hợp khẩu vị của Lâm tiên sinh không, trông có vẻ ngon ấy. Lâm tiên sinh, cảm ơn anh rất nhiều về chuyện này, nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao để dẹp yên chuyện này. Tôi rất tò mò, nếu anh đã là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, thì sao lại đi sống ở thôn Hoan Hỷ vậy? Tôi nói là để vùng đắp tình cảm, cô có tin không? Tin chứ. Ngoài truyền thông Hải Ngu, thì những bức ảnh của chúng ta còn bị một số người có ý đồ xấu sử dụng. Công ty chúng tôi đang gấp rút xử lý vấn đề này. Cô biết là ai không? Vẫn chưa tìm ra, nhưng chúng tôi có nghi ngờ một số đối tượng, bởi vì tháng tới, bộ phim mới của đạo diễn lớn Lý Văn Viễn sẽ bấm máy. Nhưng vai nữ chính vẫn chưa được chốt, tôi là đối thủ cạnh tranh chính của cô ấy. Nói vậy là tôi hiểu rồi. Tại công ty giải trí Tân Kỳ, mấy tay săn ảnh đó đang làm cái quần què gì vậy, thế mà lại xóa hết bài báo luôn rồi. Mạnh Vĩ, tổng giám đốc công ty giải trí Tân Kỳ. Chắc chắn là Triệu Thi Kỳ đã cho tiền rồi, nếu không thì không thể nào mua được các từ khóa hot để xóa đi được. Lâm Tử Di, nữ diễn viên hàng đầu. Nhưng tất cả những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Đạo diễn Lý vừa gọi điện, xác nhận tôi đóng nữ chính rồi. Reng reng reng, đạo diễn Lý. À, đạo diễn Lý gọi điện cho tôi rồi, chắc là về chuyện diễn xuất đấy. Tôi không dự định chọn cô đóng phim mới của tôi nữa, xin lỗi nhé, may mà tôi chưa gửi hợp đồng cho cô. Sao chứ, không cộng tác với tôi nữa á? Đạo diễn Lý, trong giới giải trí không ai phù hợp với vai này hơn tôi đâu. Ông dùng người khác chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm đấy. Triệu Thi Kỳ không phải vừa dính scandal sao? Ông vừa nói không cần cô ấy rồi mà, sao bây giờ lại? Bíp, alo alo alo, anh Mạnh, cuối cùng là sao chứ? Sao lại dùng Triệu Thi Kỳ nữa? Chắc chắn là có vấn đề gì đó. Reng reng reng, Trịnh Tổng, tìm tôi có việc gì vậy ạ? Tôi cũng có chuyện muốn nói với ngài đây. Trịnh Tổng gọi điện cho tôi lúc này, chắc chắn là vì chuyện này rồi, cô cùng tôi sang đó. Trịnh Tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì? Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi à? Nhìn xem chuyện tốt của cậu đi, hôm nay báo chí đăng tin bê bối của Triệu Thi Kỳ. Có phải cậu đã thuê thủy quân để bôi nhọ thêm hay không? Trịnh Tân Kỳ, chủ tịch giải trí Tân Kỳ. Chúng ta vốn là công ty đối thủ với họ, đối phương hiện giờ tự tìm đường chết, gây ra chuyện. Chúng ta đổ thêm dầu vào lửa cũng là bình thường thôi mà, cậu có biết người đàn ông đó có thân phận gì không? Người ta là tổng tài tập đoàn Lăng Vân, tài sản hàng trăm tỷ, cậu đi trêu chọc người ta, có phải chán sống rồi không? Cái gì? Người đó là phú hào có tài sản hàng trăm tỷ ư? Trịnh Tổng, tôi thực sự không biết người đàn ông đó có thân phận như vậy. Đây là sơ suất của tôi, tuy nhiên dù có tài sản khổng lồ đi nữa, thì cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Xạo chó, cậu tưởng người đó chỉ giàu có thôi sao? Vừa nãy những nhà đầu tư của chúng ta đều gọi cho tôi, nói là họ sẽ rút vốn, tất cả là nhờ công của cậu đấy. Giờ thì đã chọc giận thần thật rồi. Chuyển cảnh tới trụ sở huấn luyện thử. Bài kiểm tra hôm nay còn chưa bắt đầu, từ khi Lâm Dật đến, cứ giống như là được tiêm adrenaline, ai nấy đều hăng hái hết sức, đều muốn vào tổ một chứ sao nữa. Hai vị tổ trưởng, tôi muốn hỏi với trình độ hiện giờ của tôi, vào tổ một chắc không có vấn đề đâu nhỉ? Xếp theo trình độ mà cô thể hiện, vào tổ chức thì không có vấn đề gì, nhưng vào tổ một thì chưa chắc. Tổ trưởng Ninh, có thể cho tôi biết lý do không? Trình độ của tôi không tệ đến mức đó chứ? Đúng là không tệ, nhưng tổ trưởng Lâm không cần cô, nếu không có gì bất ngờ, cô sẽ được phân vào tổ chúng tôi. Chị à, có chuyện gì thế? Vậy mà lại không cần chị à? Tổ trưởng Lâm có phải vẫn còn thù hằn gì không nhỉ? Chị đã ở trình độ này rồi, nếu vẫn không vào được tổ một, để người ta biết thì sẽ bị chê cười. Muốn vào thì phải vào tổ tốt nhất, những tổ khác chị không vào, nhưng tổ trưởng Lâm nói rồi, không chọn chị. Không sao, chị có cách rồi, vào đi. Có chuyện gì sao? Báo cáo, tôi xin rút khỏi đợt tập huấn này. Có chuyện gì vậy? Là thể lực không theo kịp à? Không đúng, xếp hạng của cô trong các bài kiểm tra luôn rất tốt, gần như đạt trình độ cấp D rồi. Không phải là bởi vì Lâm Dật, cậu ta đã làm gì mà cô lại muốn rút khỏi? Anh ta thù hắn, không cho tôi vào tổ một. Cô có đủ điều kiện để vào tổ một, nhưng tổ trưởng Lâm xem xét đến sự hòa hợp của đội ngũ và mối quan hệ giữa các đồng đội, muốn cân bằng sức chiến đấu của các tổ nên mới phân cô vào tổ 3, hiểu chưa? Cô có kết quả tốt như vậy mà rút khỏi thì quá đáng tiếc. Nhưng tôi nghe nói, tổ chức muốn biến tổ 1 thành tổ thiện chiến tinh nhuệ, nếu phân bổ nhân sự đều nhau thì cũng không đạt được hiệu quả đó. Vậy cô nghĩ rằng thực hiện nhiệm vụ chỉ dựa vào trình độ cá nhân là đủ rồi à? Đúng vậy, năng lực có thể giải quyết mọi vấn đề, nếu không giải quyết được thì đó là do năng lực chưa đủ. Được rồi, tôi sẽ cho cô một cơ hội, nếu 2 ngày kiểm tra tới, cô vẫn giành được 2 vị trí đầu tiên, tổ một sẽ chọn cô. Đây là lời anh nói đó, một lời đã nói ra thì không thể thay đổi. Lâm Dật, tôi thấy cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về những chuyện khác nữa, cô bé này còn trẻ mà đã đạt đến cấp D rồi. Cậu nên giữ cô bé ở lại đi, nếu để nhân tài như vậy bỏ đi, thì đó là tổn thất của tổ chức rồi, xem tình hình rồi tính tiếp. Tại khách sạn này không tồi thật, xem như là quy cách cao nhất Yến Kinh rồi nhỉ, cũng cỡ đó, khách sạn tập đoàn đề cử nhất định không tồi. Đi thôi, về phòng đã, sau đó tìm chỗ ăn chút đồ, được, tiến sĩ Thẩm. Cậu là ai? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là trợ lý của Hoa Phong tiên sinh, cũng đến tham gia hội nghị giao lưu chất bán dẫn quốc tế lần này. Tôi là nhận mệnh lệnh của Hoa Phong tiên sinh, mời ngài qua uống trà ôn chuyện xưa. Ôn chuyện xưa sao? Tôi và Hoa Phong tiên sinh không hề quen biết, ôn chuyện xưa gì chứ? Đợi đã, Hoa Phong tiên sinh nói, lần này ắt phải mời ngài qua đó, có chuyện cần bàn chi tiết. Tôi không đi, hy vọng các người sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi sẽ không đồng ý bất kỳ lời mời nào của các người. Đợi đã, chúng tôi cũng là phụng mệnh mà đến, mong tiến sĩ Thẩm có thể hiểu và phối hợp. Cậu trai, phối hợp gì chứ? Lâm Tổng, Thẩm lão đại đã từ chối cậu rồi, thì đừng dính người giống như Cao gia chó nữa, đây là chuyện giữa chúng tôi, không liên quan đến anh, hy vọng anh có thể nhanh chóng rời đi. Cậu là đang uy hiếp tôi à? Cậu có thể đi gọi điện cho Giranda, nghe ngóng xem tôi là ai. Cút, Lâm Tổng, cậu vậy mà cũng đến Yến Kinh rồi, là đến tham gia hội nghị sao? Mọi người đi lấy thẻ phòng, chúng ta lên tầng đến phòng tôi, đây không phải là nơi để nói chuyện, được, lên lầu nói. Tôi nghe nói Yến Kinh có một hội nghị chất bán dẫn mang tầm thế giới, các anh đến đây để tham gia hội nghị sao? Tiến sĩ Thẩm đưa chúng tôi qua đây góp vui, với lại máy quang khác của chúng ta đều đã hoàn thành nghiên cứu và phát triển rồi. Những vấn đề về thủ tục cần đến đây làm hồ sơ, nhanh như vậy đã xong rồi sao? Bây giờ có thể đạt được lượng sản xuất hàng loạt 5 nanomet, chỉ có tỷ lệ hàng tốt còn kém chút, nhưng mà bây giờ, công nghệ 5 nanomet trên thế giới đều có dấu vết quay xe, biểu hiện không tốt lắm. Cái này không sao, từ từ giải quyết là được, ít nhất khiến chúng ta đuổi kịp bước đi của thế giới. Người lúc nãy là Giranda phái đến sao, không phải cô ta, mà là một người tên Hoa Phong. Lão Tôn, anh nghĩ cách điều tra người tên Hoa Phong đó, tôi muốn biết phương thức liên lạc của hắn, biết rồi Lâm Tổng, tôi đây sẽ đi điều tra. Reng reng reng, xin chào tiến sĩ Thẩm, tôi là Hoa Phong của gia tộc Ngõa, chắc hẳn anh đã biết tôi là ai. Tôi biết anh là ai, nhưng giữa chúng ta không có gì để nói, vừa hay ông chủ tôi ở kế bên, anh có thể nói chuyện với anh ấy. Các người thọc gậy bánh xe, vậy mà thọc đến Lâm Dật tôi rồi, thật không hổ danh là tập đoàn tài chính cấp thế giới, quả thực có bản lĩnh. Lâm tiên sinh, nếu anh không muốn chúng tôi quấy rầy Thẩm Thiên Trác nữa cũng được, không bằng anh hợp tác với gia tộc Ngõa chúng tôi, nếu không thì đổi thành tiến sĩ Thẩm, Lâm tiên sinh có thể từ từ xem xét. Ha ha, cậu không cảm thấy bản thân rất hài hước không? Các người muốn tay không bắt sói trắng, vậy mà còn dùng cách này uy hiếp tôi sao? Tí nữa tôi sẽ gửi một email vào điện thoại của tiên sinh Thẩm, sau khi xem xong nội dung của email thì Lâm tiên sinh hãy quyết định có hợp tác với chúng tôi hay không. Được, tên này rốt cuộc đang làm gì vậy? Bà nội cha nó, thật muốn cho hắn một bạt tai. Sở trưởng, ông bình tĩnh chút. Tinh, bạn có một email chưa đọc. Sao thế? Thành quả nghiên cứu của chúng ta bị bọn họ đạo nhái rồi. Cái này sao có thể? Số liệu thí nghiệm của máy quang khác đều được bảo mật, đều ký thỏa thuận bảo mật, không thể dò dỉ ra ngoài. Hức. Lần trước đã xảy ra một lần, bây giờ lại dẫm lên vết xe đổ. Lâm Tổng, tôi thật sự không thể tha thứ cho chính mình. Mọi người đều là tham gia vào nghiên cứu khoa học, không rõ âm mưu trên thương mại. Vấn đề này không thể trách mọi người, tôi cũng có trách nhiệm. Nhưng tôi thì khác, tôi lúc trước chính là nhậm chức ở đại xưởng, còn đảm nhiệm người phụ trách an toàn của phòng thí nghiệm. Dù nói thế nào, tôi cũng phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Lâm Tổng, tôi không xử lý tốt hạng mục, phụ lòng tin của cậu, thật sự rất xin lỗi. Thẩm lão đại, chuyện này không trách anh được, đây rõ ràng là chuyện đã được ủ mưu từ lâu, với lại bây giờ cũng không phải là lúc để nói những điều này, còn có khả năng cứu vãn. Reng reng reng, Lâm tiên sinh, chắc xem được email rồi nhỉ, nếu đồng ý hợp tác với chúng tôi sẽ giấu báo cáo này đi. Đây vẫn sẽ là thành quả của tập đoàn Lăng Vân, nhưng nếu không hợp tác, chỉ có thể nói lời xin lỗi rồi. Tôi mà bị các người uy hiếp, thì thôi không tên Lâm Dật. Anh thật sự khiến người khác phải kính phục, nếu đã vậy, vậy thì không cần thiết phải bàn bạc thêm nữa, chúc anh may mắn. Lâm Tổng, bây giờ làm sao? Nhược Hư, em bây giờ ngay lập tức sắp xếp người phong tỏa phòng thí nghiệm máy quang khác lại, một người cũng không được thả ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Em khoan hỏi đi, cứ theo đó mà làm là được. Cô bây giờ gọi điện đến phòng thí nghiệm, xem đã thiếu ai, tốc độ càng nhanh càng tốt. Được, tôi rõ rồi. Lâm Tổng, có 5 người không ở phòng thí nghiệm, Bơ Kén xin nghỉ về nước mờ, Lít và Lưu Văn Như xin nghỉ vì ốm. Nova đi công tác nước E, Khưu Húc xin nghỉ tang một tuần từ 2 ngày trước, chỉ có 5 người này không ở phòng thí nghiệm. Cô liên lạc 5 người này, nắm rõ tình hình, xác nhận có phải là thật không. 10 phút sau, Lâm Tổng, chỉ có Khưu Húc là không liên lạc được. Bà nội cha nó, nhất định là hắn, đừng vội chửi bới, trước mắt chưa có chứng cứ xác thực. Chuẩn bị một bảng thành viên của sở nghiên cứu và tư liệu chi tiết của 5 người này, tôi sẽ sắp xếp người điều tra thêm, được. Đi thôi, đã 5 giờ mấy rồi, phải ăn cơm rồi. Chắc hẳn mọi người là lần đầu tiên đến đây ở, tiệc buffet ở đây không tồi, cùng đi ăn đi, mọi người đi đi, tôi không đi đâu. Không cần bận tâm chuyện này, tôi sẽ xử lý tốt, sự vất vả mà mọi người bỏ ra sẽ không bị uổng phí đâu, đi thôi. Sếp, gia tộc Ngõa đã công bố tin về máy quang khác với bên ngoài, đã truyền khắp trong ngành rồi, chắc không bao lâu nữa. Thông qua truyền bá của truyền thông đa phương tiện trong nước, rất nhanh toàn thế giới sẽ biết chuyện. Tôi đoán được rồi, nếu như đã cạch mặt rồi, vì để tối đa hóa lợi ích của bản thân, bọn họ đương nhiên sẽ công bố tin tức này ra ngoài. Reng reng reng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thành quả kỹ thuật máy quang khắc của gia tộc Ngõa vậy mà giống y như của tụi con bị lộ bí mật rồi sao? Quả thực xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà dì Thẩm yên tâm, con sẽ xử lý tốt, dì đối với con đương nhiên an tâm, nếu như cần Lương gia giúp đỡ thì liên hệ dì ngay nhé. Dì sẽ đứng sau bảo vệ con, tập đoàn Lăng Vân sẽ không xảy ra chuyện, cảm ơn dì Thẩm. Tinh, xin lỗi, tại trang viên gia tộc Ngõa, ba, sao ba lại làm như vậy? La om sòm gì vậy, không còn chút quy tắc nào sao? Ai kêu con chậm chạp không làm ra thành tích, nên ba chỉ có thể đích thân ra tay, nếu không cứ tiêu hao tiếp cũng không có bất kỳ khả năng thắng nào. Hoa Long, ba của Giranda. Ba không hiểu Lâm Dật, năng lực và thủ đoạn của anh ta lợi hại hơn ba tưởng tượng nhiều. Ba đương nhiên biết, ba chưa từng nhìn thấy mị lực mạnh như vậy trên bất kỳ người thanh niên nào, nhưng dù sao cậu ta cũng là trẻ tuổi, lần này ba sẽ khiến cậu ta nhớ mãi. Con vẫn khuyên ba mau dừng chuyện này lại đi, theo con hiểu về Lâm Dật, anh ta sẽ không chịu để yên. Bị lỗ to như vậy, anh ta sẽ trả lại gấp bội. Vậy thì để xem, điều nên nói nên làm con đều cố gắng rồi, nếu cuối cùng kết quả tồi tệ, hy vọng ba đừng liên lụy con. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Yến Kinh, náo nhiệt thật. Tiến sĩ Thẩm. Thẩm Tổng, đã lâu không gặp, nếu tôi nhớ không nhầm, cũng đã 3 năm không gặp rồi, anh vẫn phong thái như vậy. Thẩm Lão Đại, mọi người vào đợi tôi trước, tôi lát nữa sẽ qua, được, cậu và Thẩm Tổng trò chuyện trước. Đi thôi, đổi chỗ khác nói chuyện. Dì thấy tiến sĩ Thẩm không hào hứng lắm, ai, đừng nhắc nữa, chuyện hôm qua đã có đả kích rất lớn với ngài ấy. Cứ canh cánh trong lòng, còn lo cả đêm không ngủ được, sợ ngài ấy lên cơn đau tim đột ngột. Tiến sĩ Thẩm suy nghĩ nhiều, con lại tin tưởng ngài ấy vô điều kiện, cuối cùng lại như vậy, trong lòng ngài ấy đương nhiên không dễ chịu. Con đã nghĩ nên làm thế nào để ứng phó với cục diện này chưa? Chuyện đã đến mức này, dù cho biết gián điệp là ai cũng vô dụng, nhưng mà con đêm qua thức đêm liên hệ một số người, cơ bản có thể thuyên giảm cục diện này. Chuyện này con phải xử lý tốt, rất nhiều người đều đang xem, Lương gia tuy có thể bảo vệ con mưa thuận gió hòa, nhưng đường trong tương lai con vẫn phải tự đi, con phải tích góp mối quan hệ cho chính mình. Đi thôi, sắp tới giờ rồi. Hoa tiên sinh, tôi đã nghe ngóng rồi, Andy phái đến Tổng Giám đốc Andy Alice tham gia hội nghị. Được, sau hội nghị tôi sẽ đi tìm cô ta bàn bạc chuyện hợp tác. Qua Phong, Phó Giám đốc Tập đoàn Tài chính gia tộc Ngõa. Hoa tiên sinh, ngài xem bên kia. Người đàn ông đó là Lâm Dật. Ông ta chính là Hoa Phong, Phó Giám đốc Tập đoàn Tài chính gia tộc Ngõa, chính là dưới sự lãnh đạo của ông ta, công nghiệp nặng của gia tộc Ngõa mới một lần nữa trở lại vũ đài thế giới. Thẩm Tổng, Lâm Tổng, có thể gặp hai người ở đây là vinh hạnh của tôi. Gia tộc Ngõa thật có danh tiếng, vậy mà có thể nghiên cứu chế tạo ra máy quang khắc 5 nanomet, lần này tư bản quốc tế phải bố trí lại rồi. Với tiềm lực tài chính của chúng tôi, việc đối phó với các tư bản quốc tế này không thành vấn đề. Tôi tin rằng máy quang khắc được nghiên cứu phát triển bởi sự nỗ lực của hàng trăm nhà khoa học của gia tộc Ngõa chúng tôi chắc chắn sẽ chiếm thị phần khổng lồ. Cậu nói đúng không Lâm Tổng? Quả thực là vậy, nhưng từ nghiên cứu và phát triển đến lượng sản xuất thật sự còn một đoạn đường rất dài phải đi. Các người vừa bắt đầu, phải đi chậm chút, nếu không dễ bị vấp. Lâm Tổng, cậu còn trẻ, gặp chút trắc trở đã suy sụp rồi sao? Nhưng trong thế giới thương nghiệp, sẽ không ai đồng cảm với người yếu đâu. Chúng ta từ từ chơi, mong tương lai có khả năng hợp tác. Được rồi, không cần phải tức giận với loại người này, đi thôi, dì đưa con đi gặp các lão tổng khác. À, Hoa tiên sinh, phía anh vậy mà nghiên cứu ra máy quang khắc 5 nanomet vượt cấp, thật sự khiến người khác phải kinh ngạc. Tôi nghĩ, máy quang khắc được nghiên cứu chế tạo từ thực lực của Tập đoàn Tài chính Ngõa, có khả năng sẽ chiếm địa vị bá chủ của máy quang khắc. Nếu có thể, sau khi xong hội nghị tôi muốn mời ngài đi ăn một bữa, hy vọng Hoa tiên sinh có thể nể mặt. Cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người. Thực ra chúng tôi không chỉ nghiên cứu chế tạo ra máy quang khắc 5 nanomet, mà công nghệ 3 nanomet trong phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng sẽ ra mắt mọi người trong 2 năm tới. Qua tiên sinh, tiến sĩ Thẩm bọn họ ở phía trước, có qua chào hỏi không? Cũng được, dù sao cũng còn 20 phút mới bắt đầu, qua đó xem. Tiến sĩ Thẩm, chúng ta lại gặp mặt rồi, các người đến đây làm gì? Tiến sĩ Thẩm, không cần tức giận, tôi chỉ là qua để chào hỏi với anh thôi, không biết anh đã thay đổi suy nghĩ chưa? Tôi sẽ cho anh sự đãi ngộ tốt nhất thế giới. Ừ, mơ đi. Đừng vội từ chối lẹ như vậy, dù sao kỹ thuật trong tay chúng tôi đều là thành quả nghiên cứu của các anh. Đây là cơ hội siêu tốt để anh vang danh thế giới, không lẽ anh không thấy đáng tiếc sao? Anh đã cống hiến lớn như vậy với công ty chúng tôi còn chưa có cơ hội phát lương cho anh. Cút cho tôi, có tin tôi đánh cậu không? Nếu các người đã cố chấp như vậy, vậy thì tôi cáo từ trước, chúng ta sau này sẽ còn cơ hội, tạm biệt. Alice ở đâu? Ở phía trước. Tôi được ngài qua đó. Claire, người phụ trách công ty CIM. Quý cô Alice, quý cô Claire, tôi có thể ngồi ở đây chứ? Mời tự nhiên. Quý cô Alice, quý cô Claire, có một số chuyện tôi muốn nói với hai cô. Bây giờ chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo ra máy quang khắc 5 nanomet. Về mặt nguồn sáng và ống kính, tôi hy vọng chúng ta có thể mở rộng hợp tác. Các anh nghiên cứu chế tạo ra máy quang khắc sao? Đương nhiên, còn hàng trăm hạng mục kỹ thuật độc quyền. Nếu có thời gian, tôi có thể đưa cô đi tham quan. Tin các anh công bố tôi đã xem được rồi, nhưng nếu không có nguồn sáng và ống kính của chúng tôi, các anh sao có thể tạo ra máy quang khắc? Không lẽ hai vị không muốn hợp tác với chúng tôi? Nếu hợp tác, thì đây sẽ là cục diện đôi bên đều thắng lợi. Không lẽ trừ các anh ra, chúng tôi không còn đối tượng hợp tác khác sao? Tôi nghe nói máy quang khắc phía Hoa Hạ đã nghiên cứu chế tạo ra rồi, vì vậy cách nói của các anh vốn không thành. Cô nói gì? Lâm tiên sinh đến rồi. Đi, chúng ta qua đó xem. Ôm lấy. Đây là chuyện gì vậy? Qua tiên sinh, bây giờ làm sao? Hoảng gì chứ, qua đó xem thử là biết. Các em đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong hết rồi, sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề nào, thậm chí một số nhà máy hợp tác sẽ phát ra thông báo hợp tác. Nhưng nếu có thể đợi thêm mấy ngày, sẽ liên hệ được với người có hiệu ứng đả kích tốt nhất. Không sao, trừ tụi em ra, thì mấy nhà tư bản đó đều là không thấy con mồi thì không dễ dàng hành động, không thấy lợi ích thực tế thì sẽ không tham gia. Sau khi hội nghị bắt đầu, hai em hãy cho người mở rộng chuyện này đi. Bọn em biết rồi. Lâm Dật, tôi không ngờ rằng, có vậy mà kêu bọn họ không bán nguồn sáng và ống kính cho chúng tôi. Nhưng không sao, tôi sẽ dùng thân phận của tập đoàn tài chính gia tộc Ngõa, đi tìm hợp tác với các xí nghiệp khác, kế hoạch của cậu có thể sắp tan vỡ rồi. Anh lúc nãy nói, sẽ dùng thân phận gia tộc Ngõa đi bàn bạc cấp cao với hai công ty này, tôi không nghe nhầm chứ? Đương nhiên, chúng tôi có thực lực và danh tiếng như vậy, có tư cách làm như vậy, nhưng các cậu thì không, tập đoàn Lăng Vân của cậu kém nhiều so với chúng tôi. Vậy vừa hay, chọn ngày không bằng gặp ngày, hai chúng ta bàn bạc đi. Cậu đang nói gì vậy? Tôi với cậu có gì để bàn bạc? Ồ đúng rồi, có một chuyện tôi quên nói cho anh biết. Trên tay tôi có 12% cổ phần của Intel và 12% cổ phần của An, vì vậy anh nghĩ còn có thể mua được nguồn sáng và ống kính từ tay bọn họ không? Cậu vậy mà lại, đừng kinh ngạc như vậy, có phải chuyện lớn gì đâu. Chỉ là chút cổ phần mà thôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Toi rồi, phải gọi điện thông báo cho anh hai mới được. Qua tiên sinh, không hay rồi. Mới vừa nãy, vài công ty hàng đầu của Andy đồng thời tuyên bố sẽ không nảy sinh bất kỳ hợp tác nào với gia tộc Ngõa. Cái này rõ ràng là đang nhắm vào chúng ta. Tin tức ở đâu? Cho tôi xem. Mấy tên đáng chết. Qua tiên sinh hãy bình tĩnh. Bây giờ cần tìm cách giải quyết chuyện này. Nếu như để chuyện lớn hơn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn với chúng ta. Cái này còn cần cậu nói sao? Qua Phong tiên sinh, 3 công ty đã phát thông báo, nói chưa từng trao quyền bất kỳ công nghệ nào cho các anh. Vậy máy quang khắc của các anh từ đâu mà ra? Các anh làm như vậy có phải là để che giấu nguy cơ sau lưng tập đoàn tài chính Ngõa? Được rồi, Hoa tiên sinh bây giờ không tiện nhận bất kỳ phỏng vấn nào, xin mọi người đừng bao vây ở đây. Hoa tiên sinh, tại trang viên gia tộc Ngõa, bây giờ trên tay chúng ta đã có công nghệ máy quang khắc hoàn chỉnh. Tiếp theo tôi sẽ đưa ngành công nghiệp chất bán dẫn thuộc tập đoàn, qua đó xem có chuyện gì, đó. Đã họp hơn 1 tiếng rồi, con không nói lời nào, đang nghĩ gì vậy? Con đang nghĩ, phản đòn của Lâm Dật có lẽ sắp tới rồi, ba phải chuẩn bị tâm lý. Phản đòn sao? Ha, với năng lực của cậu ta, cả chú con cũng đấu không lại, con còn trông chờ hắn phản đòn sao, có thể không? Chủ tịch, không hay rồi, mấy công ty của Andy đồng thời phát thông báo, nói chưa từng trao quyền bất kỳ công nghệ nào cho chúng ta và tuyên bố sẽ không có bất kỳ hợp tác nào với chúng ta. Cậu nói cái gì? Lâm Dật quá lợi hại rồi, rõ ràng là đánh tập đoàn tài chính gia tộc Ngõa vào chỗ chết. Tin tức là thật. Với lại còn có mấy công ty cũng tuyên bố không có bất kỳ hợp tác nào với chúng ta. và nói máy quang khắc của chúng ta là trộm kỹ thuật của tập đoàn Lăng Vân để dùng, cổ phiếu của công ty đã bắt đầu tụt dốc rồi. Reng reng reng, Hoa Phong. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao có thể xảy ra loại chuyện này? Anh cả, chuyện là như này, trong tay cậu ta có cổ phần của Intel và An, tóm lại nước cờ này chúng ta đi sai rồi. Tối hôm qua con đã nói với ba rồi, anh ta chính là người như vậy, khiến ba nhìn không thấu, mỗi khi ba đẩy anh ta vào tuyệt cảnh, nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng, anh ta luôn có thể lấy ra những lá bài bất ngờ cho ba xem. Lâm Dật, tôi xem nhẹ cậu rồi. Lâm Dật, chuyện hôm nay thật sự quá hả lòng hả dạ rồi. Phải cho đám người này biết sự lợi hại của chúng ta, tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho họ. Được rồi, đừng chỉ vui mừng, hai người về trụ sở trước, xử lý chút chuyện phía sau, tóm lại là không cần bận tâm chuyện này nữa. Tiểu Dật, trong cuộc phỏng vấn sau cuộc họp, cậu đã nói mơ hồ về chuyện của máy quang khắc, là không định công khai tin tức này sao? Bây giờ chưa phải là lúc. Tôi đang đợi Hoa Phong gọi cho tôi, bây giờ chúng ta đã chiếm quyền chủ động, xem hắn ta có thể cầm cự đến lúc nào. Thật không ngờ tới, máy quang khắc của chúng ta lại công bố với bên ngoài theo phương thức này, thật sự quá ngoài dự đoán rồi. Sau này công tác bảo mật trong sở cũng phải nâng cấp, bị thiệt lớn như vậy, nhất định phải nhớ kỹ. Chuyện trong sở tôi không quản, Thẩm lão đại ngài tự phụ trách là được, vẫn là câu nói đó, thiếu tiền thì nói với tôi. Cảm ơn sự tín nhiệm của cậu, khách sáo rồi. Mọi người ngày mai về rồi nhỉ, trên đường về chú ý an toàn. Ừ, cảm ơn máy bay riêng mà Lâm Tổng đã sắp xếp. Ngày hôm sau, tại cơ sở huấn luyện, nghe nói tập đoàn Lăng Vân của cậu xảy ra chuyện, xử lý như thế nào rồi? Đã xong hết rồi, không cần lo. Thành tích tập huấn thử như thế nào? Đây là thành tích cuối cùng. Tình hình hôm nay khác, người đứng nhất là Tiêu Băng, trình độ cấp E, kiểm tra thử 3 hôm trước thành tích ở tầm trung, không ngờ hôm nay lại lấy được hạng nhất. Quả thực có chút khiến người ta bất ngờ, nhưng cô gái tên Dư Tư Dĩnh đó cũng không tệ, lấy được hạng 2, Tùy Cường mà cậu khá đánh giá cao, cậu ta lấy được hạng 8. Cũng được nhỉ, hạng mục cuối cùng mô phỏng thực chiến, định khi nào bắt đầu? Tạm chốt ngày mốt, còn một số chi tiết chưa bố trí xong, cần chuẩn bị thêm. Reng reng reng, Giranda, alo, có phải Lâm tiên sinh không? Ông là Hoa Long, là tôi, chuyện máy quang khắc là chúng tôi không đúng, mong Lâm tiên sinh đừng tính toán với chúng tôi sẽ bồi thường tương ứng, hy vọng cậu có thể khiến dư luận không xôn xao tiếp nữa. Vậy được, tôi có 3 yêu cầu, nếu ông làm được, thì tôi sẽ làm lắng chuyện này xuống. Thứ nhất, tôi muốn biết gián điệp mà các người cài vào bên tôi. Thứ hai, tôi cần tư liệu nòng cốt ngành công nghiệp nặng của các người. Thứ ba, các người phải công khai xin lỗi trên truyền thông. Không thể, Lâm tiên sinh, tôi là mang theo thành ý mà đến, hy vọng cậu đừng quá đáng quá, với lại cậu còn quen biết với con gái tôi, là bạn rất thân. Thật sự phải làm như vậy sao? Con người ông tiêu chuẩn kép thật đấy, biết tôi và con gái ông quen biết, cũng có thấy ông tha cho tôi đâu. Hôm nay đến đây thôi, đợi khi nào ông nghĩ xong thì gọi cho tôi, nếu không thì đừng liên lạc nữa. Tại trang viên gia tộc Ngõa, tên này quá đáng quá rồi, vậy mà lại đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy. Theo con thấy, đây ít ra là chuyện tốt. Vì anh ta còn cho đường đàm phán, nếu như anh ta thật sự muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, thì căn bản sẽ không nói ra 3 điều kiện. Còn về làm như thế nào, hai người tự giải quyết đi. Anh cả, chuyện này anh nghĩ như thế nào, 2 điều kiện sau tuyệt đối không thể đồng ý với hắn. Đây là mạch máu và danh dự của gia tộc Ngõa chúng ta, anh tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn. Nhưng bây giờ cổ phiếu của tập đoàn tài chính của chúng ta đang tụt dốc, con đường chúng ta có thể lựa chọn quá ít. Anh cũng đang nghĩ cách đây, chuyện này chúng ta quá bị động rồi. Cảm giác bất kỳ cách nào cũng không có tác dụng mang tính thực chất. Anh cả, em nghĩ ra một cách hay. Chúng ta giết Lâm Dật luôn cho rồi. Em nói gì? Giết Lâm Dật sao? Chuyện này không được. Hiện tại rất nhạy cảm. Nếu Lâm Dật xảy ra chuyện, chúng ta nhất định sẽ bị nghi ngờ. Cái này em biết. Anh còn nhớ Alisa của công ty Black Gold không? Chúng ta có thể đem chuyện cô ta chết giá họa cho Lâm Dật. Như vậy thì Jeffrey sẽ ra tay thay chúng ta. Như vậy chúng ta có thể giết Lâm Dật rồi. Cách này không tồi. Chúng ta có thể tránh khỏi tất cả hiểm nghi, đương nhiên có thể dùng gián điệp của Long Tâm làm mồi nhử, khiến Lâm Dật đến hải đảo. Đúng rồi, chuyện này đừng cho Giranda biết, quan hệ của nó và Lâm Dật rất tốt. Anh cả, em cảm thấy chuyện này vẫn nên làm triệt để chút thì tốt, vì chỉ cần Lâm Dật liên lạc Giranda, rất nhanh hắn sẽ phát giác ra điều bất thường. Không bằng chúng ta khống chế Giranda lại đã, sau đó, được, cứ làm theo em nói, vâng. Lâm tiên sinh, tôi là Hoa Phong, 3 yêu cầu cậu nói tôi đều đồng ý. Nhưng nội gián chúng tôi đã đưa đến hải đảo rồi, rất khó đưa đến Hoa Hạ. Nếu Lâm tiên sinh không để ý, có thể đến hải đảo một chuyến, tiện thể tôi sẽ đưa tư liệu nòng cốt công nghiệp nặng của gia tộc Ngõa đến. Người của gia tộc Ngõa gọi cho cậu rồi. Ừ, 3 yêu cầu mà tôi nói lúc sáng, họ đều đồng ý rồi, bọn họ kêu tôi đến hải đảo lãnh người, sau đó bàn về chuyện của công nghiệp nặng gia tộc Ngõa. Hắn ta đồng ý sảng khoái như vậy, khiến tôi cảm thấy bất thường. Cậu thật sự đi sao? Đi thì nhất định đi rồi. Hắn ta ở trong tối lừa tôi một vố, làm sao cũng phải nói chuyện thành thật với nhau một phen. Với tác phong của Lâm Dật, những người này có khả năng sẽ bị chơi cho chết. Đều đến đủ rồi nhỉ, có chuyện gì mà gọi chúng tôi đến gấp như vậy, còn đang đợi đi ăn đêm đây. Bên tổ 4 đưa tin tức, Bảo La đóng giữ ở đảo Tilia, đem theo người rời khỏi suốt đêm, đây là một tín hiệu không tốt. Bảo La là một trong 3 nòng cốt dưới trướng của Jeffrey, cũng là người thực lực mạnh nhất, tại sao hắn lại rời khỏi, không rõ. Jimmy và Alisa lúc trước đều vì giao dịch mới trở về, lần này có khi nào cũng là như vậy, nhưng 2 lần giao dịch trước đều thất bại, họ còn dám giao dịch với gia tộc Ngõa sao? Với lại liên tiếp tổn thất 2 nòng cốt, tôi nghĩ Jeffrey không thể cố chấp giao dịch ghen cho lắm. Theo cách nghĩ của cô, tôi có thể nghĩ như vậy chứ, Jeffrey điều động Bảo La về là vì điều tra chuyện của Jimmy và Alisa, hoặc là Jeffrey tìm thấy manh mối, gọi Bảo La về thực thi nhiệm vụ báo thù. Manh mối sao? Tôi nghĩ đến một chuyện. Tập đoàn tài chính gia tộc Ngõa kêu Lâm Dật đến hải đảo đón Khưu Húc Thành và chuyện Bảo La rời khỏi đảo Tilia, 2 điều này có khi nào có liên quan đến nhau không? Chuyện này cũng thú vị phết, chuyện này không phải chuyện nhỏ, cậu phải nghiêm túc cư xử. Trình độ của Bảo La mạnh hơn Alisa không ít, tôi sẽ không cho cậu mạo hiểm lần này đâu, sáng mai qua đây, tôi sẽ sắp xếp cụ thể, ngài đã nói vậy rồi, tôi muốn đi cũng không đi được, nghe ngài thôi. Ngày hôm sau, toàn thể nghe lệnh, điểm danh, 1, 2, 3, ai cũng có tinh thần cả. Tại phòng của Lưu Hồng, Lâm Dật, để tôi giới thiệu cho cậu một chút. Đây là Chu Tuấn Chỉ của tổ 4 và Ngụy Tuyết. Người của tổ 4 sao? Nhiệm vụ ở đảo Tilia xong rồi sao? Không có, đặc biệt gọi về chủ yếu là vì chuyện của cậu. Đợi Hoa Long thông báo cho cậu đến hải đảo, tôi sẽ kêu họ đi theo cậu, như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn chút. Lúc đó các người nghe tôi chỉ huy hành động, nếu không xảy ra rắc rối, hậu quả tự mình chịu. Tốt xấu gì tôi cũng là tổ trưởng, một tên tổ viên như cậu còn muốn chỉ huy tôi sao? Cậu có chút không rõ vị trí của mình rồi. Tổ viên thì sao chứ? Chúng tôi là từ tổ 4 đến, tùy tiện kéo một người từ tổ ra cũng có thể thắng các tổ trưởng của tổ khác. Cậu cảm thấy bản thân làm tổ trưởng là có thể ở trước mặt chúng tôi chỉ tay 5 ngón sao? Vậy cậu còn ở tổ 4 làm gì? Đến ngồi phòng làm việc này đi. Hi hi, cậu nói chuyện với ai vậy? Trong mắt còn chút quy tắc nào không? Mau tìm một chỗ trống, đưa tên ngu ngốc này đi, nhìn thấy cậu ta tôi nhức đầu quá, cậu. Được rồi, cùng thuộc một danh sách chiến đấu của tổ chức, sao vừa gặp đã cãi nhau rồi, đừng quên thân phận của mình. Được rồi, mọi người đã đông đủ, chúng ta đi xuống dưới lầu đi. Bây giờ bên phía hải đảo vẫn chưa có động tĩnh, 2 người tạm thời theo tập huấn thử đi, vừa hay giúp kiểm định. Cậu cũng bớt lại đi, dù thế nào cũng là chiến hữu, phải chú ý đoàn đội hòa bình, đừng nói là chiến hữu, dù cho là bạn tình thân mật cũng không nói với tôi như vậy. 2 người dùng ánh mắt này nhìn tôi làm gì? Chú ý an toàn. Tại sân tập, tôi giới thiệu với mọi người, 2 vị này là Chu Tuấn Trì và Ngụy Tuyết, là thành viên tổ 4, đặc biệt đến để quan sát tập huấn thử của mọi người. Một hơi đến nhiều người như vậy, lần chiêu mộ toàn quốc này hiệu quả không tồi. Với lại trình độ bình quân cao hơn trước không ít, quả thực khá thành công, trong đó còn có 2 người là cấp D, năng lực tác chiến của bản thân bọn họ không tệ, chỉ là thiếu chút kinh nghiệm. Chỉ cần tăng cường huấn luyện, bọn họ chắc chắn rất nhanh sẽ có thể tiếp nhận nhiệm vụ, vì vậy lúc 2 người này báo danh cũng có chút ngoài dự đoán của tôi. Vậy mà còn có người cấp D, vậy 2 người mới đó đâu, để tôi xem, Tùy Cường, Dư Tư Dĩnh, ra hàng. Nhìn dáng vẻ của 2 người cũng chỉ khoảng trên dưới 30 tuổi, về mặt thiên phú không còn gì để nói, có hứng thú gia nhập tổ 4 của chúng tôi không? Cậu ta vậy mà ra mặt tranh giành như vậy, xem ra Chu Tuấn Trì này IQ cũng không cao mấy, với lại hình như quan hệ của Lưu Lão Đại và tổ 4 cũng không ra làm sao. Chúng tôi muốn gia nhập tổ 1, ha ha, tổ trưởng Lâm thật sự lợi hại, tập huấn thử vẫn chưa xong, đã khiến cấp dưới khăng khăng một mực, thực khiến người ta bái phục. Thực ra tôi cũng không làm gì, có thể là do cậu xấu quá, vì vậy bọn họ không có hứng thú với câu, đơn giản vậy thôi. Cậu, Phi Phi, tuy 2 người đã đến cấp D, nhưng cũng không phải nói rằng nhất định sẽ vào được tổ chức, tôi bây giờ vừa hay có thời gian, nên sẽ giúp tổ trưởng Lâm thử trình độ của 2 người, nếu không qua được ải của tôi là không vào được tổ chức đầu nhé. Chu Tuấn Chỉ đã đạt đến cấp D đỉnh phong, mà Tùy Cường và Dư Tư Dĩnh đều thuộc trình độ mới lên cấp D, dù cho 2 người này cùng động thủ thì cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Anh đây là muốn mài giũa chúng tôi sao? Thể hiện của 2 người cũng được, vậy tôi hôm nay sẽ luyện tập cho 2 người. Nhưng tôi là một lão tiền bối trong lữ đoàn trung vệ của tổ 4, trực tiếp mài giũa không tránh được bị nói là lớn ăn hiếp nhỏ. Nên chấp các người một tay. Chấp một tay sao? Không cần thiết, mời anh hãy lấy hết toàn bộ thực lực ra để so tài. Nếu tôi dùng hết sức, đánh không cẩn thận làm hai người bị thương thì không hay. Tên hỏi chu kia, khuyên cậu đừng quá kiêu căng. Cậu tốt nhất là chú ý cách nói chuyện. Cậu có phải cảm thấy hai người này ngay cả một tay của tôi cũng không đánh lại, vì vậy muốn ra mặt ngăn cản? Không phải, trình độ của bọn họ tôi rất rõ, tuy đánh không lại tôi, nhưng đủ để dạy dỗ cậu. Nhưng trước mắt hơn 300 người ở đây đều muốn gia nhập tổ 1, với lại cậu vừa hay ở đây, nếu vậy cùng giúp tôi luyện tập hết luôn đi. Luyện tập hết sao? Cậu nghĩ tôi rất rảnh rỗi sao? Nhiều người như vậy, luyện đến trời tối cũng luyện tập không xong. Tôi biết thời gian của cậu quý báu, đương nhiên không thể để cậu luyện tập cho từng người một rồi. Trên chiến trường có người làm hại chiến hữu của mọi người sẽ làm như thế nào? Nợ máu trả máu. Không tồi, bây giờ, tên họ Chu này muốn luyện tập chiến hữu của mọi người đừng lãng phí thời gian nữa. Cùng lên đi, tôi sẽ từ đó lựa ra người có biểu hiện xuất sắc nhất, đặc cách gia nhập tổ 1, động thủ đi. Thật là chiêu trò không ngừng a, bị một đám người nhìn chằm chằm, làm Chu Tuấn Chỉ cũng rén ngang. Lâm Dật, cậu đây là muốn làm gì? Muốn cảm ơn cậu a, giúp luyện tập cho đám người này, đợi sau khi cậu luyện tập cho mấy người này xong thì tôi sẽ sắp xếp thêm trận nữa. Đều ngơ ra đó làm gì, cơ hội tốt như vậy không giành lấy, đều không muốn vào tổ 1 rồi sao? Đó, xông lên. Lâm Dật, tên khốn nhà cậu. Ha ha ha, người từ tổ 4 ra có khác, chạy nhanh thật. Lâm Dật, cậu đây xem là bản lĩnh gì chứ, mau kêu họ dừng tay gì chứ. Dù sao cũng là người từ tổ 4 ra, dạy dỗ cho bọn họ đàng hoàng, để bọn họ thấy thực lực xuất chúng của cậu đi. Mẹ nó cậu một lúc kêu nhiều người lên như vậy, có ý nghĩa gì chứ, nếu cậu không phục hai chúng ta solo, nếu cậu thua thì mẹ nó quỳ gối xin lỗi cho tôi. Cậu thú vị thật đấy, ngay cả những người tập huấn thử cũng đánh không lại, còn muốn động thủ với tôi khuyên cậu tốt nhất đừng làm chuyện dại dột, nếu không sẽ chết rất nhanh đó a. Tổ trưởng Lâm, cậu làm như vậy thật nhàm chán, có bản lĩnh thì đích thân lên, tổ chức là nơi dựa vào thực lực để nói chuyện. Cô có ý kiến sao? Nếu như cô nhỉ không nổi, có thể động thủ thay cậu ta, đừng nghĩ tôi là nữ mà xem thường, thực lực của tôi tuyệt đối không thua kém Chu Tuấn Chỉ. Có thể vào được tổ 4 là một loại chứng minh năng lực, với lại kinh nghiệm chiến đấu của tôi phong phú hơn cậu nhiều, cậu tốt nhất thu lại lời nói lúc nãy đi. Đều nói người xấu xí hay làm chuyện xấu, tôi cuối cùng cũng biết tổ 4 các người đều là mặt hàng gì rồi, trình độ không ra làm sao, bản lĩnh ra vẻ lại là hạng nhất, muốn chết. Lâm Dật cẩn thận,